bạn đang nghe sách nói bản quyền Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, tác giả John Gray, người dịch Nguyễn Thanh Nhàn, giọng đọc trạm trưởng Ngọc Quý, kỹ thuật âm thanh Đình Đoàn. Cuốn sách thuộc tủ sách kỹ năng phát triển bản thân của Bizbook. Bản thu âm được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Lời giới thiệu. Một tuần sau khi con gái Lauren của chúng tôi ra đời, vợ tôi Bonnie và tôi gần như hoàn toàn kiệt sức. Đêm nào Lauren cũng đánh thức chúng tôi liên tục. Vì Bonnie sinh mổ nên phải dùng thuốc giảm đau, cô ấy gần như không đi được. Sau 5 ngày ở nhà đỡ đần vợ, tôi đi làm trở lại. Khi đó cô ấy đã khá hơn. Một ngày khi tôi vắng nhà, cô ấy hết thuốc giảm đau. Thay vì gọi tới văn phòng tìm tôi, cô ấy đã nhờ anh trai tôi mua hộ một ít thuốc khi anh ấy đến thăm. Tuy nhiên anh trai tôi đã không quay lại. Vì thế cô ấy đã phải chịu đựng cơn đau đớn cả ngày, trong khi vẫn phải chăm sóc đứa bé mới chào đời. Tôi không biết cô ấy đã trải qua một ngày kinh khủng như thế nào. Khi tôi về tới nhà, cô ấy rất thất vọng. Tôi đã hiểu lầm nguyên nhân khiến cô ấy đau đớn và cho rằng cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Cô ấy nói, em hết thuốc giảm đau nên đau cả ngày hôm nay. Em nằm bẹp trên giường mà chẳng có ai chăm sóc. Tôi hỏi, sao em không gọi anh? Cô ấy nói, em đã nhờ anh trai anh giúp em mua thuốc, nhưng anh ấy quên mất. Em đã chờ anh ấy quay trở lại cả ngày. Em còn có thể làm gì hơn thế nữa? Em gần như không thể cất bước. Em cảm thấy bị bỏ rơi. Đến lúc này tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm đó sự kìm nén của tôi rất kém. Tôi tức giận vì cô ấy đã không gọi tôi. Tôi giận dữ vì cô ấy trách cứ tôi, trong khi tôi không hề biết cô ấy đau. Sau vài giờ lời qua tiếng lại khá nặng nề, tôi đi thẳng ra cửa. Tôi mệt mỏi, cáu kỉnh và đã nghe quá đủ rồi. Chúng tôi đều đã đến ngưỡng của mình. Sau đó một việc đã xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi. Bonnie nói, dừng lại, xin anh đừng đi. Đây là lúc em cần anh nhất. Em đang rất đau. Những ngày này em không thể ngủ được. Xin hãy nghe em. Tôi dừng lại một phút để lắng nghe. Cô ấy nói, John Gray, anh là một người bạn đời thất thường. Khi em là Bonnie ngọt ngào đáng yêu thì anh ở bên em. Nhưng khi em không như thế thì anh lại muốn bỏ đi. Cô ấy ngưng lại, mắt đẫm lệ. Giọng cô ấy lạc đi. Lúc này đây em đang đau đớn. Em chẳng có gì để trao cho anh. Nhưng đây là lúc em cần anh nhất. Xin anh hãy đến đây và ôm em. Anh không cần phải nói gì. Em chỉ cần cảm thấy vòng tay của anh đang ôm em. Xin anh đừng đi. Tôi bước lại gần và im lặng ôm cô ấy. Cô ấy đã khóc trong vòng tay tôi. Vài phút sau, cô ấy nói lời cảm ơn vì tôi đã không bỏ đi. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ cần cảm thấy tôi đang ôm cô ấy là đủ. Vào giây phút ấy, tôi bắt đầu nhận ra ý nghĩa đích thực của tình yêu. Tình yêu giúp ta vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi luôn nghĩ mình là người tình cảm, nhưng cô ấy nói đúng. Tôi là một người bạn đời thất thường, hay phụ thuộc vào hoàn cảnh. Khi cô ấy hạnh phúc và vui vẻ, tôi đáp lại bằng tình yêu. Nhưng khi cô ấy không vui hay đau khổ, tôi sẽ cảm thấy bị quở trách, để rồi tranh cãi và tự tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đó là lần đầu tiên tôi không rời bỏ cô ấy. Tôi đã ở lại và cảm giác khi đó thật tuyệt vời. Tôi đã ở bên khi cô ấy thật sự cần tôi. Đó là tình yêu đích thực. Chăm sóc cho người thân yêu, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, ở cạnh bên lúc cô ấy cần. Tôi ngạc nhiên tự nhủ, khi được chỉ cách để động viên, tôi mới thấy nó dễ dàng làm sao. Sao trước đây tôi không biết tới điều này chứ? Cô ấy chỉ cần tôi lại gần và ôm cô ấy. Những phụ nữ khác có thể hiểu điều Bonnie cần một cách bản năng, nhưng vì là đàn ông nên tôi không biết rằng sự vỗ về, âu yếm và lắng nghe có ý nghĩa rất quan trọng đối với cô ấy. Nhờ việc nhận ra những khác biệt này, tôi đã bắt đầu biết đến cách để giao tiếp với vợ mình. Tôi đã nói chuyện với cô ấy theo một cách mới, và không thể ngờ rằng chúng tôi lại có thể giải quyết xung đột dễ dàng đến thế. Với những mối quan hệ trước đây, tôi chọn cách thờ ơ và không thể hiện tình cảm của mình vào những lúc khó khăn. Đơn giản vì tôi biết làm gì khác ngoài điều đó. Vì vậy, cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi chứa đầy tổn thương và khó khăn. Sự việc lần này với Bonnie đã hé mở cho tôi biết mình nên thay đổi tình trạng này ra sao. Ý tưởng này trở thành nguồn động viên để tôi nghiên cứu trong suốt 7 năm qua. Đồng thời nó cũng giúp tôi phát triển, kết tinh những nhận thức sâu sắc về đàn ông và đàn bà vào cuốn sách này.
Từ việc tìm hiểu những khía cạnh thực tế và đặc biệt của sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân của tôi đáng lý không tới mức chật vật như vậy. Khi nhận thức được những điểm khác nhau giữa chúng tôi, Bonnie và tôi đã có thể cải thiện mối quan hệ của mình một cách đáng kinh ngạc và đầy thú vị. Nhờ tiếp tục khám phá và hiểu những điều khác biệt này, chúng tôi đã tìm ra phương thức mới để cải thiện tất cả các mối quan hệ của mình. Chúng tôi hiểu các mối quan hệ này theo những cách mà trước đây bố mẹ chúng tôi không bao giờ biết, bởi vậy họ không thể truyền lại cho chúng tôi. Tôi bắt đầu chia sẻ những hiểu biết sâu sắc này với các khách hàng mà mình tư vấn. Nhờ đó, các mối quan hệ của họ cũng được cải thiện. Thực vậy, hàng nghìn người tham gia những buổi thảo luận của tôi đều nhận thấy mối quan hệ của họ thay đổi đáng kinh ngạc qua từng ngày. 7 năm sau, nhiều cá nhân, nhiều đôi vợ chồng vẫn phản hồi về những kết quả tốt đẹp mà họ nhận được. Tôi nhận được ảnh chụp của những đôi vợ chồng hạnh phúc bên lũ trẻ của họ, những bức thư cảm ơn vì đã cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Mặc dù chính tình yêu của họ đã cứu những cuộc hôn nhân đó, nhưng họ vẫn có khả năng ly dị nếu không thấu hiểu về người bạn đời của mình. Susan và Jim kết hôn được 9 năm. Như hầu hết các đôi vợ chồng khác, họ đến với nhau từ tình yêu. Nhưng sau nhiều năm, những bất đồng, tranh cãi gia tăng, họ mất đi niềm đam mê và quyết định chia tay. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, họ đã tham dự buổi thảo luận cuối tuần về cách giao tiếp của tôi. Susan nói: "Chúng tôi đã thử mọi cách để hàn gắn mối quan hệ của mình, nhưng chúng tôi quá khác nhau." Trong suốt buổi thảo luận, họ rất ngạc nhiên khi biết rằng sự khác biệt đó là điều hết sức bình thường. Họ thấy được an ủi khi biết rằng trong cuộc sống, những đôi vợ chồng khác cũng từng trải qua những tình huống tương tự. Chỉ trong 2 ngày, Susan và Jim đã học hỏi được những kiến thức hoàn toàn mới về đàn ông và đàn bà. Họ lại yêu nhau như thuở ban đầu. Mối quan hệ của họ thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Họ không còn muốn ly dị. Trái lại, họ mong muốn ở bên nhau suốt phần đời còn lại. Jim nói: "Những kiến thức về sự khác biệt giữa chúng tôi đã mang tôi về với vợ mình. Đây là món quà lớn nhất mà tôi từng nhận. Chúng tôi lại yêu nhau như thuở ban đầu." 6 năm sau, khi mời tôi đến thăm nhà mới của mình, họ vẫn yêu nhau như vậy. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp họ hiểu nhau hơn và duy trì cuộc hôn nhân này. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông và đàn bà là khác nhau. Nhưng khác nhau như thế nào thì vẫn là điều rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Trong 10 năm qua, đã có nhiều cuốn sách cố gắng để chỉ rõ những khác biệt ấy. Dù có tạo ra những kết quả quan trọng, nhưng nhiều cuốn sách lại mang tính phiến diện một chiều, và thật không may, chúng đã làm tăng sự mất niềm tin và thất vọng về những người khác giới. Phái này thường được nhìn nhận là bị phái còn lại lừa bịp. Một điều cần thiết phải hiểu đó là đàn ông và đàn bà khác nhau là điều bình thường. Để cải thiện những mối quan hệ giữa hai phái, việc thấu hiểu những khác biệt của nhau là điều cần thiết. Nó sẽ phát triển lòng tự trọng và phẩm giá cá nhân, đồng thời tăng cường sự tin tưởng, trách nhiệm cá nhân, khiến hai bên gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Theo kết quả khảo sát từ hơn 25.000 người tham gia các buổi hội thảo, tôi có thể chỉ ra những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Khi khám phá những khác biệt này, bạn sẽ thấy những bức tường của sự thất vọng và mất niềm tin giữa hai người sụp đổ. Việc mở cửa trái tim sẽ đem lại sự bao dung và làm tăng động lực để trao và nhận tình yêu cùng sự giúp đỡ từ đối phương. Với những nhận thức mới mẻ này, tôi hy vọng bạn sẽ phát huy tối đa những gợi ý trong cuốn sách và tiếp tục phát triển để xây dựng mối quan hệ thân thiện với người khác phái. Tất cả những quy tắc trong cuốn sách này đã được kiểm tra và thử nghiệm. Ít nhất 90% trong số hơn 25.000 cá nhân được khảo sát đã nhận thấy mình trong những tình huống đó một cách rõ ràng. Nếu bạn thấy mình đang gật đầu khi đọc cuốn sách này và nói rằng "Đúng, đúng là anh đang nói về tôi", vậy chắc chắn bạn không cô đơn. Bạn cũng có thể đạt được những lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này. Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, hé mở những chiến lược mới để giảm xung đột trong các mối quan hệ và giúp tình yêu bền vững hơn nhờ việc thấu hiểu đàn ông và đàn bà khác nhau như thế nào. Từ đó mang lại những gợi ý có tính thực tế giúp chúng ta giảm sự thất vọng và bất đồng, đồng thời mang lại niềm hạnh phúc và sự gắn bó với nhau. Chúng ta không cần thiết phải chật vật trong những mối quan hệ của mình. Chỉ khi không hiểu đối phương, xung đột, thất vọng và tranh cãi mới nảy sinh. Cùng nguyên do đó, nhiều người tự áp đặt cảm giác thất vọng về mối quan hệ của mình. Họ yêu người bạn đời của mình, nhưng khi có xung đột, họ không biết phải làm gì để sự việc tốt đẹp hơn. Khi hiểu rõ đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau ra sao,
bạn sẽ học được những phương thức mới để duy trì mối quan hệ và thành công trong việc lắng nghe, nâng đỡ người bạn đời của mình. Bạn sẽ học được cách làm thế nào để tạo ra một tình yêu như bạn mong đợi. Trong cuốn sách này, có thể bạn sẽ thắc mắc, nếu không có cuốn sách này, sao ta có thể thành công trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ của mình? Đàn ông sau hỏa, đàn bà sau kim là cuốn cẩm nang có được mối quan hệ đầy yêu thương trong những năm 90 của thế kỷ 20. Cuốn sách tiết lộ những điểm khác biệt giữa đàn ông và đàn bà trong tất cả các mặt của đời sống. Đàn ông và đàn bà không chỉ có cách giao tiếp khác nhau mà họ suy nghĩ, cảm nhận, hiểu, phản ứng, yêu, đòi hỏi và đánh giá cũng khác nhau. Họ dường như đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác, nói những ngôn ngữ khác nhau và nhu cầu chăm sóc cũng khác nhau. Mở rộng kiến thức về những khác biệt giữa hai phái sẽ giúp ta giải quyết phần lớn những thất vọng có liên quan và cố gắng để hiểu người khác phái. Nhờ đó, những hiểu lầm sẽ nhanh chóng tiêu tan hoặc ta sẽ né tránh được chúng. Những mong đợi không phù hợp có thể sẽ được điều chỉnh một cách dễ dàng và đúng đắn. Khi hiểu rằng người bạn đời khác mình như một người đến từ hành tinh khác, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và hòa hợp với những khác biệt ấy thay vì kháng cự hay cố gắng thay đổi chúng. Quan trọng nhất, thông qua cuốn sách này, bạn sẽ học được những kỹ năng thực tế để giải quyết các vấn đề phát sinh xuất phát từ những khác biệt giữa hai phái. Cuốn sách này không chỉ phân tích về mặt lý thuyết, điểm khác biệt về lĩnh vực tâm lý, mà còn là cẩm nang thực tế giúp chúng ta xây dựng thành công những mối quan hệ giàu tình yêu thương. Tính chính xác của những quy tắc này được chứng minh từ những trải nghiệm của chính bạn cũng như những cảm nhận chung. Cuốn sách này chứa đựng những ví dụ diễn giải một cách đơn giản và xúc tích, những điều mà bạn thường biết tới thông qua trực giác. Sự xác nhận này sẽ giúp bạn luôn là chính mình, không đánh mất bản thân trong những mối quan hệ. Khi phản ứng với những kiến thức mới này, đàn ông thường nói, "Đây đúng là tôi, ông đã theo dõi tôi đúng không? Tôi không thấy điểm nào sai cả." Đàn bà thường nói, "Cuối cùng thì chồng tôi đã biết lắng nghe, tôi không cần phải đấu tranh để được công nhận nữa. Khi ông giải thích những điểm khác biệt giữa chúng tôi, chồng tôi đã hiểu, cảm ơn ông." Đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn lời nhận xét tích cực, minh chứng việc mọi người gắn bó với nhau hơn khi hiểu được rằng đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Những kết quả của chương trình mới này giúp chúng ta hiểu được người khác giới. Nó không chỉ là tính tức thì mà còn có tác dụng lâu dài. Tất nhiên, hành trình để thiết lập một mối quan hệ giàu tình yêu thương nhiều lúc có thể đầy chông gai và khó khăn là không tránh được. Những khó khăn này có thể là nguyên nhân dẫn đến thất vọng và phản đối. Nhưng đó cũng có thể là cơ hội để ta gắn bó, yêu thương, chăm sóc và tin tưởng nhau hơn. Những nhận thức trong cuốn sách này không phải là giải pháp nhanh chóng cho mọi khó khăn, vướng mắc. Thay vào đó, nó cung cấp phương thức tiếp cận mới mà nhờ đó, các mối quan hệ có thể trợ giúp đắc lực cho bạn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Với những nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ có được những công cụ cần thiết để có được tình yêu như mong muốn, cũng như trao cho người bạn đời của bạn tình yêu và sự trợ giúp mà cô ấy hay anh ấy mong mỏi. Tôi đã đưa ra nhiều tổng kết về đàn ông và đàn bà trong cuốn sách này. Có thể bạn sẽ thấy có một vài nhận xét có vẻ chuẩn xác hơn những nội dung khác, bởi kỳ thực chúng ta là những cá nhân kỳ lạ với những trải nghiệm kỳ lạ. Đôi khi trong các buổi thảo luận của tôi, các đôi vợ chồng và nhiều cá nhân tâm sự rằng họ thấy mình trong những ví dụ đó. Nhưng theo hướng ngược lại, có anh chàng giống như mô tả của tôi về đàn bà, và có cô gái lại giống những điều miêu tả của tôi về đàn ông. Tôi gọi đó là sự đảo ngược vai trò. Nếu bạn nhận thấy mình đang trong tình trạng đảo ngược vai trò, tôi vẫn khẳng định mọi thứ đều ổn. Khi nào bạn thấy bản thân không giống với một điều gì đó trong cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn lờ nó đi, chuyển sang những nội dung mà bạn có điểm tương đồng, hoặc là nhìn lại chính mình một cách sâu sắc hơn. Nhiều khi đàn bà phủ nhận một vài thuộc tính nữ giới của họ để tìm kiếm một cuộc sống mang lại cho họ những thuộc tính nam giới. Nếu bạn thuộc trường hợp này, thì việc áp dụng những gợi ý, chiến lược và các kỹ thuật trong cuốn sách này không những mang lại niềm đam mê mạnh mẽ hơn trong các mối quan hệ mà còn nhanh chóng cân bằng mặt nam tính và nữ tính của bạn. Trong cuốn sách này, tôi không trực tiếp đưa ra các câu hỏi tại sao đàn ông và đàn bà lại khác nhau. Đây là một câu hỏi phức tạp, có nhiều lời đáp, xuất phát từ những khác biệt về mặt sinh lý, ảnh hưởng của cha mẹ, giáo dục, những thứ bậc trong xã hội hay lịch sử. Những vấn đề này được tìm hiểu sâu trong cuốn Đàn ông, đàn bà và các mối quan hệ hòa bình với người khác giới. Mặc dù lợi ích từ việc áp dụng những kiến thức trong cuốn sách này là tức thì,
Nhưng cuốn sách này không thể thay thế nhu cầu chữa trị và tư vấn cho những mối quan hệ có vấn đề hoặc trong những gia đình loạn chức năng. Thậm chí, nhiều khi những cá nhân khỏe mạnh cũng có thể cần đến các biện pháp chữa trị và tư vấn trong những thời điểm thách thức. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những thay đổi mạnh mẽ khi được chữa trị tư vấn hôn nhân hay tham gia vào các nhóm phục hồi 12 bước. Tuy nhiên, tôi nghe mọi người nói rằng nhờ những kiến thức mới mẻ này họ thu được nhiều kết quả hơn so với nhiều năm thực hiện các biện pháp chữa trị. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng những năm chữa trị và việc phục hồi chính là nền tảng giúp họ áp dụng thành công những hiểu biết này vào trong cuộc sống và những mối quan hệ của họ. Nếu ta đã từng bị loạn chức năng, thì thậm chí sau khi chữa trị hay tham gia các nhóm phục hồi, ta vẫn cần một bức tranh tích cực về các mối quan hệ lành mạnh. Quyển sách này mang đến điều đó. Mặt khác, nếu cuộc sống của bạn luôn tràn ngập tình yêu thương và chăm sóc, thời gian có thể làm thay đổi mọi điều, và ta vẫn cần những phương thức tiếp cận mới trong quan hệ giữa các giới. Việc học những phương thức giao tiếp, chia sẻ mới và lành mạnh là rất cần thiết. Tôi tin ai cũng có thể giành được những lợi ích nhất định từ những kiến thức trong cuốn sách này. Phản hồi tiêu cực duy nhất mà tôi nhận được từ những người tham dự các buổi thảo luận của mình và trong các bức thư được gửi đến tôi đó là: tôi ước gì có ai đó nói với tôi điều này từ trước. Không bao giờ là muộn để làm giàu thêm tình yêu thương trong cuộc sống của bạn. Bạn chỉ cần học cách mới để tạo ra chúng. Dù bạn có đang phải chữa trị hay không, nếu bạn muốn có những mối quan hệ trọn vẹn hơn với người khác giới, thì cuốn sách này là dành cho bạn. Rất hân hạnh chia sẻ với bạn cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Chúc bạn có được nhiều sự thông tuệ và tình yêu. Mong cho tần suất các cuộc ly hôn giảm dần và con số các cuộc hôn nhân hạnh phúc tăng lên. Những đứa trẻ của chúng ta đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. John Gray, ngày 15 tháng 12 năm 1991, Milk Valley, California. Chương 1: Đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim. Hãy tưởng tượng rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim. Trước đây rất lâu, những người sao hỏa đã phát hiện ra những người sao kim khi nhìn qua chiếc kính viễn vọng của mình. Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã gợi nên những cảm xúc mà họ chưa từng có. Họ bắt đầu biết yêu và nhanh chóng khởi hành chuyến du lịch vượt không gian bay tới sao kim. Những người sao kim mở rộng vòng tay chào đón những người sao hỏa. Trực giác của họ mách bảo rằng ngày này sẽ đến. Trái tim họ rộng mở đón nhận một tình yêu mà trước đây họ chưa bao giờ cảm nhận được. Tình yêu giữa những người sao kim và sao hỏa đầy ma lực. Họ hạnh phúc khi được ở bên nhau, cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau chia sẻ. Dù đến từ những thế giới khác nhau, họ vẫn vui vẻ với những khác biệt đó. Họ dành nhiều tháng để tìm hiểu về nhau, khám phá và tôn trọng những nhu cầu, sở thích cũng như cách cư xử khác nhau của họ. Họ đã chung sống bên nhau với tình yêu và sự hòa thuận trong nhiều năm. Thế rồi họ quyết định bay đến trái đất. Thời gian đầu, mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nhưng những áp lực của khí quyển trái đất đã tác động đến họ. Một buổi sáng nọ, mọi người tỉnh dậy với một chứng bệnh quên đặc biệt, bệnh quên có chọn lọc. Cả những người sao hỏa và những người sao kim đều quên rằng họ đến từ những hành tinh khác nhau và bản chất vốn khác nhau. Chỉ một buổi sáng, tất cả những khác biệt mà họ đã tìm hiểu trước đó đều bị xóa sạch khỏi tâm trí. Và kể từ đó, đàn ông và đàn bà sống trong xung đột. Hãy nhớ những khác biệt của chúng ta. Bởi không nhận thức được rằng chúng ta vốn khác nhau, nên đàn ông và đàn bà thường xuyên xung khắc với nhau. Ta thường trở nên tức giận hay thất vọng với người khác phái vì chúng ta đã quên sự thật quan trọng này. Ta mong muốn người bạn đời của mình giống ta hơn. Ta khao khát họ muốn những gì mà ta muốn và cảm nhận theo cách ta cảm nhận. Chúng ta lầm tưởng rằng nếu những người bạn đời yêu chúng ta, nhất định họ sẽ phản ứng và cư xử theo cách mà chúng ta phản ứng và cư xử. Quan điểm này khiến ta thất vọng hết lần này tới lần khác, là nguyên do cản trở chúng ta dành thời gian thực tâm chia sẻ những khác biệt giữa hai phái. Chúng ta lầm tưởng rằng nếu những người bạn đời yêu chúng ta, nhất định họ sẽ phản ứng và cư xử theo cách mà chúng ta phản ứng và cư xử. Đàn ông sai lầm khi mong đợi đàn bà suy nghĩ, chia sẻ và phản ứng theo cách của đàn ông. Đàn bà cũng sai lầm khi mong đợi đàn ông sẽ cảm nhận, sẻ chia và phản ứng theo cách của đàn bà. Chúng ta đã quên rằng đàn ông và đàn bà vốn khác nhau.
Tất cả là các mối quan hệ của chúng ta đầy những va chạm và xung đột không cần thiết. Nhận biết và tôn trọng những khác biệt này sẽ giúp làm giảm một cách đáng kinh ngạc những bất đồng khi giao tiếp với người khác phái. Khi bạn nhớ rằng đàn ông đến từ sao hỏa và đàn bà đến từ sao kim, chuyện gì ta cũng có thể giải thích được. Mục đích tốt thôi chưa đủ. Tình yêu luôn tràn đầy ma lực, dường như tình yêu là bất diệt, như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng ta tin tưởng một cách ngây thơ rằng bằng cách này hay cách khác, ta sẽ không gặp những rắc rối mà bố mẹ ta đã từng đối mặt. Ta sẽ né được những xung đột mà vì chúng tình yêu sẽ chết. Ta tin rằng mình được an bài sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng khi ma lực tình yêu giảm đi và cuộc sống hàng ngày cứ tiếp diễn, rắc rối nảy sinh khi người đàn ông muốn đàn bà suy nghĩ và phản ứng giống mình, còn đàn bà lại mong rằng đàn ông sẽ cảm nhận và cư xử giống họ. Nếu không nhận thức rõ ràng về những điểm khác biệt, ta sẽ không dành thời gian để hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta sẽ có những yêu cầu quá đáng, dễ dàng bực bội hay phê phán và không rộng lượng. Dù xuất phát từ những mục đích tốt nhất và từ tình cảm yêu thương nồng nhiệt nhất, tình yêu vẫn có thể bị nguội lạnh, thậm chí là chết dần. Bằng cách này hay cách khác, các vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh, những bực bội xuất hiện, mối liên kết bị phá vỡ, sự thiếu tin tưởng gia tăng, sự không chấp nhận và thái độ cố gắng kìm nén sinh ra. Ma lực của tình yêu bị mất dần. Tôi tự hỏi mình, nó đã xảy ra như thế nào? Tại sao nó xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra với chúng ta? Để trả lời những câu hỏi này, trí tuệ tuyệt vời nhất của chúng ta đã phát triển những hình mẫu minh tuệ và phức tạp về mặt tâm lý triết học. Tuy nhiên, tình trạng tồi tệ cũ vẫn quay trở lại và tình yêu vẫn chết. Điều này xảy ra đối với hầu hết tất cả mọi người. Mỗi ngày có hàng triệu người vẫn đang tìm kiếm người bạn đời để trải nghiệm những cảm xúc đặc biệt của tình yêu. Mỗi năm, hàng triệu đôi đến với nhau trong tình yêu và rồi lại chia tay một cách đau đớn bởi họ đánh mất cảm xúc yêu thương đó. Những người có thể duy trì tình yêu đủ để dẫn đến hôn nhân cũng chỉ 50% là duy trì được. Trong số những người duy trì được hôn nhân ấy, có thể có 50% khác không có cuộc sống viên mãn. Họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân vì sự trung thành và nghĩa vụ, hoặc vì nỗi sợ hãi phải bắt đầu lại. Thật sự, rất ít người có thể viên mãn trong tình yêu. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể xảy ra. Khi đàn ông và đàn bà có thể tôn trọng và chấp nhận những khác biệt của nhau, thì tình yêu sẽ có cơ hội thăng hoa. Hiểu được sự khác biệt giữa ta và người khác phái, ta có thể thành công trao và nhận tình yêu từ trái tim mình. Nhờ việc công nhận và chấp nhận những khác biệt đó, ta sẽ tìm thấy những giải pháp đầy tính sáng tạo. Nhờ nó, ta có thể thành công trong việc đạt được những gì mình muốn. Và quan trọng hơn, ta biết cách để có được tình yêu và sự động viên chân thành nhất từ người mà chúng ta quan tâm. Tình yêu đầy ma lực có thể kéo dài mãi mãi nếu chúng ta nhớ những khác biệt của mình. Chương 2: Ngài giải quyết và hội đồng cải thiện gia đình. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn bà về đàn ông là họ không chịu lắng nghe, hoặc đàn ông hoàn toàn lờ đi khi cô ấy nói chuyện với anh ta, hoặc anh ta chỉ nghe một vài giây, đánh giá xem điều gì đang làm phiền cô ấy, rồi tự hào đội chiếc mũ của ngài giải quyết, vạch ra cho cô ấy một giải pháp để làm cô ấy cảm thấy khá hơn. Anh ta bối rối khi thấy cô không coi trọng cử chỉ thể hiện tình yêu của mình. Không biết bao nhiêu lần cô nói với anh rằng anh không hề lắng nghe, nhưng anh bỏ ngoài tai mà vẫn tiếp tục hành động tương tự. Cô cần sự cảm thông, nhưng anh lại nghĩ cô cần giải pháp. Lời phàn nàn phổ biến nhất của đàn ông là đàn bà luôn cố thay đổi họ. Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, cô ấy cảm thấy có trách nhiệm phải giúp anh ấy phát triển và cải thiện cung cách làm việc. Cô lập một hội đồng cải thiện gia đình và anh trở thành mục tiêu số một của cô. Dù anh có chống cự lại sự giúp đỡ của cô nhiều như thế nào, cô vẫn bền bỉ chờ đợi bất kỳ một cơ hội nào để giúp anh hoặc chỉ đạo anh phải làm gì. Cô nghĩ mình đang chăm sóc anh, trong khi anh lại cảm thấy bị kiểm soát. Thay vì như vậy, anh muốn cô chấp nhận anh. Hai vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết trước hết bằng cách hiểu vì sao đàn ông lại đưa ra giải pháp và đàn bà lại thích cải tạo. Hãy hình dung bạn đang quay ngược thời gian quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim. Trước khi những hành tinh khám phá ra nhau hay bay đến trái đất, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về đàn ông và đàn bà.
cuộc sống trên sao Hỏa. Người sao Hỏa coi trọng quyền lực, thẩm quyền, hiệu quả và thành công. Họ luôn làm mọi việc để tự chứng tỏ bản thân và phát huy quyền lực cũng như kỹ năng của mình. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua khả năng đạt đến kết quả. Họ cảm thấy viên mãn trước sự thành công và hoàn thành công việc. Cảm nhận của một người đàn ông về bản thân mình được xác nhận thông qua khả năng đạt kết quả. Mọi thứ trên sao Hỏa đều phản ánh những giá trị này. Thậm chí trang phục của họ cũng được thiết kế để phản ánh kỹ năng và thẩm quyền của họ. Cảnh sát, lính, thương nhân, nhà khoa học, lái xe taxi, nhà kỹ thuật và các đầu bếp đều mặc đồng phục hay ít nhất là đội mũ để thể hiện quyền lực của mình. Họ không đọc các tạp chí như Psychology Today, Tâm lý học ngày nay, Self, Bản thân và People, Nhân dân. Họ quan tâm tới các hoạt động ngoài trời hơn như săn bắn, câu cá hay các cuộc đua xe. Họ hứng thú với tin tức, thời tiết, thể thao và rất ít khi để tâm đến các tiểu thuyết lãng mạn hay những cuốn sách giúp tự lập. Họ quan tâm nhiều hơn đến sự vật, sự việc hơn là con người và những cảm xúc. Thậm chí, ngay cả ngày nay khi ở trên trái đất, trong khi đàn bà mơ tưởng tới sự lãng mạn, thì đàn ông khao khát những chiếc xe, máy tính, đồ dùng tân tiến và kỹ thuật mới mạnh mẽ hơn. Đàn ông quan tâm tới những thứ có thể giúp họ thể hiện quyền lực bằng cách tạo ra và đạt được những mục tiêu. Việc đạt được mục tiêu là rất quan trọng đối với người sao Hỏa, bởi vì đó là cách để chứng minh quyền lực và cảm nhận tốt về bản thân mình. Và để tự cảm nhận tốt về bản thân, anh ta phải tự đạt được những mục tiêu đó. Không ai có thể làm được điều đó thay anh ta. Người sao Hỏa chứng tỏ bản thân bằng việc tự làm tất cả mọi việc. Sự tự quản là một biểu tượng của tính hiệu quả, quyền lực và thẩm quyền. Hiểu đặc tính này của người sao Hỏa, đàn bà sẽ nhận ra vì sao đàn ông cự tuyệt nhiều như vậy khi bị mình chỉnh sửa hay bị chỉ đạo phải làm gì. Khuyên nhủ đàn ông khi anh ta không yêu cầu chính là ngầm nói anh ta không biết phải làm gì hoặc không thể tự làm việc đó. Đàn ông rất dễ tự ái vì điều này, bởi quyền lực đối với anh ta rất quan trọng. Khi đang tự giải quyết những vấn đề của mình, người sao Hỏa hiếm khi chia sẻ khó khăn, trừ khi anh ta cần lời khuyên từ các chuyên gia. Anh giải thích, tại sao lại phải nhờ ai đó trong khi tôi có thể tự giải quyết? Anh ta giữ những khó khăn đó cho riêng mình, trừ khi cần tới sự giúp đỡ từ những người khác để tìm ra giải pháp. Yêu cầu được giúp đỡ khi bạn có thể tự xử lý bị xem là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tuy nhiên, nếu anh ta thật sự cần giúp đỡ, đó lại là một dấu hiệu tư duy muốn đạt được nó. Trong trường hợp này, anh ta sẽ tìm tới người mà anh ta tôn trọng để chia sẻ khó khăn của mình. Việc chia sẻ khó khăn của người sao Hỏa được xem là một lời đề nghị cho lời khuyên. Người sao Hỏa kia sẽ cảm thấy hãnh diện vì cơ hội này. Anh ta tự đội chiếc mũ ngài giải quyết, lắng nghe và đưa ra một vài lời khuyên vàng ngọc. Phong tục này của người sao Hỏa là nguyên nhân lý giải vì sao đàn ông gợi ý giải pháp một cách bản năng khi đàn bà chia sẻ khó khăn của họ. Khi đàn bà ngẫu nhiên tâm sự về những cảm xúc đau khổ hay than thở về những rắc rối trong ngày của mình, đàn ông sẽ lầm tưởng rằng cô ấy đang cần vài lời khuyên của một chuyên gia. Anh ta đội chiếc mũ ngài giải quyết và bắt đầu cho lời khuyên. Đây là cách anh ấy thể hiện tình yêu và sự cố gắng giúp đỡ. Anh muốn giúp cô giải quyết khá hơn bằng việc giải quyết vấn đề của cô. Anh ấy muốn mình hữu ích với cô. Anh cảm thấy mình có giá trị và cảm thấy xứng đáng với tình yêu của cô khi những giải pháp của anh được áp dụng để giải quyết những khó khăn đó. Tuy nhiên, nếu anh gợi ý giải pháp mà cô vẫn đau khổ thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Đối với anh, thật khó để tiếp tục lắng nghe cô bởi vì giải pháp của anh đã bị từ chối. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh không biết rằng chỉ cần lắng nghe với sự cảm thông và quan tâm là anh cũng có thể giải quyết được những vướng mắc đó rồi. Anh không biết rằng trên sao Kim khi chia sẻ khó khăn của mình không có nghĩa là xin một lời khuyên. Cuộc sống trên sao Kim. Người sao Kim có tính cách khác. Họ tôn trọng tình yêu, sự giao kết, cái đẹp và các mối quan hệ. Họ dành nhiều thời gian để làm chỗ dựa, giúp đỡ và chăm sóc người khác. Cảm nhận của họ về bản thân được xác định thông qua những cảm xúc của họ và chất lượng những mối quan hệ của họ. Họ cảm thấy thỏa mãn thông qua việc chia sẻ và giao tiếp. Mọi thứ trên sao Kim đều phản ánh những giá trị này. Thay vì quan tâm tới việc xây dựng đường cao tốc, tòa nhà chọc trời, người sao Kim quan tâm tới việc chung sống hòa thuận với cộng đồng và sự tương trợ đầy tình người. Các mối quan hệ có vị trí quan trọng hơn công việc và kỹ thuật.
Trong hầu hết các lĩnh vực, thế giới của họ đối lập với người sao hỏa. Họ không mặc đồng phục giống như người sao hỏa để thể hiện chức vụ của mình. Ngược lại, họ thích mặc trang phục khác nhau mỗi ngày, tùy theo cảm xúc của họ ngày hôm đó. Sự thể hiện cá nhân, đặc biệt là những cảm xúc của họ rất quan trọng. Họ thậm chí có thể thay đổi trang phục vài lần một ngày, tùy theo sự thay đổi của tâm trạng. Chia sẻ là một trong những điều quan trọng hàng đầu. Chia sẻ cảm xúc cá nhân quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được mục tiêu và thành công. Trò chuyện và giao tiếp với người khác là nguồn gốc giúp họ cảm thấy thỏa mãn. Thật khó để đàn ông nhận thức được điều này. Anh ta có thể hình dung được việc chia sẻ và giao tiếp của đàn bà có ý nghĩa với họ ra sao khi đem nó so sánh với sự thỏa mãn mà anh ấy cảm nhận được khi thắng một cuộc đua, đạt được một mục tiêu hay giải quyết được một vấn đề. Thay vì hướng tới mục tiêu, đàn bà hướng tới chất lượng mối quan hệ. Họ quan tâm tới việc thể hiện lòng tốt, tình yêu và sự chăm sóc của mình. Hai người sao hỏa có thể cùng đi ăn trưa để bàn luận về một dự án hay một thương vụ. Họ có chuyện cần xử lý. Họ xem việc đến nhà hàng là cách hiệu quả để tiếp cận đồ ăn, không phải mua sắm, nấu nướng và không phải rửa bát đĩa. Đối với người sao kim, đi ăn trưa là cơ hội vun đắp mối quan hệ để cả hai người trao và nhận sự trợ giúp từ bạn mình. Những cuộc trò chuyện ở nhà hàng của phụ nữ có thể rất cởi mở và thân tình, hầu như giống một cuộc đối thoại thường xuất hiện giữa các bác sĩ điều trị và bệnh nhân. Trên sao kim, mọi người đều được học về tâm lý học và có ít nhất một bằng thạc sĩ về tư vấn. Họ quan tâm tới sự trưởng thành, tinh thần và mọi thứ có thể nuôi dưỡng, hàn gắn và phát triển cuộc sống. Sao kim được bao phủ bởi những công viên, vườn cây, trung tâm thương mại và các nhà hàng. Những người sao kim có trực giác rất tốt. Họ phát triển khả năng này qua nhiều thế kỷ nhờ việc cảm nhận nhu cầu của người khác. Họ chứng tỏ bản thân bằng việc cảm nhận nhu cầu và cảm xúc của người khác. Dấu hiệu của một tình yêu lớn lao đó là mang tới sự giúp đỡ cho những người sao kim khác mà không chờ người đó yêu cầu. Vì việc chứng minh quyền năng không quan trọng đối với người sao kim, nên việc đề nghị giúp đỡ không phải là một sự xúc phạm và nó cũng không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Ngược lại, đàn ông cảm thấy bị tổn thương khi phụ nữ đưa lời khuyên nhủ. Anh ta không cảm nhận được sự tin tưởng mà cô ấy dành cho mình. Phụ nữ thường không hiểu vì sao điều này lại dễ gây tổn thương cho đàn ông. Bởi đối với cô ấy, việc giúp đỡ ai đó là chuyện hết sức bình thường. Ngược lại, điều đó làm cô cảm thấy được yêu thương và quan tâm. Tuy nhiên, đối với đàn ông, việc đề nghị giúp đỡ có thể khiến họ cảm thấy bất tài, yếu đuối và thậm chí là không được yêu thương. Trên sao kim, đưa ra lời khuyên hay gợi ý là biểu hiện của sự chăm sóc. Người sao kim tin tưởng chắc chắn rằng ta luôn có thể làm tốt hơn công việc của mình. Bản thân tính tự nhiên của họ là muốn cải thiện mọi thứ. Khi quan tâm một ai đó, họ thoải mái đưa ra những điều có thể cải thiện được và gợi ý cách làm. Đưa ra lời khuyên và những góp ý có tính xây dựng là cách thể hiện tình yêu. Nhưng sao hỏa thì khác. Người sao hỏa thường hướng tới cách giải quyết. Khi đang tập trung làm một việc nào đó, phương châm của họ là không thay đổi. Bản năng của họ là giữ nguyên nguồn làm việc của nó. Đừng sửa nó trừ khi nó hỏng. Đó là cách biểu đạt chung. Khi phụ nữ cố gắng để cải tạo đàn ông, anh ta cảm thấy cô đang cố sửa chữa anh. Anh nhận được thông điệp rằng anh bị hỏng ở đâu đó. Còn cô ấy thì không nhận ra rằng những nỗ lực chăm sóc cũng như sự giúp đỡ của mình đang làm bẻ mặt anh. Cô sai lầm khi nghĩ rằng cô chỉ đang giúp anh hoàn thiện. Từ bỏ việc đưa ra lời khuyên. Nếu thiếu những nhận thức về bản tính tự nhiên của đàn ông và đàn bà, thì khó tránh khỏi việc đàn bà vô tình làm đau khổ và tổn thương người đàn ông mà cô yêu quý nhất. Ví dụ, Tom và Mary đang tới một bữa tiệc, Tom lái xe, sau 20 phút, anh cứ đi vòng quanh một dãy nhà vài lần. Cả Tom và Mary đều biết rằng mình bị lạc. Mary gợi ý rằng anh nên gọi điện nhờ giúp đỡ. Tom im lặng. Cuối cùng, họ cũng đến được bữa tiệc. Nhưng sự căng thẳng từ giây phút đó cứ theo đuổi họ cả buổi tối. Mary không biết tại sao Thơm lại tức giận. Từ phía cô ấy, cô nói, em yêu và quan tâm đến anh, vì thế em mới gợi ý như vậy. Về phía anh bị tổn thương. Điều anh ấy nghe thấy đó là, em không tin anh có thể đưa chúng ta tới đó, anh thật bất tài. Do không hiểu được cuộc sống trên sao hỏa, Mary không thể đánh giá việc hoàn thành mục tiêu đối với Thơm quan trọng như thế nào. Đưa ra lời khuyên là sự lăng mạ ghê gớm. Như chúng ta đã tìm hiểu, những người sao hỏa không bao giờ đưa ra lời khuyên trừ khi được yêu cầu. Cách để tôn trọng người sao hỏa
là luôn tin tưởng anh ta có thể tự giải quyết vấn đề của mình, trừ khi anh ta yêu cầu được giúp đỡ. Mary không biết rằng khi Tom lạc đường và bắt đầu đi vòng quanh dãy nhà nhiều lần, đó là cơ hội tuyệt vời để thể hiện tình yêu và động viên anh ấy. Vào thời điểm đó, anh ấy rất dễ tổn thương và cần được yêu thương nhiều hơn. Việc tôn trọng anh thông qua hành động không đưa ra lời khuyên là một món quà ngang với việc anh ấy mua cho cô một bó hoa tuyệt đẹp hay viết cho cô một bức thư tình. Sau khi hiểu về người sao hỏa và người sao kim, Mary biết cách làm thế nào để động viên Tom trong những hoàn cảnh khó khăn. Lần khác, khi anh ấy bị lạc, thay vì giúp đỡ, cô ngăn mình không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Thở thật sâu và tin vào những điều cô đã tìm hiểu được về những gì mà Tom đang cố thực hiện vì cô. Tom tôn trọng sự chấp nhận và tin tưởng ấm áp của cô ấy. Nói chung, khi một người phụ nữ đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay cố gắng để giúp đàn ông, cô ấy không biết rằng bản thân có thể trở thành một người không đáng yêu và hay chỉ trích đối với anh ấy. Dù cho chủ ý của cô ấy là tốt đi chăng nữa, thì những sự gợi ý của cô vẫn thực sự gây tổn thương và đau đớn. Anh ấy có thể phản ứng mạnh mẽ, đặc biệt là khi cảm thấy mình bị chỉ trích như một đứa trẻ, hoặc anh ấy đã từng chứng kiến việc mẹ anh chỉ trích bố anh. Đối với nhiều người đàn ông, việc chứng minh rằng họ có thể đạt được mục tiêu rất quan trọng, dù chỉ là một việc nhỏ như lái xe đến nhà hàng hay đi dự tiệc. Nhiều khi anh ấy có thể trở nên nhạy cảm với những việc nhỏ hơn cả những việc lớn. Anh ấy sẽ có những suy nghĩ như thế này: nếu cô ấy không tin tưởng tôi từ một việc nhỏ như đưa chúng tôi đến một bữa tiệc, thì làm sao cô ấy có thể tin tôi có khả năng làm những điều lớn hơn? Giống như tổ tiên sao hỏa của họ, đàn ông thể hiện bản thân mình như một chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực sửa chữa máy móc, tìm địa điểm hay giải quyết khó khăn. Đây là những lúc họ cần sự chấp nhận một cách yêu thương từ phụ nữ nhất, chứ không phải là những lời khuyên hay chỉ trích. Học cách lắng nghe. Tương tự, nếu đàn ông không hiểu phụ nữ khác mình như thế nào, anh ta có thể khiến sự việc tồi tệ hơn khi cố gắng giúp đỡ. Đàn ông cần nhớ rằng đàn bà chia sẻ về những khó khăn của họ để gần gũi nhau hơn, chứ không nhất thiết phải tìm ra được cách xử lý. Bởi vậy, nhiều khi phụ nữ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình về ngày hôm đó, còn chồng cô thì lại nghĩ rằng anh đang giúp cô, ngắt lời cô bằng việc đưa ra một loạt các giải pháp. Anh không biết rằng điều đó sẽ khiến cô không vui. Ví dụ, Mary về nhà sau một ngày kiệt sức, cô ấy muốn và cần chia sẻ những cảm xúc của mình về ngày hôm đó. Cô nói: em có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho bản thân nữa. Tom đáp: em nên bỏ công việc đó, em không cần phải làm việc quá vất vả, hãy tìm một việc gì đó em thích. Mary nói: nhưng em thích công việc của mình, chỉ có điều họ muốn em thay đổi mọi thứ chỉ qua một thông báo tức thời. Tom đáp: đừng nghe họ, chỉ cần làm những điều em thích. Mary nói: ôi trời, em không thể tin rằng mình hoàn toàn quên mất việc gọi điện cho dì em hôm nay rồi. Tom đáp: đừng lo, dì sẽ hiểu mà. Mary nói: anh có biết dì ấy đang phải trải qua điều gì không? Dì ấy cần em chia sẻ. Tom đáp: em lo lắng quá nhiều rồi, đó là lý do em không vui đấy. Mary tức giận: em không phải lúc nào cũng không vui, sao anh không thể chỉ lắng nghe thôi nhỉ? Tom đáp: thì anh đang nghe đây. Mary nói: tại sao em còn cảm thấy là bị quấy rầy hơn? Sau cuộc đối thoại này, Mary còn thấy cô thất vọng hơn lúc cô về nhà và mong sự cảm thông sẻ chia. Tom cũng thất vọng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh muốn giúp đỡ, nhưng những giải pháp xử lý tình huống của anh không hiệu quả. Do không hiểu được cuộc sống trên sao kim, Tom không biết rằng chỉ nghe mà không cần gợi ý giải pháp quan trọng như thế nào. Những giải pháp của anh chỉ làm cho mọi việc xấu đi. Bạn thấy đó, những người sao kim không bao giờ đưa ra giải pháp khi người khác đang nói. Kiên nhẫn lắng nghe, cảm thông, thăm hỏi một cách chân thành để hiểu những cảm xúc của người khác là cách thể hiện sự tôn trọng với người sao kim. Tom không biết rằng chỉ cần lắng nghe và thông cảm với những cảm xúc của Mary thì sẽ mang lại cho cô ấy niềm tin và sự mãn nguyện lớn lao. Khi Tom hiểu những người sao kim cần được nói nhiều như thế nào, dần dần anh sẽ học được cách biết lắng nghe. Giờ đây khi Mary về nhà trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức, thì cuộc đối thoại của họ có thể khác đi, chúng giống như thế này. Mary nói: có quá nhiều việc phải làm, em không có thời gian cho mình nữa. Tom hít thở sâu, không hề tức giận và đáp: có vẻ như em đã có một ngày vất vả rồi. Mary nói:
Họ muốn em thay đổi mọi thứ chỉ qua một thông báo. Em chẳng biết phải làm gì. Thơm dừng lại và khẽ đáp. Mary đáp, em thậm chí còn quên gọi điện cho dì em. Thơm nhíu mày nhẹ. Ôi không, Mary nói, dì ấy đang cần em biết bao. Em thấy mình thật tệ. Thơm an ủi, em là một người đáng yêu. Lại đây, hãy để anh ôm em một cái nào. Anh ôm cô, và cô ấy thả lỏng mình trong vòng tay anh với niềm tin mãnh liệt. Rồi cô ấy nói, trò chuyện với anh thật thích. Anh làm em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Không chỉ Mary mà cả Thơm cũng cảm thấy khá hơn. Anh ngạc nhiên khi thấy vợ mình hạnh phúc hơn nhiều khi anh biết cách lắng nghe. Nhờ những hiểu biết mới về những khác biệt của họ, Thơm đã hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không cần phải đưa ra giải pháp. Và cô cũng biết được ý nghĩa to lớn của việc chấp nhận mà không cần đưa ra những lời khuyên khi không được yêu cầu hay sự chỉ trích. Tóm tắt về hai lỗi phổ biến nhất của chúng ta thường mắc phải trong các mối quan hệ. 1. Đàn ông thường cố thay đổi tâm trạng của phụ nữ khi cô ấy tức giận bằng việc trở thành ngài giải quyết và đưa ra những giải pháp cho các rắc rối của cô ấy. Điều đó làm tổn thương cảm xúc của cô. 2. Phụ nữ thường cố thay đổi cách cư xử của đàn ông khi anh ta phạm sai lầm bằng việc trở thành hội đồng cải tạo gia đình và đưa ra lời khuyên dù không được yêu cầu hay chỉ trích. Chống lại ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình. Khi chỉ ra hai lỗi chính này, tôi không nhầm khi nói rằng ngài giải quyết và hội đồng cải tạo gia đình đều sai. Đây là những thái độ rất tích cực của người sao hỏa và sao kim. Sai lầm chỉ là ở thời điểm và cách áp dụng chúng. Phụ nữ đánh giá cao ngài giải quyết nếu anh không xuất hiện khi cô ta đang tức giận. Đàn ông cần phải nhớ rằng khi phụ nữ có vẻ đang buồn và nói về những rắc rối của họ, thì đó không phải là lúc để đưa ra cách giải quyết. Thay vào đó, cô ấy cần được lắng nghe, rồi dần dần cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Cô ấy không cần được giáo huấn. Đàn ông sẽ tôn trọng hội đồng cải tạo gia đình khi họ có yêu cầu. Đàn bà cần phải nhớ rằng lời khuyên hay chỉ trích khi không được yêu cầu, đặc biệt là nếu đàn ông mắc lỗi, sẽ khiến họ cảm thấy bị kiểm soát và không được yêu thương. Họ cần sự chấp nhận hơn là lời khuyên bảo để rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Khi đàn ông cảm thấy đàn bà không cố cải tạo mình, anh ta chắc chắn sẽ đề nghị cô góp ý và khuyên nhủ nhiều hơn. Khi người bạn đời của chúng ta kháng cự lại, đó có thể là do chúng ta đã mắc sai lầm khi lựa chọn thời điểm và cách thực hiện. Việc hiểu những khác biệt này sẽ giúp chúng ta tôn trọng cảm nhận của người bạn đời dễ dàng hơn nhiều. Thêm vào đó, ta nhận ra rằng khi người bạn đời kháng cự lại, đó có thể là do chúng ta đã mắc sai lầm trong việc lựa chọn thời điểm và cách thực hiện. Khi đó, hãy tìm hiểu điều này cụ thể hơn. Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông. Khi đàn bà phản đối giải pháp của đàn ông, anh ta cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa. Kết quả là anh ta sẽ cảm thấy không còn được tin tưởng, không được coi trọng và sẽ dừng việc chăm sóc cô. Thái độ sẵn sàng lắng nghe của anh ta cũng giảm xuống một cách dễ hiểu. Chỉ cần nhớ rằng đàn bà đến từ sao kim. Khi đó đàn ông có thể hiểu lý do cô kháng cự lại anh. Anh có thể suy nghĩ lại và nhận ra rằng sao mình lại đưa ra cách giải quyết ở thời điểm mà cô ấy cần sự cảm thông và chăm sóc. Đây là một ví dụ ngắn gọn về cách mà một người đàn ông tổn thương cảm xúc hoặc đề nghị giải pháp khi không được yêu cầu. Hãy xem liệu bạn có nhận ra lý do cô ấy chống đối hay không. 1. Em không nên lo lắng quá nhiều. 2. Nhưng đó không phải là điều anh đã nói. 3. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. 4. Được rồi, anh xin lỗi, bây giờ chúng ta có thể quên nó đi được không? 5. Tại sao em không tập trung làm việc đó thôi? 6. Nhưng chúng ta đang nói chuyện cơ mà. 7. Em không cần phải cảm thấy tổn thương, anh không có ý như vậy. 8. Vậy em đang cố nói điều gì? 9. Nhưng em không cần phải cảm thấy như thế. 10. Sao em có thể nói như vậy? Tuần trước anh đã dành cả ngày cho em rồi, chúng ta đã có khoảng thời gian tuyệt vời. 11. Được rồi, quên nó đi. 12. Được rồi, anh sẽ quét sân, điều đó có làm em vui không? 13. Anh hiểu, đây là điều em nên làm. 14. Xem này, chẳng có gì để bàn nữa. 15. Nếu em định phàn nàn về việc làm đó thì đừng làm nó nữa. 16. Tại sao em để mọi người đối xử với em như vậy? Hãy quên họ đi. 17. Nếu em không hạnh phúc, chúng ta sẽ ly hôn. 18. Được rồi,
từ giờ trở đi em có thể làm việc đó. 19, từ giờ trở đi anh sẽ giải quyết nó. 20, tất nhiên là anh quan tâm đến em, điều đó thật lố bịch. 21, em có hiểu không? 22, tất cả những gì chúng ta phải làm là... 23, dù chuyện gì đã xảy ra thì cũng không sao cả. Những câu nói này đều không có giá trị. Nó cố giải thích cho những cảm xúc buồn giận hoặc đưa ra giải pháp nhất thời để thay đổi tâm trạng buồn bực của phụ nữ thành tâm trạng tích cực. Bước đầu tiên đàn ông có thể làm để thay đổi tình trạng này chỉ đơn giản là dừng ngay việc bình luận như trên. Chúng ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ hơn ở chương 5. Tuy nhiên, để thực hiện việc lắng nghe và không có bất kỳ lời bình luận gây tổn thương hay đưa ra các giải pháp là một bước tiến lớn. Hiểu được rằng thời điểm và cách thức giao tiếp không phù hợp của đàn ông là căn nguyên gây nên mâu thuẫn, chứ không phải là giải pháp mà anh đưa ra. Đàn ông có thể giải quyết sự kháng cự của phụ nữ tốt hơn. Anh ấy không phải đổ lỗi hay chịu đựng nó một mình. Bằng việc học cách lắng nghe, dần dần anh hiểu rằng cô ấy sẽ tôn trọng anh hơn, dù lúc đầu cô tức giận với anh. Khi một người đàn ông chống đối hội đồng cải tạo gia đình. Khi đàn ông phản đối những gợi ý của phụ nữ, cô ấy cảm thấy như thể anh chẳng quan tâm gì đến mình. Cô cảm thấy những nhu cầu của mình không được tôn trọng. Kết quả dễ hiểu là cô ấy sẽ cảm thấy không được động viên và không còn tin anh nữa. Vào những lúc như thế, hãy nhớ rằng đàn ông đến từ sao Hỏa. Cô có thể hiểu chính xác tại sao anh lại kháng cự mình. Cô có thể suy nghĩ lại và nhận ra sao mình lại khuyên nhủ, chỉ trích anh khi không được yêu cầu, thay vì là chia sẻ nhu cầu của anh ấy, cung cấp thông tin hoặc đưa ra những yêu cầu. Đây là một số ví dụ ngắn gọn mà phụ nữ thường làm phiền đàn ông bằng việc đưa ra những lời khuyên và chỉ trích gần như vô ích. Khi bạn đọc danh sách này, hãy nhớ rằng những điều nhỏ nhặt như thế có thể tích lại và tạo thành bức tường bất đồng và thất vọng. Một số lời khuyên có ẩn chứa sự chỉ trích, hãy xem chúng và thử lý giải xem tại sao anh ấy lại cảm thấy bị kiểm soát. 1. Sao anh có thể nghĩ đến việc mua cái đó chứ? Anh đã có một cái rồi kia mà. 2. Những cái đĩa này vẫn còn ướt, khi khô sẽ lộ các vết ngay. 3. Anh đang để tóc dài đúng không? 4. Có một điểm đổ xe ở đằng kia, quay lại đi. 5. Anh dành hết thời gian cho bạn bè, còn em thì sao? 6. Anh đừng làm việc vất vả như thế, hãy nghỉ một ngày. 7. Đừng để nó ở đó, sẽ mất đấy. 8. Anh nên gọi thợ sửa ống nước, anh ấy sẽ biết phải làm thế nào. 9. Tại sao chúng ta lại phải chờ? Sao anh không đặt bàn trước? 10. Anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ, chúng nhớ anh. 11. Phòng làm việc của anh rất lộn xộn, sao anh có thể suy nghĩ trong căn phòng đó được? 12. Anh lại quên mang nó về, anh nên cất nó vào một chỗ đặc biệt để mà nhớ. 13. Anh đang lái xe quá nhanh, chậm lại không thì anh sẽ bị phạt đấy. 14. Lần sau chúng ta nên đọc những lời bình về bộ phim. 15. Em không biết anh đang ở đâu, anh nên gọi điện về. 16. Có ai đó đã tu chai nước cam ép. 17. Đừng ăn bốc thế, anh sẽ trở thành tấm gương xấu cho bọn trẻ. 18. Món khoai tây này quá nhiều mỡ, nó không tốt cho tim mạch đâu. 19. Anh không có thời gian cho bản thân mình nữa. 20. Anh nên chú ý đến em nhiều hơn, em không thể vứt mọi thứ ở đấy và đi ăn trưa cùng anh. 21. Cái áo sơ mi của anh không hợp với cái quần đó. 22. Bill đã gọi điện đến lần thứ 3, bao giờ thì anh mới gọi lại cho anh ấy? 23. Thùng đồ của anh giống như một mớ bồng bông, em không thể tìm được bất kỳ đồ gì, anh nên dọn nó đi. Khi đàn bà không biết làm thế nào để trực tiếp yêu cầu đàn ông giúp đỡ, chương 12, và trao đổi một cách tích cực sự khác nhau về quan điểm, cô ấy có thể cảm thấy mình không có khả năng nhận được những điều mình muốn, như không đưa ra những lời khuyên không được đàn ông mong đợi hay những lời chỉ trích. Chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề này đầy đủ hơn trong những chương sau. Tuy nhiên, để thực hiện việc thể hiện sự hài lòng mà không đưa ra lời khuyên hay những lời chỉ trích cũng là một bước tiến lớn. Nếu hiểu rõ rằng không phải anh ấy đang từ chối những mong muốn của cô, mà do cách cô quan tâm đến anh không phù hợp, cô có thể chấp nhận sự phản đối của anh một cách dễ dàng hơn và tìm ra cách hữu hiệu hơn để đạt được những điều mình muốn. Dần dần, cô sẽ nhận ra rằng đàn ông muốn cải thiện khi anh ta cảm thấy mình đang được coi trọng, giống như người đưa ra giải pháp, chứ không phải bị xem là rắc rối.
Nếu bạn là phụ nữ, tôi đoán chắc rằng một tuần sau khi bạn áp dụng việc không đưa ra bất kỳ một lời khuyên khi không được yêu cầu hay những lời chỉ trích, người bạn đời của bạn không những đánh giá cao điều đó mà còn chú ý và có trách nhiệm hơn với bạn. Nếu bạn là đàn ông, tôi đoán chắc rằng một tuần sau khi bạn áp dụng việc lắng nghe bất cứ lúc nào phụ nữ nói, với ý định duy nhất là hiểu một cách sâu sắc những gì cô ấy đang phải trải qua, thực hiện việc kiềm chế mỗi khi bạn muốn đưa ra cách giải quyết để thay đổi tâm trạng cô ấy, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình đang được cô ấy tôn trọng. Chương 3. Đàn ông giữ kín những bí mật trong khi phụ nữ rất thích bày tỏ. Một trong những sự khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và đàn bà là cách họ đối đầu với những căng thẳng. Đàn ông thường tập trung những suy nghĩ, trong khi phụ nữ lại rất thích đề cập đến những vấn đề nhạy cảm. Lúc này, cảm nhận của đàn ông cơ bản khác so với phụ nữ. Anh ta cảm thấy phấn chấn hơn khi giải quyết được những vấn đề, trong khi phụ nữ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ được giải bày tâm sự. Những xung đột lớn dần lên gây ra những xích mích không cần thiết, như là sự không hiểu nhau và sự không bằng lòng lẫn nhau trong các mối quan hệ của họ. Hãy nhìn vào một ví dụ rất thông thường. Khi Thơm trở về nhà, anh muốn được nghỉ ngơi và trút bỏ căng thẳng bằng cách yên tĩnh đọc báo. Anh căng thẳng bởi những rắc rối trong ngày không được giải quyết và muốn giảm bớt áp lực bằng cách quên chúng đi. Mary, vợ của anh, cũng muốn có thời gian thư giãn sau một ngày làm việc đầy căng thẳng. Tuy nhiên, cô lại thư giãn bằng cách tâm sự những rắc rối gây bực tức trong ngày. Sự ức chế dần dần được hình thành và những cơn bực dọc bắt đầu xuất hiện. Thơm thì tập trung suy nghĩ, còn Mary thì nói rất nhiều. Cô cảm thấy chuyện của mình không được chồng quan tâm, họ không chịu hiểu nhau và giữa họ ngày càng có khoảng cách. Bạn có thể dễ dàng nhận ra trường hợp này bởi vì đây là một trong rất nhiều ví dụ về sự bất hòa giữa đàn ông và đàn bà. Vấn đề không phải là Thơm và Mary thích như vậy, mà nó nằm ngay trong hầu hết các mối quan hệ hàng ngày của họ. Việc giải quyết những bất đồng giữa Thơm và Mary không phụ thuộc vào việc họ yêu nhau nhiều như thế nào. Vấn đề ở đây là họ hiểu về sự khác biệt giới tính nhiều hay ít. Thực tế cho thấy, phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi nói ra những vấn đề làm họ căng thẳng. Còn Thơm thì tiếp tục nghĩ rằng Mary nói quá nhiều và anh không muốn nghe thêm nữa. Mary không biết rằng Thơm đọc báo để tâm trạng thoải mái hơn. Bởi vậy, Mary cảm thấy bị bỏ rơi và mờ nhạt đối với anh trong lúc này. Cô ấy khăng khăng cố lôi anh vào cuộc khi mà Thơm không hề muốn. Có hai điểm khác biệt có thể giải quyết. Thứ nhất là cần hiểu rằng đàn ông và đàn bà đối mặt với những căng thẳng như thế nào. Hãy quan sát cuộc sống của người sao hỏa và người sao kim lần nữa để gom góp những bí mật về phụ nữ và đàn ông. Người sao hỏa và sao kim đối đầu với căng thẳng. Khi người sao hỏa gặp phải rắc rối, anh ta không bao giờ nói về rắc rối đang làm phiền mình. Anh sẽ không bao giờ để người khác gánh vác rắc rối của mình, trừ phi sự giúp đỡ của bạn bè là cần thiết để giải quyết khó khăn đó. Thay vào đó, anh ta trở nên trầm lặng và nấu mình trong kén để tự vấn về rắc rối đó. Anh vắt óc để tìm hướng giải quyết. Khi đã tìm ra được lối thoát cho rắc rối đó, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và trở về trạng thái bình thường. Nếu không tìm được cách giải quyết thích hợp, thì anh ta sẽ làm mọi thứ để quên đi vấn đề đó, như đọc sách báo hay chơi một trò chơi. Bằng cách giải trí này, anh tạm quên đi những rắc rối gây căng thẳng trong ngày. Dần dần, anh cảm thấy thoải mái và thư giãn. Thực tế, nếu căng thẳng quá lớn, anh ta sẽ chú tâm vào những việc có tính thách thức, thậm chí còn cao hơn, như đua xe, thi tài trong một trận đấu hay là leo lên một ngọn núi cao. Để cảm thấy dễ chịu hơn, người sao hỏa nấu mình trong kén để tự vấn về rắc rối của mình. Khi người sao kim gặp rắc rối hay bị căng thẳng bởi công việc hàng ngày, cô sẽ tìm đến một ai đó để giảm bớt căng thẳng, người mà cô cảm thấy tin tưởng, và sau đó kể lể chi tiết về những khó khăn trong ngày mà cô gặp phải. Khi người sao kim chia sẻ ý nghĩ của mình, họ ngập tràn trong xúc động và ngay lập tức họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Đây là cách mà người sao kim thường làm. Người sao kim cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi có ai đó sẻ chia những vấn đề cùng họ. Người sao kim coi việc bộc bạch tâm sự của mình với người khác
là dấu hiệu của tình yêu và là sự tin tưởng, chứ không phải là một gánh nặng. Họ không cảm thấy xấu hổ về những vấn đề của mình. Cái tôi cá nhân trong họ không bị lệ thuộc vào việc người khác nhìn nhận họ có đủ năng lực, trình độ hay không, mà bị phụ thuộc vào những mối quan hệ tình cảm. Họ dám công khai chia sẻ những suy nghĩ về những gì đang làm mình thất vọng, hoang mang và mệt mỏi. Người sao Kim sẽ cảm thấy khá hơn khi cô ấy có những người bạn tốt, người mà cô ấy có thể sẻ chia những suy nghĩ và giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Còn người sao Hỏa thì lại cảm thấy phấn chấn hơn khi anh ta tự giải quyết được vấn đề của mình. Đây là bí quyết để tâm hồn thư thái và vẫn được áp dụng cho tới ngày nay. Tìm cảm giác khuây khỏa trong kén. Khi đàn ông bị căng thẳng đầu óc, anh ta sẽ thu mình với những suy nghĩ riêng và tập trung giải quyết rắc rối. Thông thường, anh tập trung vào vấn đề khẩn cấp hoặc vấn đề khó khăn nhất. Anh ta sẽ tập trung giải quyết khó khăn và tạm thời gác bỏ những việc khác. Những chuyện khác đều trở nên lu mờ. Những lúc như vậy, anh ta trở nên xa cách, lơ đãng, không nhiệt tình và còn làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ khác. Ví dụ, khi trò chuyện với anh ta ở nhà, dường như chỉ có 5% ý nghĩ của anh là dành cho mối quan hệ đó, trong khi 95% còn lại tiếp tục hoạt động cực lực cho những suy nghĩ về vấn đề mà anh đang quan tâm. Anh ta không ý thức được việc làm của mình là bởi vì anh ta đang tập trung giải quyết vấn đề khác, hy vọng tìm được giải pháp tốt hơn. Càng căng thẳng, anh ta càng bị hút hồn vào công việc mà mình đang làm. Những lúc như vậy, anh không thể để tâm và quan tâm tới vợ như thường lệ. Những suy nghĩ của anh bị vây hãm từ trước mà không thể thoát ra. Tuy nhiên, nếu anh tìm được giải pháp, anh sẽ cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, tự mình bước ra khỏi kén và ngay lập tức lại sẵn sàng cho mối quan hệ thường nhật. Tuy nhiên, nếu không tìm ra cách giải quyết thì anh vẫn tiếp tục mắc kẹt trong chiếc kén đó. Để thoát khỏi bế tắc, anh cần phải giải quyết dần dần bằng việc đọc báo, xem tivi, tự lái xe đi dạo hay là tập thể dục, theo dõi một trận bóng, chơi bóng rổ và nhiều hoạt động khác nữa. Lúc đầu, bất kỳ hoạt động giải trí nào cũng mang tính chất tích cực vì chúng chỉ đòi hỏi 5% suy nghĩ. Chúng có thể hỗ trợ anh tạm quên vấn đề lớn và thoát khỏi bế tắc. Nhưng ngày hôm sau, anh lại quay lại với trọng tâm của vấn đề và hy vọng lần này nó có thể giải quyết triệt để. Hãy xem xét kỹ một vài ví dụ sau. Chim thường đọc báo để quên đi những vướng mắc mà anh gặp phải. Khi đọc báo, dường như anh lãng quên mọi thứ. Chỉ với 5% suy nghĩ tách xa khỏi vấn đề chính, anh bắt đầu hình thành những quan điểm và tìm hướng giải quyết cho toàn bộ vướng mắc khác của cuộc sống thường nhật. Dần dần, tâm trí của anh càng tập trung cao độ với những vấn đề được cập nhật và anh quên đi chính bản thân mình. Bằng cách này, anh thực hiện bước chuyển dịch trọng tâm của vấn đề là công việc hiện tại sang vấn đề chung của thế giới xung quanh, việc mà anh không phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Quá trình này khiến anh thư giãn đầu óc, tránh xa những vấn đề cấp thiết của công việc để có thể quay trở lại quan tâm đến vợ và gia đình mình. Thơm theo dõi một trận bóng đá để giảm bớt căng thẳng và tìm cảm giác thư thái trong tâm hồn. Từ đó, cố gắng giải quyết những vấn đề của bản thân thông qua việc xem những môn thể thao anh thích. Nó có thể tác động gián tiếp bằng cách giúp anh tìm ra giải pháp thông qua cách chơi. Khi đội bóng của anh cổ vũ thắng, anh cảm nhận được sự thành công. Nếu đội bóng đó thua thì anh cảm thấy buồn chán. Ở bất kỳ trường hợp nào, anh cũng thoát khỏi những rắc rối thực sự của mình. Đối với Thơm và những người đàn ông khác, họ có thể thoát khỏi những căng thẳng không tránh được trong cuộc sống bằng cách xem các sự kiện thể thao, vấn đề tin tức hoặc là xem phim. Chúng giúp đàn ông thoát khỏi căng thẳng mà họ gặp trong cuộc sống của mình. Phản ứng của phụ nữ với chiếc kén của chồng. Khi đàn ông cuộn mình trong chiếc kén, anh ta không còn sức để chú ý đến sự có mặt của bạn đời mà lẽ ra cô xứng đáng được nhận. Còn cô thì khó có thể chấp nhận anh những lúc như vậy, bởi vì cô không biết chồng mình đang căng thẳng như thế nào. Nếu anh trở về nhà và kể về những rắc rối anh không giải quyết được thì cô sẽ cảm thấy thương anh. Nhưng thay vào đó, anh lại không nói gì với cô. Bởi vậy, cô cảm thấy anh đang lờ mình đi. Có thể cô biết anh đang gặp rắc rối, nhưng lại kết luận sai lầm rằng anh không còn quan tâm đến mình nữa bởi anh không trò chuyện gì với cô hết. Thông thường, phụ nữ không hiểu đàn ông đương đầu với căng thẳng như thế nào.
Họ mong đợi chồng của mình mở lòng và chia sẻ về tất cả những vướng mắc của anh. Đây là cách mà phụ nữ thường làm. Khi đàn ông trốn trong kén, phụ nữ sẽ phẫn nộ cho rằng chồng mình không cởi mở. Cô cảm thấy bị tổn thương khi chồng mình đọc báo hoặc là đi ra ngoài chơi thể thao và lờ cô đi. Mong đợi người đàn ông đang trốn trong chiếc kén của mình ngay lập tức mở lòng, đáp lời và thể hiện sự yêu thương là điều không thực tế, cũng giống như mong đợi phụ nữ đang trong trạng thái thất vọng phải ngay lập tức bình tĩnh và cư xử thấu tình đạt lý vậy. Mong đợi đàn ông luôn bày tỏ tình cảm của mình cũng như hy vọng phụ nữ luôn có lý trí và logic là điều sai lầm. Khi người sao hỏa thu mình trong chiếc kén, họ có xu hướng quên rằng bạn bè của họ có thể cũng đang gặp rắc rối. Bản năng nói với bạn rằng trước khi quan tâm đến người khác, bạn phải chăm sóc chính mình đã. Khi phụ nữ thấy đàn ông cư xử như vậy, cô thường bày tỏ sự phẫn nộ, uất ức. Phụ nữ đòi hỏi sự đồng tình ủng hộ của chồng bằng một giọng như ra lệnh. Như thể cô phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi đối với người đàn ông thờ ơ kia. Nếu nhớ ra đàn ông đến từ sao hỏa, phụ nữ có thể coi phản ứng của anh ta khi đối mặt với căng thẳng là cơ chế hoạt động của não bộ hơn là cách anh ta cảm nhận về mình. Nhờ đó, cô có thể cùng chung sức với anh để đạt được mục đích thay vì chống lại anh. Mặt khác, đàn ông thường không nhận thức được họ đang giữ khoảng cách với vợ như thế nào khi họ tập trung suy nghĩ. Đàn ông cố gắng chui vào kén để không ảnh hưởng đến vợ mình. Anh cảm thấy bị thương hại khi vợ mình thờ ơ và quên đi vai trò của mình. Hãy nhớ rằng phụ nữ đến từ sao kim. Điều đó sẽ giúp các ông chồng hiểu hơn và quý trọng hơn những cảm nhận và sự không hài lòng của vợ đối với chồng lúc này. Nếu không hiểu được những phản ứng có cơ sở của vợ, người chồng sẽ cố bảo vệ cho ý kiến của mình. Chính vì thế mà họ hay xung khắc. Có 5 sự bất đồng quan điểm thường gặp. 1. Khi người vợ nói rằng anh không nghe em nói sao, thì người chồng lại đáp em nói như vậy là có ý gì? Anh không nghe em nói, nhưng anh có thể nhắc lại em đã nói những gì. Khi người chồng chui vào kén, anh ta vẫn có thể tập trung 5% trí não để lắng nghe vợ mình đang nói gì. Anh lý luận rằng lắng nghe 5% chính là đã lắng nghe. Nhưng mà điều người vợ yêu cầu ở chồng là phải tập trung 95% còn lại để nghe cô. 2. Khi người vợ nói em cảm giác như anh không có ở đây vậy, thì người chồng trả lời em nói vậy ý là sao? Rõ ràng là anh đang ở đây, em không thấy à? Anh ta nghĩ rằng nếu như anh ta đang ở đây thì sao vợ mình lại nói rằng anh không có ở đây? Tuy nhiên, điều người vợ cần là sự quan tâm và chăm sóc thật sự của người chồng. Đó mới là điều cô thật sự mong muốn. 3. Khi người vợ nói anh chẳng quan tâm gì em cả, thì người chồng trả lời tất nhiên là anh quan tâm đến em rồi. Tại sao em lại nghĩ như vậy trong khi anh đang cố gắng giải quyết công việc? Người chồng lập luận rằng bởi vì anh đang tập trung giải quyết công việc, điều đó có thể sẽ làm cô hài lòng. Đáng lý cô nên biết là anh rất quan tâm cô. Tuy nhiên, cô lại mong nhận được sự quan tâm và chăm sóc trực tiếp của anh. Đó mới là điều cô mong đợi. 4. Khi người vợ nói em cảm thấy em không là gì của anh, anh ngắt ngang lời cô và đáp em thật là cả nghĩ, hiển nhiên em rất quan trọng đối với anh. Người chồng nghĩ rằng người vợ cảm thấy cô ấy bị anh bỏ rơi chỉ vì anh đang tập trung đến công việc cần giải quyết. Anh không nhận ra rằng khi anh tập trung vào một vấn đề và lờ đi những vướng mắc của cô thì người phụ nữ nào cũng sẽ có phản ứng như vậy, bởi họ cảm thấy mình không còn quan trọng. 5. Khi người vợ phàn nàn rằng anh thật vô tâm, anh chỉ quan tâm tới việc của mình thôi, anh đáp điều đó không tốt hay sao em? Em còn muốn anh phải làm gì để giải quyết vấn đề? Người chồng nghĩ rằng vợ mình quá để bụng và còn đòi hỏi những điều vô lý nữa, trong khi anh đang giải quyết những vấn đề cấp bách hơn. Anh cảm thấy mình không được vợ đánh giá cao. Thêm vào đó, anh cho rằng những suy nghĩ của vợ là không có căn cứ. Thông thường nam giới không nhận biết được rằng mình đang nhanh chóng chuyển từ trạng thái quan tâm thành giữ khoảng cách và thiếu chu đáo. Trong chiếc kén của mình, họ đã định trước cho mình cách giải quyết vấn đề mà không hay biết đến thái độ của người khác đối với mình như thế nào. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa nam giới và nữ giới, cần phải hiểu rõ về nhau hơn. Khi người chồng lơ là người vợ thì người vợ sẽ cảm thấy tủi thân. Người vợ cần hiểu rằng chồng mình đang trải qua những giây phút căng thẳng
trong sự trầm tư suy nghĩ. Đây là cách mà anh coi là hết sức hữu hiệu khi sử dụng, nhưng nó lại không làm xoa dịu sự cô đơn trong cô. Những lúc như thế này, cô cần được chia sẻ suy nghĩ với chồng mình. Việc làm này hết sức quan trọng và cần thiết đối với cảm xúc mà anh đã lơ đễnh và không quan tâm. Thay vào đó, anh lại lui vào chiếc kén của mình và không trò chuyện. Người vợ sẽ cảm thấy bị tổn thương nếu cô không nhận thấy mình được thấu hiểu và cảm thông. Tự thổ lộ là phương pháp giảm bớt căng thẳng. Khi phụ nữ bị căng thẳng, thông qua trực giác, cô cảm thấy cần phải chia sẻ những suy nghĩ của mình về tất cả những việc có tác động tới cảm xúc của cô. Khi bắt đầu nói, cô không nhấn mạnh tầm quan trọng của bất kỳ một vấn đề nào. Nếu cô buồn phiền, cô cũng buồn về tất cả mọi vấn đề, từ việc nhỏ cho tới lớn. Cô không tìm giải pháp ngay lập tức, mà trước hết cô tìm kiếm sự giải khuây bằng cách thổ lộ những cảm xúc của mình để mong được thấu hiểu. Bằng cách giải bày tâm sự cùng người khác, cô sẽ có cảm giác khuây khỏa hơn. Khi căng thẳng, đàn ông thường có khuynh hướng tập trung giải quyết rắc rối và quên đi các vấn đề khác, trong khi phụ nữ lại có xu hướng cởi mở và quan tâm đến mọi vấn đề. Bằng cách chia sẻ các vấn đề có liên quan mà không tập trung vào một vấn đề cụ thể nào cả, cô ấy có cảm giác thoải mái hơn. Thông qua việc khám phá cảm xúc, cô sẽ ý thức được vấn đề nào thật sự đang gây khó chịu cho mình. Từ đó, cô không còn hoang mang nữa. Để thoải mái hơn, phụ nữ thường nói về những chuyện đã qua, những vấn đề trong tương lai lại hay tiềm ẩn, thậm chí cả những vấn đề họ bế tắc. Càng nói và khám phá, họ càng cảm thấy thoải mái. Đó là cách mà nhiều phụ nữ áp dụng. Mong đợi họ làm khác đi, tức là từ chối những gì thuộc về bản chất của họ. Khi phụ nữ căng thẳng, cô tìm cách giải khuây bằng việc trò chuyện rất nhiều, rất chi tiết về tất cả những vấn đề có liên quan. Dần dần, cô cảm thấy được lắng nghe và sự căng thẳng tự nhiên biến mất. Sau khi nói hết một vấn đề, cô sẽ dừng lại và chuyển sang chủ đề tiếp theo. Theo cách này, cô tiếp tục nói về những rắc rối, lo lắng, thất vọng và bực tức. Những vấn đề này thường không có một trật tự hay logic nào cả. Nếu như cô cảm thấy không được thấu hiểu, cô sẽ mở rộng vấn đề và có thể trở nên phiền muộn hơn với nhiều vướng mắc hơn nữa. Khi đàn ông bị mắc kẹt trong kén, anh ta cần để tâm tới vấn đề nhỏ để có thể lãng quên rắc rối lớn. Trong khi đó, phụ nữ nếu cảm thấy không được lắng nghe, lại cần nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau để khuây khỏa, để quên đi những cảm giác đau đớn của riêng mình. Đôi khi cô ấy còn tìm giải pháp cho khó khăn của người khác. Thêm vào đó, cô còn cảm thấy khuây khỏa qua việc trò chuyện với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Dù nói về những vấn đề của mình hay người khác, thì đó cũng là những phản ứng tự nhiên và lành mạnh để người sau kim đương đầu với sự căng thẳng. Đàn ông phản ứng như thế nào khi phụ nữ cần chia sẻ? Khi phụ nữ kể về những khó khăn, đàn ông thường tỏ ra phản đối và nghĩ rằng cô nói chuyện với anh vì cô cho rằng anh phải chịu trách nhiệm về việc đó. Càng nhiều rắc rối, anh càng nghĩ mình bị quở trách nhiều hơn. Anh không biết rằng cô nói ra chỉ để cảm thấy dễ chịu hơn. Đàn ông không biết là chỉ cần lắng nghe thì phụ nữ sẽ đánh giá rất cao anh ta rồi. Người sao hỏa nói ra vướng mắc của mình chỉ có hai lý do: hoặc là khiển trách ai đó, hoặc tìm kiếm lời khuyên. Bởi vậy, nếu phụ nữ thật sự buồn phiền, đàn ông sẽ nghĩ rằng cô đang trách anh. Nếu như cô phiền muộn ở mức độ vừa phải, anh sẽ nghĩ là cô cần lời khuyên của mình. Nếu anh nghĩ là cô cần xin lời khuyên từ mình, anh sẽ đội chiếc mũ của ngài giải quyết vào xử lý rắc rối của cô. Nếu anh nghĩ là cô đang trách mình, anh sẽ rút kiếm ra để tự vệ. Trong cả hai trường hợp, anh đều khó có thể thực sự lắng nghe cô. Nếu anh đề xuất giải pháp mà cô vẫn tiếp tục đề cập tới những vướng mắc khác, sau khi đưa ra hai hoặc ba phương hướng giải quyết, anh trông đợi rằng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Lý do cho hành động này chính là người sao hỏa cảm thấy dễ chịu hơn khi tìm ra giải pháp, miễn là họ được nhờ vả để đưa ra cách giải quyết vấn đề. Nếu cô không thoải mái hơn, anh sẽ cho rằng giải pháp của mình bị từ chối và cho rằng mình không được đánh giá cao. Trường hợp còn lại, khi đàn ông cảm thấy mình bị tấn công, anh ta sẽ tìm cách tự vệ ngay lập tức. Anh nghĩ nếu mình thanh minh thì cô sẽ ngừng trách anh. Anh càng tự vệ thì càng buồn phiền. Anh không nhận thấy rằng
cô không cần anh thanh minh. Cô cần được anh chia sẻ suy nghĩ và để cho cô nói ra suy nghĩ của mình. Nếu anh không tỉnh táo để nghe vợ nói, thì một lúc sau cô sẽ phàn nàn về chính anh, rồi nhanh chóng chuyển sang các chủ đề khác nữa. Đàn ông đặc biệt nản chí khi người phụ nữ nói về những đề tài mà anh chẳng có liên quan gì. Ví dụ, khi phụ nữ bị căng thẳng, cô sẽ than phiền: em không được trả mức lương xứng đáng cho công việc này. Cô Louise của em ngày một ốm nặng, mỗi năm cô lại yếu đi. Nhà mình không đủ rộng. Thời tiết mùa này hanh khô quá, khi nào trời sẽ mưa nhỉ? Chúng ta rút quá nhiều tiền trong tài khoản rồi. Phụ nữ có thể sẽ phàn nàn như ví dụ trên đây, và xem đó là cách bày tỏ sự quan tâm, sự ngán ngẩm cũng như là thất vọng của mình. Có thể cô không biết phải làm gì để giải quyết những vướng mắc đó, nhưng để khuây khỏa, cô ấy cần nói về chúng. Cô cảm thấy được ủng hộ nếu người nghe có liên quan tới những vấn đề đó. Tuy nhiên, cô sẽ bực tức với người làm bạn đời của mình, trừ phi anh ta hiểu rằng cô cần được bày tỏ về những vấn đề mà cô gặp phải. Rồi sau đó, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đàn ông cũng trở nên thiếu kiên nhẫn khi phụ nữ trình bày quá chi tiết rắc rối của mình. Anh ta sẽ lầm tưởng rằng khi đàn bà trình bày chi tiết như vậy, có nghĩa là chúng đều quan trọng và anh buộc phải tìm giải pháp cho những khó khăn này. Anh đấu tranh để tìm ra sự tương quan giữa chúng và trở nên thiếu kiên nhẫn. Lại một lần nữa, anh không nhận thấy rằng cô không quan tâm tới giải pháp, mà là sự chú tâm và thấu hiểu của anh. Thêm vào đó, sự lắng nghe là rất khó đối với đàn ông, bởi vì anh ta lập luận sai lầm rằng đây là một trật tự logic, trong khi cô lại tùy tiện chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác. Sau khi cô chia sẻ 3 hoặc 4 chủ đề như vậy, anh sẽ thấy bực tức và bối rối trong việc cố gắng tìm ra mối liên quan logic giữa các vấn đề đó. Một lý do khác khiến đàn ông không chịu lắng nghe là anh ta đang đi tìm điểm mấu chốt của vấn đề. Anh không thể đưa ra giải pháp cho tới khi nắm được kết quả. Cô càng đưa ra nhiều chi tiết, anh càng tức giận. Nếu anh nhận ra cô chỉ cần nói ra để cảm thấy khuây khỏa, sự tức giận của anh sẽ giảm xuống. Nếu nhớ được rằng việc nói ra những chi tiết đó sẽ giúp cô cảm thấy được giải tỏa, anh sẽ thoải mái hơn. Đàn ông thấy mãn nguyện khi tìm ra giải pháp cho một vấn đề, trong khi đàn bà lại cảm thấy thoải mái thông qua việc kể chi tiết các rắc rối của mình. Những gì phụ nữ có thể làm để giúp đàn ông thấy dễ chịu hơn là để cho anh ta biết trước kết quả của câu chuyện rồi quay lại kể chi tiết, tránh để anh ta phải chờ đợi. Phụ nữ thường thích được chờ đợi, được hy vọng, bởi nó mang lại rất nhiều cảm xúc cho câu chuyện. Những người phụ nữ thường cảm kích trước công việc xây dựng câu chuyện, nhưng đàn ông lại rất dễ nổi cáu. Mức độ không hiểu phụ nữ của một người đàn ông chính là mức độ anh ta sẽ đối phó với cô như thế nào khi cô tiếp tục trình bày như vậy. Nếu biết cách làm cho cô vừa lòng cũng như ủng hộ cô, anh sẽ khám phá ra rằng việc lắng nghe không quá khó như anh nghĩ. Điều quan trọng là nếu cô nhắc nhở anh rằng mình chỉ muốn kể khó khăn của mình với anh và anh không cần phải nghĩ ra giải pháp nào cả, như vậy anh có thể thoải mái và lắng nghe tốt hơn. Người sao hỏa và người sao kim tìm thấy hòa bình. Người sao hỏa và sao kim chung sống với nhau trong hòa thuận bởi vì họ tôn trọng những điểm khác biệt của nhau. Người sao hỏa học được cách tôn trọng người sao kim và hiểu cô chia sẻ khó khăn chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thậm chí nếu không có gì để nói, chỉ cần lắng nghe là anh cũng đã giúp người sao kim nhiều rồi. Người sao kim cũng biết cách học hỏi để tôn trọng người sao hỏa khi họ cần thu mình lại để đương đầu với căng thẳng. Cái kén của người sao hỏa hay những lúc trầm tư suy nghĩ không còn huyền bí hay là nguyên nhân của sự cảnh giác không cần thiết nữa. Người sao hỏa học được những gì? Người sao hỏa nhận thấy khi họ cảm thấy bị người sao kim tấn công, trách mắng hay phê bình thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. Người sao kim sẽ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu rồi trở nên biết đánh giá và cũng như biết chấp nhận. Bằng cách lắng nghe, người sao hỏa sẽ hiểu người sao kim được lợi gì khi chia sẻ về khó khăn của họ. Người sao hỏa tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Cuối cùng, anh cũng hiểu rằng người sao kim cần nói về vướng mắc của mình, chứ không phải vì anh đang làm cô thất vọng. Thêm vào đó, anh sẽ hiểu được rằng một khi người sao kim cảm thấy mình được lắng nghe, cô sẽ không đắm chìm vào những rắc rối của mình nữa và trở nên rất tích cực. Nhờ nhận thức được điều này, người sao hỏa đã có thể lắng nghe
mà không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề giúp cô ấy. Nhiều người đàn ông và cả đàn bà rất cẩn thận khi đề cập tới rắc rối của mình, bởi họ chưa có kinh nghiệm hàn gắn những tổn thương sau cuộc trò chuyện. Họ không biết rằng phụ nữ khi cảm thấy được lắng nghe sẽ mau chóng thay đổi. Họ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ duy trì thái độ tích cực. Nói chung, họ cảm thấy một người phụ nữ, có thể là mẹ họ, khi không cảm thấy được lắng nghe sẽ tiếp tục chìm đắm vào những rắc rối của mình như thế nào. Trường hợp này xảy ra đối với những phụ nữ khi họ cảm thấy không được quan tâm hoặc lời nói của họ không có trọng lượng trong một thời gian dài. Tuy nhiên thực tế, phụ nữ cảm thấy mình bị bỏ rơi chứ không phải vì muốn nói ra những vấn đề đó. Sau khi người sao hỏa học được cách lắng nghe, họ sửng sốt khi khám phá ra một điều. Họ bắt đầu nhận ra rằng việc lắng nghe người sao kim bộc bạch có thể giúp chính họ bước ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình, giống như việc xem tin tức trên TV hoặc đọc được một bài báo vậy. Tương tự, nếu đàn ông học được cách lắng nghe mà không cảm thấy có lỗi hoặc là chịu trách nhiệm, thì việc lắng nghe trở nên quá dễ dàng. Khi đàn ông lắng nghe, anh ta sẽ nhận thấy lắng nghe là một cách tuyệt vời để quên đi mọi rắc rối trong ngày của chính mình, đồng thời giúp người bạn đời thấy thỏa mãn. Nhưng khi anh bị căng thẳng thật sự, anh có thể giấu mình trong kén và khó lòng thoát khỏi tình trạng đó qua các hình thức tiêu khiển như xem tin tức hoặc xem thể thao. Người sao kim học được gì? Người sao kim cảm thấy thoải mái khi họ hiểu rằng khi người sao hỏa trầm tư suy nghĩ không phải là dấu hiệu anh ta vô tâm đối với cô. Họ học cách chấp nhận anh lúc đó bởi vì anh đang phải trải qua sự căng thẳng về tinh thần. Người sao kim không bị xúc phạm khi người sao hỏa sao lãng. Khi người sao kim nói và người sao hỏa trong tình trạng không còn sáng suốt, cô sẽ dừng lại đúng lúc và chờ đợi anh chú ý đến mình. Sau đó cô lại tiếp tục nói. Cô hiểu đôi khi rất khó để anh thể hiện sự quan tâm đầy đủ với cô. Người sao kim khám phá ra rằng người sao hỏa sẽ vui vẻ định hướng lại sự quan tâm của mình khi người sao kim yêu cầu sự quan tâm đó với thái độ nhẹ nhàng và chấp nhận. Khi người sao hỏa giấu mình trong kén, người sao kim cũng không dằn vặt mình. Họ đã học được rằng đây không phải là lúc để nói chuyện thân mật, mà nên tán gẫu với bạn bè, cùng nhau đi mua sắm hoặc vui chơi. Khi người sao hỏa cảm thấy được yêu và được chấp nhận, người sao kim cũng nhận ra rằng người sao hỏa sẽ nhanh chóng vượt qua những lúc trầm tư suy nghĩ và chui ra khỏi cái kén của anh ta. Chương 4. Làm thế nào để động viên người khác giới? Nhiều thế kỷ trước khi người sao hỏa và sao kim sống bên nhau, họ quả thực hạnh phúc khi sống trong những thế giới riêng biệt. Rồi một ngày nọ, mọi thứ thay đổi. Người sao hỏa và sao kim sống tách biệt trong thế giới của riêng mình và cuộc sống của họ bất thình lình trở nên tẻ nhạt. Đó là nguyên do, là động lực đưa họ đến với nhau. Ngày nay, nắm được bí mật của sự chuyển đổi này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được động lực khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhờ nhận thức mới mẻ này, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để giúp đỡ người bạn đời của mình cũng như tiếp nhận sự cảm thông từ họ. Khi bạn gặp khó khăn và trong những thời điểm căng thẳng, hãy quay ngược thời gian để nhìn nhận những gì đã qua. Khi người sao hỏa cảm thấy chán nản, ai nấy trên hành tinh này đều rời bỏ thành phố để trốn vào chiếc kén của mình một thời gian. Họ bị mắc kẹt và không thể thoát ra được cho đến một ngày. Một người sao hỏa tình cờ nhìn thấy người sao kim xinh đẹp qua kính viễn vọng. Anh vội nhường kính cho các bạn. Vẻ đẹp kiều diễm của người sao kim đã gợi cảm hứng cho người sao hỏa và sự phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Bỗng nhiên họ cảm thấy mình cần thiết cho một ai đó. Họ bước ra khỏi chiếc kén và bắt tay chế tạo một đội tàu vũ trụ để bay tới gặp người sao kim. Khi đó, người sao kim cũng đang cảm thấy thất vọng. Để khuây khỏa hơn, họ tập trung lại tâm sự với nhau những rắc rối của mình. Nhưng điều đó dường như không giúp được họ bớt muộn phiền. Họ chán nản trong một thời gian dài, cho đến khi nhờ trực giác hay sức tưởng tượng, họ cảm nhận được sự mạnh mẽ và kỳ diệu của người sao hỏa, những người đang vượt vũ trụ để đến với họ bằng tình yêu, sự quan tâm và cả sự đồng tình. Bất ngờ, những người sao kim cảm thấy được yêu thương, sự buồn phiền tan biến và họ trở nên hạnh phúc. Họ chuẩn bị tinh thần đến với người sao hỏa.
bí quyết tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ vẫn tiếp tục được áp dụng. Nam giới có động lực và sẵn sàng giúp đỡ khi họ cảm thấy có người cần đến họ. Thiếu vắng cảm giác đó, anh ta sẽ dần trở nên thụ động và thờ ơ. Mỗi ngày trôi qua, anh càng giảm bớt động lực để trao tặng. Ngược lại, khi được tin tưởng và đánh giá cao, anh càng cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi và càng trao đi nhiều hơn. Như người sao Kim trước đây, phụ nữ có động lực và sẵn sàng hành động khi họ cảm thấy mình được yêu thương. Thiếu vắng cảm giác được yêu thương, cô cảm thấy mình bị ép buộc gắn với trách nhiệm và mệt mỏi vì phải trao tặng quá nhiều. Ngược lại, khi cảm thấy được quan tâm và được đề cao, cô sẽ thấy thỏa mãn và có thể trao tặng nhiều hơn. Khi người con trai yêu một người con gái. Một người con trai yêu một người con gái cũng giống như điều đã xảy ra khi người sao Hỏa phát hiện ra người sao Kim bị kẹt trong chiếc kén và không thể tìm ra nguồn cơn phiền muộn của mình. Chàng trai ngắm nhìn bầu trời qua kính viễn vọng như bị sét đánh. Từ giây phút này, cuộc sống của người sao Hỏa đã thay đổi vĩnh viễn. Anh thoáng nhận ra một vẻ đẹp yêu kiều và thanh tú qua kính viễn vọng. Người sao Hỏa đã khám phá ra người sao Kim. Cơ thể anh râm ran như ngồi trên lửa khi nhìn thấy người sao Kim. Đó là lần đầu tiên trong đời anh biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm đến chính bản thân mình. Từ những giây phút thoáng qua, anh cảm thấy cuộc đời anh mang một ý nghĩa mới, sự phiền muộn tan biến. Người sao Hỏa có một triết lý sống về sự thắng thua. Tôi muốn chiến thắng, tôi không quan tâm đến ai đó bị thất bại. Chừng nào mà người sao Hỏa còn quan tâm đến chính mình thì triết lý sống này còn hiệu quả. Triết lý này còn đúng qua nhiều thế kỷ, nhưng đến ngày nay triết lý này cần thay đổi. Đặt bản thân lên hàng đầu không còn làm họ thỏa mãn. Khi yêu, người sao Hỏa muốn người sao Kim cũng giành chiến thắng như chính bản thân họ. Ta thấy triết lý cạnh tranh của người sao Hỏa ngày càng lan tỏa trong phần lớn các môn thể thao ngày nay. Ví dụ như trận tennis, tôi không chỉ muốn mình chiến thắng mà còn muốn đối phương thua mình bằng cách gây khó dễ cho anh ta khi đáp trả những cú đánh của tôi. Tôi muốn chiến thắng khi đối phương thua cuộc. Phần lớn quan điểm này của người sao Hỏa đều có vai trò nhất định trong cuộc sống. Tuy nhiên, triết lý về sự thắng thua lại trở nên có hại trong mối quan hệ của người đã trưởng thành. Nếu như tôi tìm cách đáp ứng những yêu cầu, những đòi hỏi của mình mà bạn đời phải trả giá, hẳn chúng tôi phải trải qua sự bất hạnh, giận hờn và cả những xung đột. Bí quyết để tạo nên mối quan hệ thành công là cho phép cả hai người cùng chiến thắng. Sự hấp dẫn trái ngược. Lần đầu tiên người sao Hỏa yêu, anh trao kính viễn vọng cho hết thảy anh em của mình. Họ nhanh chóng rũ bỏ muộn phiền. Họ bắt đầu yêu người sao Kim và quan tâm người sao Kim nhiều như quan tâm đến chính mình. Vẻ đẹp huyền bí và mới lạ của người sao Kim đã thu hút người sao Hỏa. Những khác biệt giữa họ càng khiến người sao Hỏa chú ý. Người sao Hỏa khô khan thì người sao Kim tươi mát. Người sao Hỏa góc cạnh thì người sao Kim tròn trịa. Người sao Hỏa bình thản thì người sao Kim lại nồng hậu, ấm áp. Thật hoàn hảo và kỳ diệu, sự bất đồng giữa họ dường như bù trừ cho nhau. Người sao Kim giao tiếp rõ ràng qua một ngôn ngữ bằng trực giác. Em cần anh, sinh lực mạnh mẽ của anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Cùng nhau, chúng ta có thể sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời. Lời mời gọi này là động lực và truyền cảm hứng cho người sao Hỏa. Nhiều phụ nữ biết cách gửi thông điệp này như một bản năng. Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, chỉ bằng một ánh mắt, phụ nữ cũng có thể truyền thông điệp tới nam giới rằng có lẽ anh là người mang lại hạnh phúc cho em. Dần dần, cô gắn kết được mối quan hệ giữa hai người một cách tế nhị. Ánh nhìn của cô đã bật đèn xanh để chàng trai xích lại gần, truyền động lực để anh vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu để khởi đầu tình yêu. Nhưng không may, mối quan hệ được hình thành đó lại kéo theo nhiều rắc rối nảy sinh. Cô không còn gửi thông điệp tới anh mà không biết rằng anh vẫn coi trọng nó. Người sao Hỏa thường có động lực nếu anh nhận thấy mình có khả năng đem lại điều mới mẻ cho người sao Kim. Người sao Hỏa chạy đua để hướng tới một thứ bậc mới trong công cuộc đổi mới. Họ không hài lòng ngay cả với bản thân. Họ tìm cách nâng cao quyền lực và kỹ năng của mình thông qua việc giúp đỡ người khác, đặc biệt là người sao Kim.
họ bắt đầu phát triển một triết lý sống mới, triết lý về sự thắng thua. Họ muốn một thế giới nơi mọi người quan tâm đến họ cũng như quan tâm đến người khác. Tình yêu thúc đẩy người sao Hỏa. Người sao Hỏa đã bắt tay xây dựng đội tàu vũ trụ để đưa họ đến thiên đường của người sao Kim. Họ chưa bao giờ cảm thấy giàu sinh lực đến thế. Chỉ thoáng nhìn thấy người sao Kim, họ bỗng cảm nhận được cảm xúc vị tha lần đầu tiên trong đời. Tương tự như vậy, khi một người đàn ông đang yêu, anh có động lực để tự hoàn thiện mình và biết quan tâm đến người khác. Khi con tim rộng mở, anh cảm thấy tin tưởng bản thân và cảm nhận khả năng mang lại những thay đổi lớn lao. Khi được trao cơ hội để chứng minh những tiềm năng đó, đàn ông liền thể hiện những gì tốt đẹp nhất. Chỉ khi thất bại, anh mới chịu quay lại thói ích kỷ trước kia của mình. Khi một người đàn ông đang yêu, anh ta bắt đầu biết quan tâm đến người khác nhiều như quan tâm đến chính bản thân mình. Bỗng nhiên, anh thoát khỏi những ràng buộc thường khiến anh sống cô đơn và mở lòng trao tặng yêu thương tới người khác. Không vì những lợi ích cá nhân mà xuất phát từ tấm lòng muốn quan tâm tới người khác. Anh xem việc đáp ứng nhu cầu của bạn đời như thể của chính mình. Anh có thể kiên trì đối mặt với bất kỳ gian khổ nào để đem lại hạnh phúc cho người bạn đời, bởi niềm vui của cô cũng là hạnh phúc của anh. Những cuộc đấu tranh của anh trở nên dễ dàng hơn bởi anh được tiếp sức vì một mục đích cao cả. Trước đây, đàn ông cảm thấy thỏa mãn với việc tự phục vụ mình. Nhưng tới giai đoạn trưởng thành thì sự hài lòng đó không còn làm anh thỏa mãn nữa. Để cuộc sống trọn vẹn, anh khởi đầu cuộc sống của mình và lấy tình yêu làm động lực, lấy việc chăm lo cho người khác làm động lực. Đàn ông tự giải phóng mình khỏi sự trì trệ. Mặc dù anh vẫn cần nhận được sự yêu thương, nhưng nhu cầu lớn nhất của anh ta chính là trao tặng tình yêu. Phần lớn nam giới không chỉ khao khát được trao tặng tình yêu, mà họ còn vô cùng thèm muốn được làm điều đó. Vấn đề lớn nhất của họ là họ không biết mình đang để lỡ điều gì. Họ hầu như không thấy cha mình trao đủ yêu thương tới mẹ mình. Kết quả, họ không biết rằng nguyên nhân chính để lấp đầy tình cảm cho một người đàn ông chính là việc trao tặng này. Khi mối quan hệ này thất bại, họ sẽ chán nản và trốn trong chiếc kén của mình. Họ ngừng quan tâm và cũng không biết bản thân quá thất vọng vì đâu. Những lúc như vậy, anh thu mình khỏi các mối quan hệ hoặc ẩn mình trong kén. Anh tự hỏi rằng vì đâu, vì sao anh cứ mãi muộn phiền. Anh không biết rằng việc anh ngừng quan tâm đến người khác là bởi vì anh không cảm nhận được người khác cần mình. Anh không nhận ra rằng việc tìm một ai đó cần đến anh sẽ giúp anh rũ sạch mọi buồn phiền và tìm được động lực cho bản thân. Đàn ông sẽ chết dần khi không có ai cần tới họ. Khi đàn ông thấy bản thân mình không mang lại những thay đổi tích cực đối với cuộc đời của ai đó, anh sẽ cảm thấy khó có thể tiếp tục chăm lo cho cuộc đời của mình và những mối quan hệ khác. Thật khó để sống hướng khởi khi không ai cần tới. Để tìm được động lực sống, anh ta cần được động viên, tin tưởng và chấp nhận. Đàn ông sẽ chết dần khi không ai cần tới họ. Khi người con gái yêu thương một chàng trai. Phụ nữ yêu một người đàn ông, tương tự như điều xảy ra khi người sao Kim cổ xưa tin rằng những người sao Hỏa đang đến với họ. Họ từng mơ thấy một đội tàu vũ trụ từ thiên đường sẽ hạ cánh và mang những người sao Hỏa khỏe mạnh với đầy tình yêu đến với họ. Những con người này không cần sự nuôi dưỡng, thay vào đó, họ muốn quan tâm và chăm sóc những người sao Kim. Người sao Hỏa rất nhiệt tình và họ bị vẻ đẹp, văn hóa của người sao Kim truyền cảm hứng. Người sao Hỏa nhận thấy rằng quyền năng và năng lực của họ là vô nghĩa khi không có ai để phục vụ. Những con người kỳ diệu và đáng ngưỡng mộ đó đã tìm thấy sự an nhiên và nguồn cảm hứng khi hứa hẹn sẽ chăm sóc, làm hài lòng người sao Kim. Thật là kỳ diệu. Người sao Kim cũng có những giấc mơ tương tự và mau chóng rũ bỏ muộn phiền. Những nhận thức giúp biến đổi người sao Kim chính là niềm tin rằng người sao Hỏa đang đến để giúp họ. Người sao Kim phiền muộn vì họ cảm thấy mình bị cô lập và đơn độc. Muốn thoát khỏi tình trạng này, họ cần có sức mạnh của tình yêu. Phần lớn nam giới không nhận thức được việc phụ nữ cảm thấy được giúp đỡ từ một người biết quan tâm đến họ quan trọng như thế nào. Phụ nữ thấy mình hạnh phúc khi mà họ tin rằng nhu cầu của họ sẽ được đáp ứng.
Khi phụ nữ thất vọng, bị căng thẳng, nhầm lẫn, kiệt sức, điều cô ấy cần nhất là người đồng hành giản dị. Cô cần cảm thấy không còn cô đơn và cảm giác được yêu thương. Sự cảm thông, thấu hiểu, quyền lực và cả tình yêu thương đồng hành suốt một chặng đường dài để hỗ trợ cô đánh giá đúng và cảm kích trước sự giúp đỡ của anh. Nam giới lại không nhận thấy điều này bởi bản năng của người sao hỏa mách họ rằng cô lập là cách tốt nhất mỗi khi buồn bực. Bởi vậy, khi phụ nữ căng thẳng, người đàn ông thường né tránh và để cô một mình. Hoặc nếu ở lại, anh sẽ khiến cho rắc rối trở nên nghiêm trọng hơn khi cố gắng giúp cô tìm giải pháp. Với bản năng của mình, anh không nhận ra sự gần gũi thân mật và chia sẻ quan trọng với cô như thế nào. Điều cô ấy cần nhất chỉ là có ai đó lắng nghe mình. Bằng việc chia sẻ cảm xúc, cô sẽ nhận ra mình xứng đáng được yêu và nhu cầu của cô được đáp ứng. Sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng sẽ tan biến. Cô có xu hướng thích thư giãn một cách tự phát khi nhớ ra mình xứng đáng được yêu thay vì tìm kiếm nó. Cô thả lỏng, trao ít đi và nhận về nhiều hơn. Cô xứng đáng với điều ấy. Cho quá nhiều cũng gây mệt mỏi. Để giải quyết tâm trạng chán nản của mình, người sao kim thường chia sẻ cảm xúc và tâm sự về những vướng mắc của họ với nhau. Sau khi trò chuyện, họ cũng tìm ra nguyên nhân gây căng thẳng. Họ mệt mỏi với việc lúc nào cũng trao tặng. Họ luôn bực mình vì cảm giác phải chịu trách nhiệm với người khác. Họ muốn nghỉ ngơi và được quan tâm dù chỉ trong chốc lát. Họ mệt mỏi vì phải chia sẻ mọi điều với người khác. Họ không còn hài lòng với vai trò là những vị thánh tử vì đạo và sống vì người khác nữa. Trên sao kim, họ cũng tuân theo triết lý sống thắng thua. Tôi thua để anh có thể chiến thắng. Chừng nào mọi người còn hy sinh vì người khác thì họ còn được quan tâm. Nhưng sau hàng thế kỷ hy sinh như vậy, người sao kim đã mệt mỏi với việc phải chia sẻ mọi thứ. Họ sẵn sàng sống cho triết lý thắng thua. Tương tự như thế, phụ nữ ngày nay cũng chán ngán với việc họ luôn trao đi. Họ muốn được nghỉ ngơi, muốn có thời gian để khám phá bản thân, có thời gian để quan tâm đến chính họ trước hết. Họ muốn có một ai đó làm chỗ dựa tinh thần, một ai đó mà họ không phải quan tâm, chăm sóc. Người sao hỏa phù hợp với mong muốn này nhất. Về điểm này thì đàn ông sao hỏa phải học cách trao tặng, trong khi đàn bà sao kim phải sẵn sàng học cách tiếp nhận. Sau nhiều thế kỷ, đàn bà sao kim và đàn ông sao hỏa đã đạt được bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của mình. Đàn bà sao kim cần học cách tiếp nhận, trong lúc đàn ông sao hỏa cũng đang học được cách trao đi. Điều này cũng giống như sự thay đổi chung diễn ra ở phụ nữ và nam giới khi họ trưởng thành. Trước đó, phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh và uốn nắn bản thân để đáp ứng nhu cầu của bạn đời. Còn đàn ông chỉ quan tâm nhiều đến bản thân mình và không hiểu được nhu cầu của người khác. Khi trưởng thành, phụ nữ nhận ra mình đã từ bỏ bản thân để làm vừa lòng bạn đời như thế nào. Còn đàn ông thì lúc này mới nhận ra mình đã có thể cư xử tốt hơn và tôn trọng người khác hơn. Khi trưởng thành, đàn ông học được rằng có lẽ nên từ bỏ bớt cái tôi của mình và thay đổi lớn lao chính là dù trao đi nhưng anh vẫn thành công. Tương tự, khi trưởng thành, phụ nữ cũng học được phương thức mới để trao đi và thay đổi chính cô, là học cách điều chỉnh giới hạn để có thể nhận về điều mình muốn, ngừng đổ lỗi. Khi phụ nữ nhận ra mình đã trao đi quá nhiều, cô có xu hướng đổ lỗi cho bạn đời về nỗi bất hạnh của mình. Cô cảm thấy thật bất công khi trao đi nhiều hơn nhận về. Mặc dù không nhận được những gì xứng đáng, nhưng để có những cải thiện trong mối quan hệ của mình, phụ nữ cũng cần nhận thấy rằng bản thân cũng có một phần trách nhiệm với vấn đề đó. Khi một phụ nữ trao đi quá nhiều, cô không nên đổ lỗi cho chồng. Tương tự, đàn ông ít trao đi cũng không nên trách cứ bạn đời vì đã tiêu cực, không chịu tiếp nhận anh. Trong cả hai trường hợp, việc đổ lỗi chẳng giúp ích được gì. Thấu hiểu, tin tưởng, thông cảm, chấp nhận và ủng hộ mới là cách giải quyết tốt nhất thay vì đổ lỗi cho bạn đời. Khi tình huống này xảy ra, thay vì đổ lỗi cho vợ vì đã phẫn nộ, đàn ông có thể cảm thông và hỗ trợ vợ,
ngay cả khi cô ấy không yêu cầu. Hãy lắng nghe ngay, dù ban đầu lời tâm sự đó có vẻ như chê trách, và hãy giúp cô ấy tin tưởng, cởi mở với mình bằng cách làm việc gì đó để thể hiện sự quan tâm của mình. Thay vì trách móc chồng ít trao đi, phụ nữ có thể chấp nhận và tha thứ cho những nhược điểm của anh ta, đặc biệt là khi anh ta làm cho cô thất vọng. Hãy tin tưởng rằng anh ta muốn trao đi nhiều hơn, ngay cả khi anh ta không thể hiện sự giúp đỡ của mình. Hãy khuyến khích anh ấy trao đi nhiều hơn bằng cách đánh giá cao những gì anh ấy đã làm được và tiếp tục yêu cầu sự ủng hộ. Điều chỉnh và tôn trọng giới hạn của nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phụ nữ cần nhận ra giới hạn của mình khi liên tục trao đi. Thay vì mong người chồng đáp lại, phụ nữ cần điều chỉnh mức độ chấp nhận của mình. Hãy cân nhắc ví dụ. Jim, 39 tuổi, và vợ Susan, 41 tuổi, khi họ đến văn phòng tư vấn, Susan muốn ly dị. Cô giải thích rằng mình đã nhượng bộ hơn rất nhiều so với chồng trong suốt 12 năm và không thể trao thêm nữa. Cô đổ lỗi cho Jim vì tính thờ ơ, ích kỷ, độc đoán và không lãng mạn. Susan nói cô không còn gì để trao đi và sẵn sàng rời bỏ chồng. Jim thuyết phục cô đến với liệu pháp trị liệu tâm lý, nhưng vợ anh nghi ngờ phương pháp này. Trong vòng 6 tháng, họ đã hoàn thành 3 bước để hàn gắn mối quan hệ. Bây giờ họ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với 3 đứa con. Bước 1. Động lực. Tôi đã giải thích với Jim rằng vợ anh đã trải qua 12 năm nhẫn nhịn sự bất bình. Nếu anh muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình, anh sẽ phải lắng nghe cô thật nhiều, tạo động lực để cô duy trì cuộc hôn nhân này. Trong 6 buổi trao đổi đầu tiên cùng nhau, tôi khuyến khích Susan chia sẻ cảm xúc của mình và giúp Jim kiên nhẫn để hiểu được cảm xúc tiêu cực đó. Đây là phần khó khăn nhất trong quá trình hàn gắn. Khi anh sẵn sàng lắng nghe tâm tư và những nhu cầu không được thỏa mãn của vợ, Jim trở nên tích cực và tự tin thay đổi những điểm cần thiết để duy trì tình yêu này. Trước khi Susan tìm được động lực duy trì mối quan hệ này, cô cần thấy rằng Jim đã cảm nhận được tâm tư của cô. Đây là bước đầu tiên sau khi Susan cảm thấy được thấu hiểu, họ có thể tiến tới bước tiếp theo. Bước 2. Trách nhiệm. Bước thứ 2 là chịu trách nhiệm. Jim cần chịu trách nhiệm vì không ủng hộ vợ, và Susan cũng phải chịu trách nhiệm vì đã không định ra những giới hạn với chồng. Jim xin lỗi vì đã làm cho vợ tổn thương. Susan nhận ra rằng khi chồng vượt qua giới hạn và cư xử với cô một cách thiếu tôn trọng, như quát tháo, cáo kỉnh, bác bỏ yêu cầu và không tôn trọng tình cảm của vợ, là vì cô đã không định ra những giới hạn với chồng. Mặc dù cô không cần lời xin lỗi, nhưng cô vẫn phải thừa nhận trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Khi cô dần dần chấp nhận rằng mình không có khả năng để định ra giới hạn và xu hướng trao đi nhiều hơn nhận của cô, đã góp phần làm nghiêm trọng hơn vấn đề giữa hai vợ chồng. Susan có thể còn cho nhiều hơn nữa. Việc chịu trách nhiệm về vấn đề của mình là điều cần thiết để giảm cơn giận dữ. Bằng cách này, cả hai đã có được động lực để học những phương thức mới trong việc ủng hộ nhau thông qua việc tôn trọng các giới hạn. Bước 3. Thực hành. Về phía Jim, anh cần học cách tôn trọng những giới hạn của vợ, trong khi Susan cần học cách thiết lập chúng. Cả hai đều cần phải học cách làm thế nào để bày tỏ cảm xúc thật của mình với thái độ tôn trọng lẫn nhau. Họ đồng ý tiến hành bước thứ 3 này để thực hiện việc đề ra và tôn trọng những giới hạn, cho dù biết rằng một lúc nào đó họ có thể mắc sai lầm. Và việc cả hai có thể mắc sai lầm sẽ giúp họ cảm thấy an toàn trong lúc thực hành. Sau đây là một vài ví dụ về những gì họ đã học và luyện tập được. Susan luyện cách nói: "Em không thích cách anh nói chuyện, hãy thôi quát tháo, nếu không em sẽ ra khỏi phòng." Sau khi rời khỏi phòng một vài phút, cô ấy không cần làm thêm điều gì nữa. Khi Jim yêu cầu cô ấy làm một việc khiến cô bực mình, cô cần học cách nói: "Không, em cần nghỉ ngơi," hoặc "Không, hôm nay em rất bận." Cô sẽ nhận thấy anh ta quan tâm tới cô hơn vì anh ta đã hiểu rằng cô bận và cảm thấy mệt mỏi như thế nào. Khi Susan nói với Jim rằng cô muốn đi du lịch và anh trả lời anh quá bận, Susan nói cô sẽ đi một mình. Tất nhiên, anh ta sẽ phải thay đổi kế hoạch làm việc
để đi cùng cô. Khi họ đang nói chuyện và Jim ngắt lời cô, cô ấy phải học cách nói: "Em chưa nói xong, hãy nghe em nói hết đã." Điều đương nhiên là anh ta phải lắng nghe, ít ngắt lời hơn. Nhiệm vụ khó khăn nhất của Susan là học cách đòi hỏi những gì cô muốn. Cô ấy hỏi tôi rằng: "Tại sao tôi lại phải yêu cầu sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ta?" Tôi giải thích rằng việc mặc cho Jim tự hiểu cô muốn gì không những không thực tế, mà nó còn chính là khúc mắc lớn nhất trong vấn đề của cô. Cô cần phải có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của chính mình. Thử thách khó nhất đối với Jim là tôn trọng những thay đổi của vợ và không trông chờ cô ấy là một người bạn đời sẵn sàng hy sinh như lúc mới cưới. Anh nhận ra rằng thật khó để cô định ra những giới hạn khi chính anh là người điều chỉnh chúng. Anh hiểu rằng họ sẽ biết tôn trọng nhau hơn khi họ thường xuyên thực hiện điều này. Khi một người đàn ông trải nghiệm những giới hạn, anh ta sẽ có động lực để biết trao đi nhiều hơn. Qua việc tôn trọng giới hạn, anh sẽ chủ động tìm kiếm xem cách cư xử của mình có hiệu quả hay không và dần thay đổi. Phụ nữ nhận ra rằng để được nhận, cô ấy cần tạo ra những giới hạn, rồi sau đó cô sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của người bạn đời và khám phá ra cách thức mới để đòi hỏi và nhận được sự ủng hộ. Khi phụ nữ biết cách tạo ra những giới hạn, nghĩa là cuối cùng cô ấy đã học được cách thư giãn và nhận nhiều hơn. Học cách nhận. Việc định hình giới hạn và học cách nhận về là việc làm rất khó đối với phụ nữ. Nhìn chung, phụ nữ thường lo sợ mình đòi hỏi quá nhiều, rồi sau đó tìm cách thay đổi hoặc từ bỏ những đòi hỏi đó. Việc từ bỏ gây ra nỗi đau lớn nhất, bởi vì trong tiềm thức cô cho rằng mình không xứng đáng để nhận. Niềm tin này đã hình thành và củng cố trong suốt thời thơ ấu, khoảng thời gian mà cô kìm nén những cảm xúc, yêu cầu và mong đợi của mình. Phụ nữ thường cảm thấy tổn thương bởi quan điểm sai lầm rằng mình không xứng đáng được yêu. Khi còn bé, cô đã chứng kiến việc lạm dụng hoặc chính bản thân cô bị lạm dụng, thì cô sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Việc khẳng định giá trị bản thân đối với cô là rất khó. Càng che giấu nội tâm thì cảm giác không xứng đáng này càng khiến cô sợ hãi khi đòi hỏi người khác. Cô cho rằng mình sẽ không được ủng hộ. Chính vì lo sợ không nhận được sự ủng hộ nên cô vô tình không đón nhận sự ủng hộ mà cô cần. Khi đàn ông nhận thấy thông điệp rằng cô không tin anh có thể đáp ứng những nhu cầu đó, thì ngay lập tức anh sẽ cảm thấy bị từ chối. Sự thất vọng và thiếu tin tưởng này sẽ biến những nhu cầu chính đáng của cô thành sự thể hiện thiếu thốn thái quá, tạo ra một thông điệp là cô không tin anh sẽ ủng hộ cô. Trớ trêu thay, đàn ông rất hào hứng khi được người khác cần đến, nhưng trong tình huống này nó lại khiến anh cục hứng. Trong trường hợp này, phụ nữ đã lầm khi cho rằng mong muốn của mình đã bị đàn ông từ chối, trong khi thực chất chính sự thất vọng và thiếu tin tưởng của cô đã gây ra điều đó. Khi không nhận ra đàn ông cần được tin tưởng, thì phụ nữ sẽ rất khó để phân biệt giữa nhu cầu cần thiết thực sự và sự thiếu thốn. Nhu cầu là khi bạn mở lòng yêu cầu người đàn ông giúp đỡ với sự tin tưởng, tin rằng họ sẽ hết lòng dốc sức. Điều này sẽ mang lại cho đàn ông động lực. Tuy nhiên, sự thiếu thốn lại là nhu cầu cần sự ủng hộ một cách tiêu cực, bởi bạn không có lòng tin là mình sẽ nhận được sự ủng hộ đó. Điều đó sẽ đẩy đàn ông ra xa và làm cho họ cảm thấy bị chối bỏ, không được coi trọng. Phụ nữ thường nhầm lẫn nhu cầu của mình với người khác, và cảm giác thất vọng bị bỏ rơi khiến cô cảm thấy thật sự đau đớn. Tin tưởng vào người khác để rồi bị bỏ rơi, lãng quên hoặc lờ đi là điều không hề dễ dàng đối với phụ nữ. Điều đó khiến cô bị tổn thương. Khi đó, nỗi thất vọng càng khiến cô tổn thương sâu sắc, bởi nó chứng minh rằng cô đã đặt niềm tin nhầm chỗ, rằng cô không xứng đáng. Phụ nữ sao Kim học cách cảm thấy mình xứng đáng như thế nào? Qua nhiều thế kỷ, đàn bà sao Kim bù đắp cho nỗi sợ hãi của mình bằng cách quan tâm và đáp ứng nhu cầu của người khác. Họ chỉ biết trao đi, nhưng sâu thẳm họ vẫn cảm thấy mình không xứng đáng được nhận. Vì thế, họ hy vọng rằng khi trao đi, họ sẽ giúp bản thân xứng đáng hơn. Sau nhiều thế kỷ chỉ biết trao đi như vậy, cuối cùng họ nhận ra rằng mình đáng được yêu và ủng hộ. Khi nhìn lại,
họ bỗng nhận ra trước đây mình cũng xứng đáng được ủng hộ như vậy. Quá trình hy sinh vì người khác giúp họ biết coi trọng bản thân. Từ đó họ thấy ai cũng xứng đáng được nhận, ai cũng xứng đáng được yêu thương. Cuối cùng, trên trái đất, khi một cô gái học cách đón nhận tình yêu như người mẹ của mình, thì lớn lên cô ấy sẽ luôn cảm thấy mình xứng đáng. Cô sẽ dễ dàng vượt qua được sự ràng buộc phải trao đi quá nhiều như phụ nữ sao Kim. Cô không phải trải qua nỗ lực vượt lên nỗi sợ đó, bởi vì cô thấy bản thân cũng giống với mẹ mình. Nếu người mẹ học được những hiểu biết cần thiết, thì đứa con của bà cũng sẽ học được những hiểu biết này bằng cách quan sát và cảm nhận từ bà. Nếu người mẹ luôn mở lòng đón nhận, thì cô gái cũng sẽ biết cách đón nhận như thế nào. Tuy nhiên, phụ nữ sao Kim lại không có được hình mẫu như vậy, nên họ phải mất hàng nghìn năm để từ bỏ thói quen trao đi. Khi chứng kiến người khác được nhận, họ thấy rằng mình cũng xứng đáng được như thế. Chính vào giây phút kỳ diệu đó, đàn ông sao Hỏa đã trải qua một sự biến đổi và bắt tay xây dựng những con tàu vũ trụ. Khi đàn bà sao Kim sẵn sàng, thì đàn ông sao Hỏa xuất hiện. Khi phụ nữ nhận ra rằng mình xứng đáng được yêu thương, cô sẽ mở lòng với đàn ông. Nhưng sau 10 năm phải trao đi quá nhiều trong hôn nhân, cô nhận ra mình xứng đáng được hưởng nhiều hơn như thế. Bỗng nhiên, cô khép lòng mình lại và không cho đàn ông cơ hội nữa. Có lẽ cô cảm thấy như, tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh, nhưng anh lại không nghĩ gì đến tôi. Anh đã nắm trong tay cơ hội, còn tôi xứng đáng được hơn thế. Tôi không thể tin anh được nữa, tôi đã quá mệt mỏi và không còn gì để trao đi. Tôi sẽ không để anh làm tổn thương tôi lần nữa. Tương tự, trong trường hợp này, tôi khẳng định với người phụ nữ rằng trao đi quá nhiều không phải là cách để giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người bạn đời sẽ biết trao đi nhiều hơn nếu cô hy sinh ít đi. Người chồng không quan tâm đến mong muốn của vợ là bởi cả hai đang ngủ quên. Khi cô tỉnh giấc và nhận ra mong muốn của mình, anh cũng tỉnh giấc và muốn trao cho cô nhiều hơn. Có thể tiên đoán rằng người bạn đời của phụ nữ sẽ thức giấc khỏi tình trạng bị động và thực sự có những thay đổi theo như mong muốn của vợ. Khi không trao đi quá nhiều, phụ nữ sẽ thấy mình xứng đáng hơn. Đàn ông rời khỏi chiếc kén của mình và bắt tay xây dựng tàu vũ trụ để đem đến hạnh phúc cho phụ nữ. Hiển nhiên, đàn ông cũng mất chút thời gian để học cách trao đi nhiều hơn, nhưng họ đã có bước tiến quan trọng nhất. Anh đã nhận ra rằng mình thiếu quan tâm đến cô và muốn sửa chữa sai lầm đó. Ngược lại, khi đàn ông nhận thấy phụ nữ không hạnh phúc và mong muốn cuộc sống của mình lãng mạn và tràn đầy tình yêu, người vợ sẽ mở lòng và yêu anh nhiều hơn. Bức tường bất đồng sẽ tan biến và cuộc sống sẽ lại tràn ngập tình yêu. Nếu thiếu quan tâm tới nhau, họ càng cần nhiều thời gian hơn để hàn gắn tất cả những bất đồng. Điều đó hoàn toàn khả thi. Trong chương 11, tôi sẽ trình bày những chiến thuật nhỏ nhưng mang tính thực tế giúp hàn gắn rạn nứt. Thường thì người vợ hoặc chồng có những thay đổi tích cực thì người kia cũng thế. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này có thể đoán trước được, bởi đó là một trong những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi học viên sẵn sàng là giáo viên có mặt, có câu hỏi là có đáp án. Khi phụ nữ sao Kim sẵn sàng nhận thì đàn ông sao Hỏa sẵn sàng cho. Học cách cho như thế nào? Nỗi sợ hãi lớn nhất của người đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Anh che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng cách tập trung nâng cao sức mạnh và khả năng của mình. Thành công, thành tựu và tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Trước khi phát hiện ra phụ nữ sao Kim, đàn ông sao Hỏa chỉ quan tâm tới phẩm chất này mà không quan tâm tới bất kỳ cái gì hay bất kỳ một ai khác. Dường như người đàn ông thiếu quan tâm nhất là khi anh ta lo sợ. Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông là anh ta không đủ tốt hoặc anh ta bất tài. Cũng như khi phụ nữ sợ nhận, đàn ông sợ phải trao. Nhượng bộ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại hay không được tán thành. Kết quả này chỉ gây ra những tổn thương sâu đậm, bởi trong thâm tâm anh ta lầm tưởng rằng mình chưa đủ tốt. Suy nghĩ này được hình thành và duy trì suốt thời niên thiếu. Anh luôn cho rằng mọi người đặt kỳ vọng vào mình hơn nữa. Khi năng lực của anh không được chú ý tới hoặc không được đánh giá đúng mức, thì trong anh lại hình thành niềm tin sai lầm đó.
Vì quan niệm sai lầm này, đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương. Nhìn chung, đàn ông sợ thất bại. Anh muốn trao nhưng sợ mình không thành công, bởi vậy anh không cố gắng. Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là sự bất lực. Vì vậy, anh luôn tránh những rủi ro không cần thiết. Trớ trêu thay, khi đàn ông quan tâm nhiều đến ai, anh càng lo sợ thất bại và càng trao ít đi. Để tránh thất bại, anh ngừng trao tới người mà anh muốn cho nhiều nhất. Khi cảm thấy không an toàn, đàn ông không quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình. Cách phòng vệ bản năng này ngầm thể hiện rằng tôi không quan tâm. Vì lý do này, đàn ông sao hỏa không muốn bản thân mình quan tâm hay để tâm nhiều đến người khác. Khi thành công và có đủ quyền lực, họ mới nhận ra rằng mình có đủ năng lực và có thể trao tặng. Để rồi họ khám phá ra những phụ nữ sao Kim. Mặc dù đàn ông thật sự tốt, nhưng quá trình chứng minh khả năng của họ chủ yếu để phục vụ bản thân. Khi đã thành công, ngẫm lại, họ mới thấy rằng thất bại là mẹ của thành công. Mỗi sai lầm đều dạy cho họ một bài học quan trọng để đạt đến thành công. Do đó, họ phát hiện ra tính thiện của mình. Mắc sai lầm là chuyện bình thường. Bước đầu tiên trong quá trình học cách trao đi là phải biết chấp nhận những sai lầm và thất bại. Không nhất thiết phải có đáp án cho mọi vấn đề. Tôi nhớ đến câu chuyện về một người phụ nữ. Cô phàn nàn rằng người bạn đời của mình chưa bao giờ thật sự muốn cam kết cho một cuộc hôn nhân. Đối với cô ấy, có vẻ anh chẳng quan tâm tới hôn nhân nhiều như cô. Rồi một ngày nọ, cô ấy thú thật rằng mình rất hạnh phúc khi bên anh. Thậm chí dẫu có nghèo, cô vẫn muốn kết hôn với anh. Ngay ngày hôm sau, anh cầu hôn cô. Đàn ông cần sự chấp nhận và động viên rằng anh đủ tốt với cô. Để từ đó, anh thấy mình phải biết quan tâm nhiều hơn. Đàn ông sao hỏa cũng cần tình yêu. Cũng như phụ nữ rất nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi khi không được quan tâm như họ mong đợi, đàn ông lại rất nhạy cảm với cảm giác thất bại khi phụ nữ than phiền. Đó là lý do tại sao đàn ông rất khó lắng nghe tâm sự của phụ nữ. Đàn ông luôn muốn là người hùng của phụ nữ. Khi phụ nữ thất vọng hoặc không vui vì chuyện nào đó, đàn ông sẽ có cảm giác bại trận. Sự bất hạnh của người phụ nữ sẽ khẳng định nỗi sợ cố hữu trong anh. Anh không đủ tốt. Ngày nay, rất nhiều người phụ nữ không nhận ra đàn ông cũng rất dễ bị tổn thương và họ cũng cần tình yêu. Tình yêu giúp anh hiểu tầm quan trọng của mình, rằng anh có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác. Chàng trai trẻ nào may mắn thấy bố mình thành công trong việc khiến người bạn đời thỏa mãn sẽ có niềm tin rằng anh cũng sẽ thành công trong việc làm thỏa mãn người bạn đời của mình. Anh không sợ lời cam kết bởi vì biết mình có thể giữ lời hứa. Anh sẽ biết ngay cả khi không giữ lời hứa, anh vẫn xứng đáng được yêu và được đánh giá cao vì nỗ lực hết mình. Anh không cần lên án bản thân bởi vì biết không ai hoàn hảo. Anh đã làm hết sức mình và điều đó là đủ. Đàn ông có thể xin lỗi vì những sai lầm của mình bởi anh mong nhận được sự tha thứ, tình yêu và đánh giá cao cho nỗ lực đó. Anh biết rằng ai cũng có thể mắc sai lầm. Anh thấy bố mình cũng mắc sai lầm nhưng vẫn biết quý trọng bản thân. Anh cũng chứng kiến mẹ mình yêu và tha thứ cho tất cả sai lầm mà bố đã mắc phải. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và khích lệ trong đó, ngay cả những lúc bố anh làm mẹ anh thất vọng. Nhiều người không có được hình mẫu hoàn hảo trong quá trình trưởng thành. Đối với họ, yêu, kết hôn và có gia đình cũng khó như lái một chiếc máy bay phản lực mà chưa được huấn luyện. Anh vẫn có thể cất cánh nhưng chắc chắn sẽ đụng độ. Sau những va chạm đó, anh luôn cảm thấy khó cất cánh. Hoặc khi chứng kiến những va chạm của bố mình, nếu không được thực hành tốt thì việc đàn ông và đàn bà chia tay là một điều dễ hiểu. Chương 5. Bất đồng ngôn ngữ. Lần đầu tiên khi người đàn ông sao hỏa và người đàn bà sao kim ở bên nhau, họ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như chúng ta ngày nay. Họ nhận thấy họ hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vậy, họ vẫn có thể giải quyết những rắc rối này. Một trong những bí quyết để thành công là giao tiếp tốt. Trớ trêu thay, họ giao tiếp tốt là bởi vì họ sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Khi có vướng mắc, họ chỉ cần tới tìm một người phiên dịch. Tất cả mọi người đều biết rằng đàn ông sao hỏa và đàn bà sao kim nói những ngôn ngữ khác nhau. Cho nên khi có xung đột, thay vì phán xét
hay gây hấn, họ tìm một cuốn từ điển ngôn ngữ để hiểu người khác trọn vẹn hơn. Nếu cuốn từ điển không hữu ích, họ sẽ tìm tới một phiên dịch viên nhờ trợ giúp. Bạn biết đó, ngôn ngữ của đàn ông sao Hỏa và đàn bà sao Kim có từ ngữ giống nhau, nhưng cách sử dụng lại mang tới những ý nghĩa khác nhau. Cách diễn đạt thì giống nhau, nhưng hàm ý và cảm xúc lại khác nhau. Họ rất dễ hiểu sai. Bởi vậy, khi khúc mắc trong giao tiếp nảy sinh, họ nghĩ rằng đó chỉ là do hiểu lầm từ một phía và chỉ cần hỗ trợ một chút là sẽ hóa giải. Họ học cách tin tưởng và chấp nhận, điều mà ngày nay chúng ta hiếm khi làm được. Thể hiện cảm xúc, diễn đạt thông tin. Tới giờ, chúng ta vẫn cần một người phiên dịch. Khi dùng chung từ ngữ, đàn ông và đàn bà hiếm khi bày tỏ cùng ý nghĩa. Ví dụ, khi phụ nữ nói: "Em cảm giác như anh chẳng bao giờ lắng nghe em cả." Cô ấy không muốn dùng từ "chẳng bao giờ" được hiểu theo nghĩa đen. Việc sử dụng từ này chẳng qua là một cách để cô biểu đạt sự thất vọng của mình khi đó mà thôi. Nó không mang thông tin thực sự. Để diễn đạt trọn vẹn cảm xúc của mình, phụ nữ thường sử dụng lối nói cường điệu, ẩn dụ và khái quát. Do vậy, đàn ông hiểu lầm bởi vì họ không hiểu mục đích, ý nghĩa của chúng và thường phản ứng một cách thiếu thông cảm. Sau đây là 10 lời phàn nàn dễ bị hiểu lầm cũng như cách đáp lại từ phía đàn ông. Phụ nữ nói: "Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi." Đàn ông đáp: "Không đúng, chúng ta vừa mới đi tuần trước mà." Phụ nữ nói: "Chẳng ai quan tâm đến em." Đàn ông đáp: "Anh chắc chắn mọi người đều quan tâm đến em." Phụ nữ nói: "Em mệt, em chẳng làm được gì cả." Đàn ông đáp: "Anh cũng rất mệt mỏi em à." Phụ nữ nói: "Em muốn quên tất cả mọi thứ." Đàn ông đáp: "Nếu không thích công việc đó, hãy bỏ nó đi." Phụ nữ nói: "Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn." Đàn ông đáp: "Chỉ thỉnh thoảng mới lộn xộn thôi." Phụ nữ nói: "Chẳng ai lắng nghe em nói cả." Đàn ông đáp: "Thì anh đang nghe đi." Phụ nữ nói: "Chẳng có việc nào có hiệu quả." Đàn ông đáp: "Ý em là lỗi tại anh à?" Phụ nữ nói: "Anh chẳng yêu em gì hết." Đàn ông đáp: "Tất nhiên là có chứ, nếu không tại sao anh lại ở đây?" Phụ nữ nói: "Chúng ta lúc nào cũng bận rộn." Đàn ông đáp: "Thứ sáu chúng ta cũng nghỉ ngơi đấy chứ." Phụ nữ nói: "Em muốn lãng mạn hơn." Đàn ông đáp: "Ý em là anh không lãng mạn à?" Bạn có thể thấy việc dùng từ ngữ của phụ nữ khiến đàn ông dễ hiểu lầm như thế nào. Bởi với đàn ông, lời nói là phương tiện biểu đạt thực tế và mang tính thông tin. Chúng ta cũng thấy câu trả lời của đàn ông có khả năng châm ngòi cho một cuộc tranh cãi như thế nào. Ngôn ngữ không rõ ràng là vấn đề lớn nhất trong một mối quan hệ. Lời phụ nữ hay phàn nàn nhất là "chẳng ai lắng nghe tôi cả." Lời phàn nàn này thường bị hiểu sai hoặc không được hiểu. Việc nam giới hiểu theo nghĩa đen câu nói này dẫn đến việc tranh cãi với phụ nữ. Anh cho rằng việc anh có thể nhắc lại những gì cô nói chứng thực rằng anh có nghe cô. Nhưng câu nói kia lại mang ý nghĩa khác: "Em cảm thấy anh chưa hiểu điều em nói, hoặc anh không quan tâm đến việc em cảm thấy như thế nào. Liệu anh có thể thể hiện là anh quan tâm đến những gì em nói không?" Nếu đàn ông thật sự hiểu ý nghĩa của lời phàn nàn đó, anh có thể đáp lại một cách tích cực hơn. Đàn ông và đàn bà tranh cãi chủ yếu bởi vì họ không hiểu ý nhau. Những lúc như thế, điều quan trọng là cần phải ngẫm lại và hiểu đúng ý. Bởi vì đàn ông không hiểu rằng phụ nữ bộc lộ cảm xúc theo cách khác, nên họ không đánh giá đúng mức cảm nhận của người bạn đời. Điều này dẫn đến tranh cãi. Người sao Hỏa cổ xưa đã học cách tránh được những tranh cãi này bằng cách hiểu đúng ý nhau. Bất cứ khi nào nghe thấy lời than phiền, họ đều tham khảo cuốn từ điển ngôn ngữ sao Hỏa sao Kim để hiểu đúng ý nghĩa của nó. Khi phụ nữ sao Kim nói, mục này bao gồm những trích dẫn phong phú,
từ cuốn Từ điển ngôn ngữ Sao Hỏa Sao Kim. Mỗi lời phàn nàn trong 10 lời trên đều được dịch nghĩa để đàn ông có thể hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Mỗi lời chú dẫn đi kèm gợi ý câu trả lời mà phụ nữ muốn nghe. Bạn thấy đó, khi phụ nữ sao kim buồn, cô ấy chỉ nói chung chung nhưng vẫn ẩn chứa mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó. Cô ấy không trực tiếp đòi hỏi, bởi ở trên sao kim, mọi người đều thấu hiểu ngôn ngữ này chính là ngụ ý, một yêu cầu riêng. Bằng cách thông dịch, những yêu cầu ẩn dấu này sẽ được tiết lộ. Nếu đàn ông biết lắng nghe phụ nữ, thì anh ta có thể nhận ra ngụ ý đòi hỏi của cô và tìm cách trả lời thích hợp. Do đó, phụ nữ sẽ cảm thấy được lắng nghe và yêu thương. Từ điển ngôn ngữ Sao Hỏa Sao Kim. Chúng ta chẳng bao giờ đi chơi, được dịch sang tiếng Sao Hỏa có nghĩa là em muốn mình cùng đi chơi hoặc cùng làm gì đó. Chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ và em rất muốn ở bên anh. Anh thấy thế nào? Anh sẽ đưa em đi ăn tối chứ? Đã lâu rồi chúng ta chưa đi chơi. Nếu không có lời thông dịch này thì đàn ông có thể hiểu chúng ta chẳng bao giờ đi chơi là anh chẳng đưa em đi chơi gì cả. Anh thế này thật là đáng thất vọng. Chúng ta chưa bao giờ làm gì cùng nhau bởi anh lười biếng, không lãng mạn và thật là nhàm chán. Chẳng ai quan tâm đến em, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là hôm nay em cảm thấy không được ai quan tâm hay để ý, cảm giác như chẳng có ai thấy mình cả. Em biết một vài người thấy em, nhưng họ dường như chẳng quan tâm gì đến em. Em thất vọng khi anh cứ bận rộn cả ngày. Em biết mình không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ anh coi trọng công việc hơn em. Anh có thể ôm em vào lòng và nói xem em đặc biệt với anh như thế nào không? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng ai quan tâm đến em là em thật bất hạnh, em chẳng được quan tâm như em mong muốn, chẳng có hy vọng gì cả. Anh còn chẳng quan tâm em, trong khi anh lại được xem là người yêu em nhất. Anh phải tự thấy xấu hổ chứ. Anh chẳng đáng yêu gì cả. Em chưa bao giờ lờ anh đi như vậy. Em mệt, em chẳng làm được gì cả, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là hôm nay em đã phải làm việc rất vất vả. Em cần nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục. Em thật may mắn có người chồng biết thông cảm. Anh có thể ôm em vào lòng và giúp em yên tâm rằng mình đã làm được một việc tốt và em xứng đáng được nghỉ ngơi không? Nếu không có lời phiên dịch này, đàn ông có thể hiểu em mệt, em chẳng làm được gì cả là em phải làm mọi việc còn anh chẳng làm gì cả. Anh nên làm nhiều hơn. Em không thể tự làm hết được. Em cảm thấy thật thất vọng. Em muốn sống với một người đàn ông thật thụ. Lựa chọn anh thật là một sai lầm lớn. Em muốn quên tất cả mọi thứ, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là em muốn anh hiểu rằng em yêu công việc và cuộc sống của mình, nhưng bây giờ em bị quá tải. Em muốn làm một việc gì đó cho riêng mình trước khi gánh trách nhiệm trên vai. Anh có thể hỏi có chuyện gì xảy ra với em thế và lắng nghe em nói với sự cảm thông mà không cần đưa ra bất kỳ giải pháp nào chứ. Em chỉ muốn anh hiểu áp lực mà em đang cảm nhận. Điều đó sẽ an ủi em rất nhiều. Nó sẽ giúp em thư giãn. Ngày mai em sẽ lại quay về với những bổn phận của mình. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu em muốn quên tất cả mọi thứ là em phải làm việc nhiều đến mức em không muốn làm gì nữa. Em thật bất hạnh khi sống cùng anh. Em muốn một người bạn đời tốt hơn, người có thể đem đến cho em cuộc sống thỏa mãn hơn. Anh đang làm một việc thật khủng khiếp. Nhà mình lúc nào cũng lộn xộn, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là hôm nay em muốn nghỉ ngơi, nhưng nhà cửa bừa bãi quá. Em thấy nản quá, em cần nghỉ ngơi. Hy vọng anh không trông chờ em dọn dẹp tất cả. Anh có đồng ý là nhà cửa bừa bãi không? Vậy anh xung phong dọn dẹp được chứ? Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu nhà mình lúc nào cũng lộn xộn là nhà cửa bừa bãi như thế này là do anh. Em đã dọn dẹp mọi thứ, em chưa dọn xong, anh lại bày bừa ra. Anh đúng là một kẻ lười biếng, bẩn thỉu. Em sẽ không sống cùng anh nữa, chừng nào anh chưa thay đổi. Lau chùi, dọn dẹp tất cả đi. Chẳng ai lắng nghe em cả, được dịch sang tiếng Sao Hỏa là
Em sợ mình quá tẻ nhạt với anh. Em sợ anh không quan tâm đến em nữa. Hôm nay em rất nhạy cảm. Anh có thể quan tâm đặc biệt tới em không? Em rất thích điều đó. Em đã có một ngày vất vả và cảm thấy như chẳng ai muốn nghe những lời em nói. Anh sẽ lắng nghe em và hỏi em bằng những lời cảm thông như: hôm nay có chuyện gì vậy? Có chuyện gì khác đã xảy ra không? Em cảm thấy thế nào? Em muốn gì nào? Em cảm thấy khác như thế nào? Hay dùng những lời quan tâm tỏ ra lưu ý và làm yên lòng em như: nói anh nghe, hoặc anh biết em muốn nói gì mà, hay anh hiểu, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe. Thi thoảng khi em dừng lại, hãy xoa dịu em bằng những tiếng ồ, chú ý, đàn ông sao Hỏa chưa bao giờ nghe thấy những âm thanh này trước khi tới sao Kim. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng ai lắng nghe em cả. Thành: em luôn quan tâm đến anh, nhưng anh không hề lắng nghe em. Lúc nào anh cũng thế, càng ngày anh càng nhàm chán. Em muốn có một ai đó thú vị và biết quan tâm, mà anh thì chẳng được như vậy. Anh làm em thất vọng. Anh thật ích kỷ, thiếu quan tâm và xấu tính. Chẳng được việc gì cả. Được dịch sang tiếng sao Hỏa có nghĩa là: hôm nay em thấy mình bị quá tải. Em sẽ rất vui nếu anh có thể chia sẻ cùng em. Như thế sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn. Hôm nay hình như em chẳng làm được gì. Em biết điều đó không đúng, nhưng em cảm thấy mình quá tải với khối lượng công việc phải làm. Anh sẽ ôm em và nói rằng em làm rất tốt chứ. Chắc chắn em sẽ thấy tốt hơn. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chẳng được việc gì cả là: anh chẳng làm được gì ra hồn cả. Em không thể tin tưởng vào anh. Giá mà em không nghe anh, em đã không phải chịu đựng tình trạng hỗn độn này. Người khác chắc chắn sẽ làm tốt, còn anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Anh chẳng yêu em gì hết. Được dịch sang tiếng sao Hỏa là: em thấy như thể anh không còn yêu em nữa. Em sợ càng ngày càng đẩy anh ra xa. Em biết anh yêu em và anh đã dành cho em rất nhiều điều, nhưng hôm nay em lại cảm thấy bất an. Anh có thể khẳng định lần nữa và nói với em chỉ ba từ kỳ diệu: anh yêu em, được không? Được như vậy, mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu anh chẳng yêu em gì hết là: em đã dành cho anh cả thanh xuân của mình, còn anh thì ngược lại. Anh chỉ lợi dụng em mà thôi. Anh thật ích kỷ và lạnh lùng. Anh chỉ làm theo những gì mình muốn vì bản thân anh mà thôi. Anh không biết quan tâm đến ai khác. Em thật ngớ ngẩn khi yêu anh. Giờ em chẳng còn gì cả. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Được dịch sang tiếng sao Hỏa là: em thấy rất vội vàng. Em không thích vội vàng chút nào. Em ước gì cuộc sống không vội vàng đến thế. Em biết chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Em biết anh đã cố gắng hết sức để chúng ta tới đó đúng giờ, và em thực sự đánh giá cao nỗ lực đó. Hãy thông cảm với em và nói một điều gì đó giống như: thật là khó chịu khi lúc nào ta cũng phải vội vàng. Anh cũng không thích thế này. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu chúng ta lúc nào cũng bận rộn là: anh thật vô trách nhiệm. Anh luôn đợi đến phút cuối mới làm mọi việc. Em chưa bao giờ hạnh phúc khi sống cùng anh. Chúng ta đã luôn vội vội vàng vàng để không bị muộn. Mọi thứ đã bị phá hủy kể từ khi em sống với anh. Em chỉ hạnh phúc hơn khi không ở bên anh. Em muốn lãng mạn hơn. Được dịch sang tiếng sao Hỏa là: tình yêu của em, dạo này anh đã phải làm việc vất vả rồi. Hãy dành chút thời gian riêng tư. Em rất muốn chúng ta dành thời gian bên nhau. Không con cái, không áp lực công việc. Anh thật lãng mạn. Anh sẽ gây bất ngờ cho em với những bông hoa xinh đẹp và hẹn hò cùng em chứ. Em rất thích lãng mạn. Nếu không có lời thông dịch này, đàn ông có thể hiểu em muốn lãng mạn hơn là: anh chẳng khiến em hài lòng gì cả. Anh chẳng còn hấp dẫn nữa. Anh chưa có đủ những kỹ năng lãng mạn. Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự thỏa mãn. Ước gì anh được như đám đàn ông mà em biết.
Sau khi dùng cuốn từ điển này một vài năm, đàn ông không cần phải mở ra mỗi khi nghe thấy những lời phàn nàn nữa. Anh đã bắt đầu hiểu cách phụ nữ suy nghĩ và cảm nhận. Anh biết rằng không nên hiểu những lời nói đó theo nghĩa đen. Đó chỉ là cách phụ nữ muốn biểu đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Đó là những điều mà đàn ông sao hỏa phải nhớ khi đến sao kim. Khi đàn ông im lặng. Một trong những thử thách lớn với đàn ông là biết cách hiểu đúng và thông cảm với người phụ nữ khi cô ấy thể hiện cảm xúc của mình. Thử thách lớn nhất của phụ nữ là biết cách hiểu đúng và thông cảm với đàn ông khi anh ta im lặng. Sự im lặng là điều dễ khiến phụ nữ hiểu nhầm nhất. Đàn ông thường đột ngột dừng nói chuyện và trở nên im lặng. Điều này khiến người sao kim khó lý giải. Đầu tiên cô nghĩ là anh bị điếc. Cô cho là anh không nghe thấy những gì người khác nói. Đó là lý do anh không trả lời. Bạn sẽ thấy đàn ông và phụ nữ suy nghĩ và xử lý thông tin rất khác nhau. Phụ nữ nói ra và chia sẻ quá trình suy nghĩ với người biết lắng nghe. Thậm chí ngày nay, phụ nữ thường diễn đạt những gì mình muốn qua hình thức nói liên tục, để những suy nghĩ tuôn chảy tự do và thoải mái diễn đạt chúng, giúp phụ nữ đến gần trực giác của mình. Quá trình này là hoàn toàn bình thường và đôi khi là cực kỳ cần thiết. Tuy nhiên, đàn ông xử lý thông tin theo một cách khác. Trước khi họ nói hay trả lời, họ yên lặng, nghiền ngẫm hoặc suy nghĩ về điều họ vừa nghe hoặc trải qua. Trong thâm tâm, họ suy nghĩ về câu trả lời hữu ích nhất và chính xác nhất. Trước tiên, họ suy nghĩ rất kỹ, rồi sau đó họ mới diễn đạt nó. Quá trình này có thể kéo dài từ vài phút tới vài giờ. Nếu chưa có đủ thông tin để đi đến câu trả lời, anh ta có thể sẽ chẳng đáp lại lời nào, và như vậy càng khiến phụ nữ hoang mang. Phụ nữ cần hiểu rằng khi đàn ông yên lặng, có nghĩa họ đang nói: anh không biết nói gì bây giờ, nhưng anh đang suy nghĩ về chuyện đó. Thay vào đó, phụ nữ lại hiểu là anh không trả lời bởi anh chẳng quan tâm gì đến em và anh lờ nó đi. Điều em nói chẳng có gì quan trọng nên anh chẳng cần trả lời. Phụ nữ phản ứng như thế nào với sự yên lặng của đàn ông? Phụ nữ thường hiểu sai về sự yên lặng của đàn ông. Điều này phụ thuộc vào việc cô ấy cảm thấy ngày hôm đó như thế nào, bởi cô ấy có thể tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất. Anh ấy ghét mình, anh ấy không yêu mình nữa, anh ấy sẽ rời bỏ mình mãi mãi. Từ đó gây ra nỗi lo sợ sâu thẳm trong cô. Tôi sợ rằng nếu anh rời bỏ tôi sẽ không bao giờ được yêu thương nữa. Tôi không xứng đáng để được yêu thương. Khi đàn ông im lặng, phụ nữ rất dễ tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất. Bởi vì khi đàn ông im lặng, phụ nữ sẽ nói ra những điều dễ gây tổn thương hoặc không muốn nói chuyện với anh, bởi cô không còn tin tưởng anh nữa. Bởi vậy, phụ nữ luôn cảm thấy bất an khi đàn ông đột nhiên im lặng. Khi phụ nữ lắng nghe một phụ nữ khác, cô ấy sẽ liên tục thể hiện với người nói rằng cô đang nghe và đang rất quan tâm. Khi người nói dừng lại thì người nghe sẽ đáp lại người nói bằng những hư từ như ồ, ừ, ừm, à, à, một cách bản năng. Khi không có tiếng đáp lại này thì sự im lặng của đàn ông có thể sẽ rất đáng sợ. Nhờ việc hiểu về chiếc kén của đàn ông, phụ nữ có thể hiểu chính xác sự yên lặng của đàn ông và ủng hộ điều đó. Hiểu về cái kén. Phụ nữ phải tìm hiểu rất nhiều về đàn ông thì mối quan hệ của họ mới trở nên hoàn thiện. Họ cần phải biết rằng khi đàn ông đang bối rối hay căng thẳng, anh ta sẽ tự động ngừng nói và ẩn mình trong kén để suy nghĩ về mọi việc. Phụ nữ cần biết rằng không ai được phép vào trong chiếc kén đó, kể cả là người bạn tốt nhất của anh ta. Đây là cách riêng của những người đến từ sao hỏa. Phụ nữ không cần phải sợ rằng mình làm gì sai. Dần dần, họ hiểu nếu để đàn ông một mình với chiếc kén đó thì chỉ một lát sau họ sẽ bước ra và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Tuy nhiên, đối với phụ nữ,
bài học này khá khó khăn, bởi ở trên sao Kim không rời bỏ bạn mình khi họ đang buồn là quy tắc vàng. Bỏ mặc người họ yêu khi anh ấy đang buồn không phải là yêu thương họ, bởi cô quan tâm tới anh. Cô muốn bước vào cái kén để giúp đỡ anh. Thêm vào đó, cô ấy lầm tưởng nếu hỏi xem anh cảm thấy như thế nào và tỏ ra là một người lắng nghe chăm chú, ân cần thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng điều này chỉ làm cho anh ấy rối thêm mà thôi. Theo bản năng, cô ấy chỉ muốn giúp đỡ anh mà thôi, giúp theo cách mà cô muốn được giúp đỡ. Ý định của cô là tốt, nhưng kết quả thì ngược lại. Cả đàn ông và phụ nữ nên ngừng thể hiện cách quan tâm mà họ thích và bắt đầu tìm hiểu cách thức khác nhau mà đối phương suy nghĩ, cảm thấy và phản ứng. Tại sao đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ? Đàn ông ẩn mình trong chiếc kén của họ hoặc trở nên yên lặng là bởi vì những lý do như sau. 1. Anh ta cần suy nghĩ về một vấn đề nào đó và tìm giải pháp có tính thiết thực cho vấn đề đó. 2. Anh ta chưa có đáp án cho một câu hỏi hay một vấn đề. Đàn ông chưa bao giờ được dạy để nói: "À, tôi không có câu trả lời, tôi cần phải chui vào kén để tìm ra nó." Những người đàn ông khác chỉ thừa nhận anh ta đang suy nghĩ mỗi khi im lặng. 3. Anh ta trở nên buồn bực và căng thẳng. Những lúc như thế, anh ta cần được ở một mình để bình tĩnh và có thể kiểm soát bản thân. Anh không muốn làm hay nói bất cứ điều gì để sau này phải hối tiếc. 4. Anh ta cần tìm lại chính mình. Đối với đàn ông đang yêu, lý do thứ tư này rất quan trọng. Những lúc như thế này, họ thường đánh mất và quên cả chính bản thân họ. Họ có thể cảm thấy rằng việc quá thân mật sẽ khiến họ giảm đi năng lượng. Họ cần điều chỉnh mức độ thân mật đó. Khi nào họ quá gần gũi đến mức đánh mất bản thân, chuông báo động sẽ vang lên, nhắc nhở họ chui vào kén. Việc đó giúp đàn ông trẻ lại, tìm thấy sức mạnh và tình yêu của mình. Tại sao phụ nữ nói? Phụ nữ nói bởi vì nhiều lý do. Đôi khi lý do phụ nữ nói chính là lý do đàn ông yên lặng. Đây là 4 lý do phổ biến nhất. 1. Để trao đổi và tập trung thông tin. Nhìn chung, đây là lý do duy nhất giống đàn ông. 2. Để thăm dò và khám phá chủ đề cô muốn nói. Đàn ông yên lặng để suy xét điều mình muốn nói, còn phụ nữ nói ra là để suy xét kỹ càng hơn. 3. Để cảm thấy dễ chịu hơn và tập trung hơn khi cô ấy buồn bực. Khi ở trong kén, đàn ông có cơ hội làm dịu sự căng thẳng của mình. 4. Để tạo sự thân mật. Thông qua việc chia sẻ nội tâm, cô có thể biết được tình cảm của mình. Trong khi người sao Hỏa im lặng là để tìm lại chính mình. Gần gũi quá nhiều sẽ khiến anh ta lo sợ và đánh mất bản thân. Thật dễ dàng để nhận ra tại sao các đôi nam nữ lại tranh cãi quá nhiều nếu không có hiểu biết nhất định về những điểm khác biệt cũng như những nhu cầu khác nhau của hai phía. Bị chồng thiêu đốt. Phụ nữ cần hiểu một điều quan trọng là không nên cố gắng làm cho đàn ông nói chuyện khi anh ta chưa sẵn sàng. Khi thảo luận về chủ đề này trong một cuộc hội thảo của tôi, một người da đỏ đã chia sẻ rằng trong bộ lạc của cô ấy, một người mẹ sẽ dạy con gái mình rằng khi kết hôn vào thời điểm đàn ông bị rối loạn và căng thẳng, anh ta sẽ nấu mình trong chiếc kén của họ. Phụ nữ không nên trách bản thân vì chuyện này thi thoảng vẫn xảy ra. Điều đó không có nghĩa là anh ấy không còn yêu cô nữa. Những bà mẹ thì khẳng định rằng rồi đàn ông sẽ lại trở về như cũ. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ muốn nhắc nhở con gái mình là đừng bao giờ theo anh ta vào chiếc kén đó. Nếu như cô cố tình, cô sẽ bị con rồng đang canh giữ kén thiêu đốt vì sự tức giận của nó. Nếu phụ nữ cố tình theo đàn ông chui vào chiếc kén đó, nhiều xung đột không cần thiết sẽ nổ ra. Phụ nữ đã không hiểu rằng đàn ông thực sự cần được ở một mình hoặc là yên tĩnh mỗi khi họ rối trí. Nhưng khi đàn ông thu mình vào trong kén,
phụ nữ lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên cô cố làm cho anh phải nói ra. Nếu như có khó khăn gì, cô hy vọng có thể giúp đỡ anh bằng cách khiến anh phải nói về vấn đề đó. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Anh đáp, không có gì cả. Nhưng cô lại thấy anh ấy đang buồn bực. Cô hỏi tại sao anh lại giấu giếm cảm xúc của mình. Thay vì để anh tự suy ngẫm trong chiếc kén của mình, thì cô lại vô tình làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh. Cô lại hỏi, em biết có chuyện gì đó làm anh phiền lòng, chuyện gì vậy? Anh ấy lại đáp, không có gì. Không thể không có gì được, rõ ràng có chuyện gì đó khiến anh phiền lòng. Anh đang cảm thấy thế nào? Anh đáp, nhìn xem, anh vẫn ổn, bây giờ hãy để anh một mình. Cô nói, anh cư xử như thế với em mà được à? Anh chẳng bao giờ chia sẻ gì với em. Em làm sao mà đoán được anh đang nghĩ gì? Anh không còn yêu em nữa, em cảm thấy anh đang bỏ rơi em. Lúc này, anh ấy không còn kiểm soát bản thân được nữa và bắt đầu nói những điều mà sau đó anh sẽ thấy hối hận. Con rồng trong anh trỗi dậy và làm cho cô tổn thương. Khi những người đến từ sao hỏa nói, đàn ông tức giận với phụ nữ khi cô vô tình xâm phạm khoảng thời gian suy nghĩ riêng tư và cả khi họ hiểu nhầm về cách thể hiện của anh, cả khi anh ở trong kén và khi anh chuẩn bị bước vào chiếc kén. Khi được hỏi, có chuyện gì à? Người sao hỏa sẽ đáp lại ngắn gọn như, không có gì cả, hoặc là, anh vẫn ổn. Nhìn chung, những lời đáp ngắn gọn này là cách duy nhất để người sao kim hiểu mình cần lui về cho anh không gian suy nghĩ một mình. Thay vì nói, anh đang chán nản, anh cần ở một mình, thì đàn ông chỉ thể hiện bằng việc im lặng. Dưới đây là 6 dấu hiệu cảnh báo cách phụ nữ vô thức đáp lời, thể hiện cách xử sự không hỗ trợ và có tính xâm phạm. 6 dấu hiệu cảnh báo ngắn gọn phổ biến. Khi phụ nữ nói, có chuyện gì thế? Đàn ông đáp, tôi ổn, hoặc mọi việc đều ổn. Phụ nữ nói, em biết là có chuyện mà, chuyện gì vậy? Đàn ông đáp, anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, nhưng trong anh rất buồn, hãy nói ra đi. Đàn ông đáp, không có gì cả. Phụ nữ nói, em muốn giúp anh, em biết có chuyện gì đó khiến anh buồn, chuyện gì vậy? Đàn ông đáp, mọi việc đều ổn, hoặc anh vẫn ổn. Phụ nữ nói, anh chắc chứ, em rất vui nếu giúp được anh. Đàn ông đáp, không có chuyện gì lớn cả. Phụ nữ nói, nhưng có chuyện gì đó khiến anh buồn, em nghĩ chúng ta nên nói chuyện. Đàn ông đáp, đó không phải là vấn đề. Phụ nữ nói, nhưng đó là cả một vấn đề, em có thể giúp anh. Khi đàn ông đưa ra một trong những lời giải thích ngắn gọn như trên, thì có nghĩa là anh ta muốn được yên lặng và có không gian riêng. Những lúc như vậy, để tránh hiểu lầm và lo sợ không cần thiết, người sao kim nên tra cứu từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim. Không có cuốn từ điển này, phụ nữ dễ hiểu sai những lời đáp ngắn gọn trên. Phụ nữ cần biết rằng, khi đàn ông nói, tôi vẫn ổn, đó là một sự thuật lại ngắn gọn những gì anh ta muốn nói. Anh vẫn ổn vì anh có thể xử lý việc này một mình. Anh không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả. Làm ơn giúp anh bằng cách đừng lo lắng gì về anh cả. Hãy tin rằng tự bản thân anh có thể giải quyết được mọi việc. Nếu không có lời phiên dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ cảm thấy dường như anh ấy đang phủ nhận cảm xúc và rắc rối của anh. Để rồi cô càng cố gắng giúp anh bằng cách đặt ra những câu hỏi hoặc tiếp tục nói theo phán đoán của cô. Cô không biết rằng anh đang sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn mà thôi. Dưới đây là một vài trích dẫn trong cuốn từ điển ngôn ngữ của họ. Từ điển ngôn ngữ sao hỏa sao kim. Anh vẫn ổn, dịch sang ngôn ngữ người sao kim nghĩa là: anh vẫn ổn, anh có thể giải quyết rắc rối của mình, anh không cần bất cứ sự trợ giúp nào, cảm ơn em. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn ổn, cô sẽ hiểu thành anh không gặp rắc rối gì cả bởi vì anh chẳng quan tâm đến nó, hoặc anh không muốn chia sẻ cảm giác rối ren của mình với em. Anh không tin em ở đây là vì anh.
anh vẫn khỏe, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là anh vẫn khỏe vì anh có thể xử lý thành công vướng mắc hoặc vấn đề của mình. Anh không cần sự trợ giúp nào. Nếu cần, anh sẽ lên tiếng. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói anh vẫn khỏe, cô sẽ hiểu thành anh không quan tâm tới chuyện gì đang xảy ra. Với anh, điều đó không quan trọng. Thậm chí nếu nó gây khó chịu cho em, anh cũng chẳng quan tâm. Không có chuyện gì cả, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là không có điều gì khiến anh buồn bực cả, hay không thể tự mình giải quyết. Làm ơn đừng hỏi anh bất cứ câu hỏi nào nữa. Nếu như không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có chuyện gì cả, cô sẽ hiểu thành anh chẳng biết điều gì đang làm mình buồn bực. Anh cần em đưa ra những câu hỏi giúp anh tìm hiểu xem điều gì đang xảy ra. Lúc này cô sẽ bắt đầu khiến anh tức giận vì hỏi quá nhiều, trong khi anh thực sự chỉ muốn được ở một mình. Mọi việc đều ổn, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là đó là một rắc rối, nhưng em không cần tự trách mình. Tự anh có thể giải quyết được nếu như em đừng làm gián đoạn bằng việc đặt nhiều câu hỏi hoặc cứ gợi ý như vậy. Hãy xem như không có chuyện gì để anh có thể xử lý vấn đề ổn thỏa hơn. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói tất cả đều ổn, cô sẽ hiểu thành mọi chuyện vẫn vậy, không có điều gì cần thay đổi cả. Em có thể tức giận và anh cũng có thể tức giận với em. Hoặc cô ấy nghe thành lúc này mọi việc đều ổn, nhưng hãy nhớ rằng đây là lỗi của em. Em có thể sai một lần, nhưng đừng có tái diễn. Không có vấn đề gì to tát cả, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim nghĩa là đó không phải là chuyện gì lớn, vì anh có cách để xử lý mọi việc. Làm ơn đừng nói về vấn đề này hoặc nhắc lại nó nữa. Điều đó sẽ làm anh càng thêm mệt mỏi. Anh nhận trách nhiệm giải quyết việc này. Anh sẽ thấy hạnh phúc khi giải quyết xong chuyện này. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì to tát cả, cô sẽ hiểu thành em đang làm cho mọi việc phức tạp thêm. Điều gì liên quan đến em đều không quan trọng. Đừng phản ứng mạnh hơn mức cần thiết như thế. Không có vấn đề gì, dịch sang ngôn ngữ người sao Kim có nghĩa là anh không có chuyện gì cần phải giải quyết. Anh rất vui khi em quan tâm đến anh. Nếu không có sự thông dịch này, khi đàn ông nói không có vấn đề gì, cô sẽ hiểu thành đây không phải là rắc rối gì cả. Tại sao em lại biến nó thành chuyện lớn và cứ đề nghị giúp đỡ như vậy? Sau đó cô sẽ tranh cãi rằng vì sao cô lại coi nó là rắc rối. Việc sử dụng từ điển ngôn ngữ sao Hỏa, sao Kim có thể giúp phụ nữ hiểu được đàn ông thực sự muốn nói gì khi họ đáp lại bằng những câu ngắn gọn. Đôi khi điều mà anh ấy thực sự muốn nói thì cô lại nghe thành nghĩa đối ngược. Đàn ông làm gì khi ở trong kén? Trong một cuộc hội thảo, khi tôi giải thích về cái kén và con rồng, phụ nữ muốn biết làm như thế nào họ có thể rút ngắn thời gian đàn ông ẩn mình trong kén. Về điểm này, tôi yêu cầu đàn ông tự đưa ra câu trả lời, và nhìn chung họ đáp rằng phụ nữ càng cố ép họ nói chuyện hoặc chui ra khỏi kén bao nhiêu thì thời gian càng lâu bấy nhiêu. Một câu trả lời phổ biến khác từ nam giới là việc chui ra khỏi kén rất khó nếu như người bạn đời không tán thành chiếc kén đó. Nếu bạn khiến anh ấy cảm thấy ẩn mình trong chiếc kén là một sai lầm, thì chính bạn đang đẩy anh vào sâu trong chiếc kén đó hơn, ngay cả khi anh ấy đã muốn chui ra. Khi đàn ông cuộn mình trong kén, đó là khi anh bị tổn thương hoặc căng thẳng và đang cố giải quyết khó khăn một mình. Nếu cứ giúp đỡ họ theo cách phụ nữ muốn thì kết quả sẽ ngược lại. Có 6 cách cơ bản để giúp đàn ông khi họ náo mình trong kén. Giúp đỡ anh ấy theo cách này cũng là cách rút ngắn thời gian họ ở một mình. Làm thế nào giúp đỡ đàn ông khi anh ta đang cuộn mình trong chiếc kén của họ? 1. Hãy tán thành nhu cầu ẩn mình trong kén của họ. 2. Đừng cố giúp anh ấy giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra giải pháp. 3. Đừng cố giúp đỡ bằng cách đặt nhiều câu hỏi với họ. 4. Đừng ngồi quá gần
cửa tổ kén và chờ anh ấy chui ra. 5. Đừng lo lắng về họ hoặc cảm thấy tội nghiệp cho họ. 6. Hãy làm một vài việc gì đó khiến bạn vui vẻ. Nếu bạn cần nói, hãy viết một bức thư để anh ấy đọc khi ra ngoài. Và nếu bạn cần được giúp đỡ, hãy trò chuyện với một người bạn. Đừng xem anh là người trợ giúp duy nhất giúp bạn thỏa mãn. Đàn ông muốn người mình yêu tin tưởng rằng anh có thể giải quyết được những vấn đề đang khiến họ phiền muộn. Niềm tin đó rất quan trọng đối với danh dự, niềm tự hào và lòng tự trọng của anh. Phụ nữ lại cảm thấy dừng lo lắng là việc khó khăn. Lo lắng cho những người khác chính là cách phụ nữ thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm của mình. Đó là cách thể hiện tình yêu. Đối với phụ nữ thì vui vẻ khi người cô yêu thương đang buồn phiền là điều không thích hợp. Dĩ nhiên, chẳng ai muốn người khác vui vẻ khi họ đang muộn phiền. Nhưng chắc chắn anh luôn muốn cô vui vẻ. Anh muốn cô được vui vẻ để anh không phải lo lắng thêm. Anh muốn cô được vui vẻ bởi vì điều đó giúp anh cảm nhận được tình yêu của cô. Khi phụ nữ vui vẻ và không lo lắng gì, đàn ông sẽ muốn bước ra khỏi chiếc kén của mình. Trớ trêu thay, đàn ông lại thể hiện tình yêu của họ bằng cách không lo lắng. Họ hỏi, làm sao tôi lại lo lắng cho người tôi ngưỡng mộ và tin tưởng? Đàn ông nói chung thường giúp đỡ người khác bằng cách nói những câu như, đừng lo, em có thể xử lý được mà. Hoặc, đó là vấn đề của họ, không phải vấn đề của em. Hoặc, anh chắc mọi việc rồi cũng ổn thôi. Đàn ông giúp đỡ người khác bằng cách không lo lắng hoặc giảm thiểu những rắc rối của họ. Tôi phải mất nhiều năm mới hiểu ra rằng vợ tôi thật sự muốn tôi lo lắng cho cô ấy khi cô ấy đang muộn phiền. Nếu không có sự hiểu biết về những nhu cầu khác nhau giữa chúng tôi vẫn cứ giảm tới mức tối thiểu tầm quan trọng những khó khăn của cô ấy. Điều này chỉ làm cô ấy càng thêm u sầu. Đàn ông chui vào trong chiếc kén của mình là để cố gắng giải quyết vướng mắc. Nếu người bạn đời của anh ta vui vẻ và không đòi hỏi gì lúc này, anh sẽ giảm bớt được những vấn đề cần giải quyết. Hiểu được chuyện này, cô ấy sẽ vui vẻ và sẽ truyền sức mạnh để anh xử lý vấn đề của mình khi ở trong kén tốt hơn. Bất cứ điều gì giúp cô vui vẻ, dễ chịu hơn chính là sự trợ giúp đối với anh ấy rồi. Dưới đây là một vài ví dụ. Đọc một cuốn sách, nghe nhạc, làm vườn, tập thể dục, massage, nghe những bài về sự tự cải thiện bản thân, tự đãi mình món ngon, trò chuyện với bạn gái, viết nhật ký, đi mua sắm, tạo bột cho nước tắm, cầu nguyện hoặc tự suy nghĩ, đi dạo, trị liệu, xem các chương trình hoặc xem phim. Người sao hỏa cũng khuyên người sao kim nên tham gia một vài hoạt động giải trí. Họ khó có thể vui vẻ khi bạn mình đang sầu muộn, nhưng người sao kim đã tìm được cách. Những lần người yêu của họ chui vào kén, họ sẽ đi mua sắm hoặc ra ngoài du ngoạn với ai đó. Người sao kim yêu thích việc mua sắm. Vợ của tôi, Bonnie, nhiều khi cũng áp dụng hình thức này. Khi cô ấy thấy tôi chui vào kén là cô ấy đi mua sắm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có lỗi về con người sao hỏa trong tôi. Khi cô ấy tự chăm sóc bản thân, tôi cảm thấy yên lòng để quan tâm chính mình và nấu mình trong kén. Cô ấy tin rằng tôi sẽ sớm quay lại và điều đó khiến tôi càng thấy yêu cô ấy hơn. Cô ấy biết rằng khi tôi nấu mình trong kén, đó không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Khi tôi thể hiện sự quan tâm tới cô ấy nhận ra rằng tôi đã ra khỏi kén và đó là lúc để trò chuyện. Đôi khi cô ấy ngẫu nhiên nói, khi nào anh cảm thấy thoải mái, em muốn chúng mình trò chuyện với nhau. Khi nào được, anh nói với em nhé. Bằng cách này, cô ấy có thể kiểm soát được tình hình mà không cần phải có sự đề cao hoặc sự đòi hỏi nào cả. Làm thế nào khiến người sao hỏa cảm nhận được sự giúp đỡ? Thậm chí, ngay cả khi không nấu mình trong kén, đàn ông cũng muốn được tin tưởng. Họ không thích những lời khuyên và sự đồng cảm khi họ không yêu cầu.
họ cần cải thiện chính mình. Họ rất tự hào nếu có thể hoàn thành mọi việc mà không cần tới sự giúp đỡ của người khác. Ngược lại với phụ nữ, cô sẽ cảm thấy tự hào khi có ai đó sẵn lòng giúp đỡ hoặc có một mối quan hệ mang tính hỗ trợ. Đàn ông cảm thấy được giúp đỡ khi phụ nữ thể hiện bằng cách nói: "Em tin anh có thể giải quyết mọi việc, trừ khi anh trực tiếp yêu cầu được hỗ trợ." Có thể với phụ nữ, việc học cách giúp đỡ này ban đầu là rất khó khăn. Nhiều người cảm thấy cách duy nhất để đạt được những gì mình cần trong mối quan hệ này là phê phán đàn ông khi anh ta mắc sai lầm và khuyên nhủ khi anh ta không yêu cầu. Nếu không có tấm gương từ mẹ mình, người luôn biết làm thế nào để nhận được sự giúp đỡ từ phía đàn ông, thì phụ nữ sẽ không biết cách khuyến khích đàn ông trợ giúp mình thông qua việc đề nghị trực tiếp mà không cần chỉ trích hay khuyên nhủ. Nếu anh cư xử theo cách mà cô không thích, cô có thể trực tiếp bày tỏ mà không cần phải phán xét rằng anh đã sai. Cách phê bình hoặc khuyên nhủ đàn ông. Nếu không có những hiểu biết này, phụ nữ dễ khiến đàn ông rời xa mình vì những lời chỉ trích hoặc khuyên nhủ khi nam giới không yêu cầu. Nhiều người cảm thấy không nhận được những gì họ cần và muốn ở một người đàn ông. Nancy đã thất bại rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình. Cô nói: "Tôi vẫn không hiểu cách tiếp cận một người đàn ông mà không phê bình hay khuyên nhủ. Nếu như hành vi của anh ấy rất xấu hoặc ăn mặc kém thẩm mỹ thì sao? Nếu đó là một anh chàng đáng yêu, nhưng bạn thấy lối cư xử của anh ta với mọi người khiến anh trông như một tên ngốc và điều đó gây rắc rối trong mối quan hệ của anh với những người xung quanh thì sao? Tôi nên làm gì? Dù tôi nói với anh ấy như thế nào, anh cũng sẽ tức giận, đề phòng hoặc lờ tôi đi." Câu trả lời hiển nhiên là cô không nên phê phán hay khuyên nhủ gì, trừ phi anh đề nghị. Thay vào đó, cô nên chấp nhận anh một cách đầy yêu thương. Đây là thứ anh cần, thay vì một bài giảng giải. Khi anh cảm nhận được sự chấp nhận của cô, anh sẽ bắt đầu hỏi cô nghĩ gì. Nếu anh hiểu những gì cô đòi hỏi, anh sẽ thay đổi mà không cần lời khuyên hay gợi ý nào hết. Đặc biệt, trong một mối quan hệ thân thiết, đàn ông cần cảm thấy an toàn rồi mới chia sẻ với người khác và nhờ giúp đỡ. Cùng với việc kiên nhẫn, tin tưởng đối phương, chờ sự thay đổi và phát triển, nếu phụ nữ không nhận được điều cô cần và muốn, cô sẽ chia sẻ cảm xúc của mình và sẽ đòi hỏi, nhưng nhất định không được khuyên nhủ hay phê bình. Đây là một nghệ thuật, nó đòi hỏi sự quan tâm và sáng tạo. Dưới đây là 4 gợi ý có thể áp dụng được. 1. Phụ nữ có thể nói với đàn ông rằng cô không thích cách ăn mặc của anh, không cần phải giảng giải rằng anh nên mặc như thế nào. Cô có thể nói một cách ngẫu nhiên khi anh đang thay đồ: "Em không thích chiếc áo anh đang mặc cho lắm, tối nay anh mặc chiếc khác được không?" Nếu câu bình luận đó khiến anh bực mình, thì cô sẽ tôn trọng sự nhạy cảm đó và xin lỗi: "Em xin lỗi, em không có ý bảo anh nên mặc như thế nào." 2. Nếu anh giống như nhiều người nhạy cảm khác, thì cô sẽ đề cập tới vấn đề đó vào lần khác. Cô có thể nói: "Anh mặc chiếc áo xanh da trời với quần âu xanh à? Em không thích kiểu phối đồ này lắm, anh thử đổi sang quần âu xám xem sao." 3. Cô cũng có thể hỏi trực tiếp: "Anh có thể cùng em đi mua sắm một ngày được không? Em rất vui để chọn cho anh một bộ phù hợp." Nếu anh ấy không đồng ý, cô có thể hiểu là anh không muốn một sự quan tâm nào như thế nữa. Còn nếu anh đáp lại cô bằng một cái gật đầu, thì nhớ đừng khuyên quá nhiều, cần phải để ý tới sự nhạy cảm của anh. 4. Cô có thể nói: "Có một vài điều em muốn nói, nhưng không biết bắt đầu như thế nào. Tạm dừng. Em không muốn làm anh giận, nhưng em cũng thật sự muốn nói về điều đó." Anh sẽ lắng nghe và sau đó gợi ý cho em cách nói tốt hơn được không? Cách tiếp cận này tránh cho anh cảm giác sốc, và sau đó anh sẽ vui vẻ hiểu rằng đó không phải là một vấn đề lớn. Chúng ta hãy tìm hiểu một ví dụ khác. Nếu cô không thích phong cách của anh và chỉ có mình họ với nhau,
cô có thể nói, không kèm ánh mắt nhìn không ủng hộ, anh sẽ dùng đến đồ mạ bạc của anh chứ? Hoặc anh sẽ uống bằng chiếc ly của mình chứ? Tuy nhiên, nếu bạn đang đứng trước quan khách thì tốt nhất là im lặng hoặc thậm chí không thể hiện gì. Hôm khác, bạn có thể nói, anh sẽ dùng đồ mạ bạc khi chúng ta dùng bữa trước bọn trẻ chứ? Hoặc em không thích anh ăn bằng tay, em khó chịu với những điều nhỏ nhặt này, khi chúng ta dùng bữa, anh sẽ sử dụng đồ mạ bạc của mình chứ? Nếu cách cư xử của anh làm bạn ngượng ngùng, hãy chờ tới khi không có ai khác xung quanh, sau đó hãy chia sẻ cảm giác của mình. Đừng nói với anh rằng anh nên cư xử như thế nào hoặc anh đã sai, thay vì chia sẻ cảm giác thực một cách ngắn gọn và đông đầy tình yêu. Bạn có thể nói, lần tới khi đi tiệc, em không thích anh quá ồn ào. Khi em ở đó, anh cố gắng điềm đạm hơn có được không? Hoặc đơn giản, hãy kèm theo lời xin lỗi vì sự phê phán đó. Nghệ thuật khi thể hiện phản ứng tiêu cực và xin sự giúp đỡ này sẽ được đề cập chi tiết trong chương 9 và 12. Bên cạnh đó, cơ hội tốt nhất để thực hiện những cuộc hội thoại này được tìm hiểu trong chương tiếp theo. Khi đàn ông không cần sự giúp đỡ. Đàn ông có thể cảm thấy ngột ngạt khi phụ nữ cố gắng an ủi và giúp anh giải quyết vấn đề. Anh cảm thấy như thể cô không tin tưởng rằng anh có thể tự giải quyết được những rắc rối của mình. Anh có thể cảm thấy bị kiểm soát, như thể cô xem anh là một đứa trẻ. Hoặc anh có thể cảm thấy cô muốn thay đổi mình. Điều này không có nghĩa rằng anh không cần một tình yêu thật sự. Phụ nữ cần hiểu rằng việc ngừng khuyên nhủ khi được yêu cầu là cách giúp anh giải quyết mọi vướng mắc. Anh cần sự giúp đỡ đông đầy tình yêu thương, khác với cách cô thường nghĩ. Ngừng tìm cách thay đổi một người đàn ông hoặc cố cải thiện anh ta chính là biện pháp hỗ trợ tốt nhất. Chỉ đưa ra những lời khuyên nếu anh ấy trực tiếp yêu cầu. Một người đàn ông cần tới lời khuyên hoặc sự giúp đỡ chỉ sau khi anh ấy đã làm được những gì bản thân có thể tự làm. Nếu nhận được quá nhiều sự giúp đỡ hoặc sự giúp đỡ quá sớm, anh sẽ trở nên lười biếng và không còn tin tưởng được nữa. Theo bản năng, đàn ông thể hiện sự giúp đỡ bằng cách không đưa ra lời khuyên hay có bất kỳ hành động trợ giúp nào, trừ khi được nhờ một cách cụ thể. Đối mặt với những vấn đề này, đàn ông biết rằng trước hết anh phải có không gian riêng, rồi sau đó mới cần giúp đỡ. Anh ấy có thể hỏi mà không đánh mất sự dẻo dai, sức mạnh và lòng tự trọng của mình. Việc giúp đỡ đàn ông sai thời điểm có thể trở thành sự xúc phạm đối với họ. Khi một anh chàng cắt thịt gà trong lễ tạ ơn mà bạn đời ở bên cạnh và liên tục khuyên nên cắt cái gì, cắt như thế nào, anh ấy sẽ cảm thấy không được tin tưởng. Anh sẽ phản đối cô và quyết định làm theo ý mình. Ngược lại, nếu đàn ông thể hiện sự giúp đỡ trong việc cắt con gà như thế nào, thì phụ nữ sẽ cảm thấy được yêu và được quan tâm. Khi phụ nữ gợi ý chồng mình như thể là chuyên gia, anh có thể sẽ tức giận. Tôi nhớ một người phụ nữ đã từng hỏi tôi tại sao chồng của cô lại tức giận với cô. Cô giải thích rằng trước khi ân ái, cô có hỏi liệu anh đã xem những đoạn đáng chú ý trong cuốn băng hướng dẫn về bí mật ân ái chưa. Cô không nhận thấy đây rõ ràng là sự xúc phạm đối với anh. Mặc dù anh đánh giá cao cuốn băng đó, anh cũng không muốn cô bảo mình phải làm gì bằng việc nhắc nhở đó. Anh muốn cô tin rằng anh biết phải làm gì. Trong khi đàn ông muốn được tin tưởng, thì phụ nữ lại muốn được chia sẻ. Khi một người đàn ông nói với một người phụ nữ, "Chuyện gì thế, em yêu?" với vẻ mặt quan tâm, cô sẽ cảm thấy thoải mái với sự quan tâm này. Khi phụ nữ cũng quan tâm và chia sẻ theo cách tương tự với đàn ông, "Có chuyện gì thế, anh yêu?" có thể anh sẽ cảm thấy bị xúc phạm hay bị cự tuyệt. Anh cảm thấy như thể cô ấy không tin anh có thể tự giải quyết được mọi việc. Thật là khó cho đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ghét bị thương hại. Phụ nữ có thể nói, "Em rất xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương." Anh sẽ đáp, "Không có gì" và bỏ qua sự giúp đỡ của cô.
nhưng cô lại thích được nghe. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, để thấy mình đang được anh quan tâm. Đàn ông cần tìm ra cách thể hiện sự quan tâm, trong khi phụ nữ cần tìm cách để thể hiện sự tin tưởng. Thật là khó cho đàn ông để phân biệt giữa sự đồng cảm và sự thương cảm. Anh ghét bị thương hại, quan tâm quá nhiều sẽ gây ngột ngạt. Khi mới kết hôn với Bonnie, buổi tối trước khi tôi rời thị trấn để đi dạy tại một buổi hội thảo cuối tuần, cô ấy hỏi tôi thức dậy lúc mấy giờ thì máy bay cất cánh. Rồi cô tính toán và nhắc tôi sắp không kịp thời gian cho chuyến bay của mình. Mỗi lần cô ấy nghĩ bản thân đang giúp đỡ tôi lại khiến tôi không cảm nhận được điều đó. Tôi chỉ cảm thấy tức giận. Tôi đã đi vòng quanh thế giới 14 năm để dạy các khóa học và tôi chưa bao giờ lỡ máy bay. Buổi sáng hôm sau, trước khi tôi đi, cô ấy hỏi tôi một loạt câu hỏi như: anh đã có vé chưa? Anh mang ví tiền chưa? Anh có đủ tiền chứ? Anh đã sắp xếp hành lý xong chưa? Anh có biết anh sẽ đi đâu không? Cô ấy nghĩ mình đang yêu tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không được tin tưởng và bực mình. Cuối cùng, tôi để cô ấy biết rằng tôi cảm kích sự quan tâm đáng yêu của cô ấy, nhưng tôi không thích sự chăm sóc theo cách này. Tôi chia sẻ rằng nếu cô ấy muốn chăm sóc tôi, cách mà tôi muốn được quan tâm là yêu thương và tin tưởng vô điều kiện. Tôi nói: nếu anh lỡ chuyến bay, đừng nói với anh rằng em đã nói mà. Hãy tin rằng anh sẽ ghi nhớ bài học này và sẽ sắp xếp hợp lý hơn. Nếu anh quên bàn chải hay dao cạo, hãy để anh tự giải quyết. Đừng lặp lại điều đó khi anh gọi điện về. Tôi muốn thay vì khiến tôi làm điều cô ấy muốn, vợ tôi sẽ hiểu và dễ dàng thành công trong việc hỗ trợ tôi. Một câu chuyện thành công. Một lần, trên chuyến bay đi tới Thụy Điển để giảng trong buổi hội thảo về các mối quan hệ, từ New York, tôi đã gọi điện về California để báo cho Bonnie rằng tôi quên hộ chiếu ở nhà. Cô ấy đã phản ứng theo cách tế nhị và đáng yêu. Cô ấy không giáo huấn tôi về tinh thần trách nhiệm. Thay vào đó, cô ấy cười và nói: ôi lạy Chúa, John, sao anh lại liều lĩnh như thế chứ? Bây giờ anh sẽ làm gì? Tôi bảo cô ấy chuyển phát nhanh hộ chiếu của tôi tới lãnh sự quán Thụy Điển và vấn đề này sẽ được giải quyết. Cô ấy đồng ý với tôi. Chưa bao giờ cô ấy chịu thua trong việc thuyết giáo tôi về việc chuẩn bị, trừ lần này. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy tự hào vì tôi đã tìm được giải pháp cho vấn đề. Thực hiện những thay đổi nhỏ. Một ngày nọ, tôi nhận thấy mỗi khi con tôi nhờ tôi làm việc gì, tôi luôn nói: không vấn đề gì. Đó là cách tôi nói rằng tôi rất vui vẻ để làm điều đó. Một ngày, con gái riêng Julie của tôi đã nói: tại sao bố luôn nói câu không vấn đề gì? Tôi thực sự không biết nên trả lời nó như thế nào cho đúng. Sau một lát, tôi nhận ra đó là một trong những thói quen thâm căn cố đế của người sao Hỏa. Hiểu được điều này, tôi đổi cách nói thành: bố rất vui lòng làm việc đó. Sự diễn đạt này thể hiện ngụ ý của tôi và chắc chắn cô con gái sao Kim của tôi sẽ cảm thấy được yêu thương hơn. Đây là một ví dụ quan trọng thể hiện việc làm giàu thêm mối quan hệ. Một vài thay đổi nhỏ chẳng ảnh hưởng tới ta. Đây là bí mật của sự thành công cho người sao Hỏa và người sao Kim. Cả hai đều rất cẩn thận để không hy sinh bản chất tự nhiên của mình, nhưng họ cũng sẵn sàng làm một vài thay đổi nhỏ để tác động qua lại. Họ đã học được rằng mối quan hệ có thể đạt hiệu quả như thế nào qua cách sáng tạo và thay đổi một vài từ ngữ đơn giản. Điều quan trọng ở đây là để làm giàu thêm mối quan hệ của mình, ta cần phải thực hiện một vài thay đổi nhỏ. Sự thay đổi lớn thường đòi hỏi chúng ta áp đặt rằng ai đúng ai sai. Điều này không tốt. Việc đưa ra vài lời khẳng định khi đàn ông chui vào kén là một sự thay đổi nhỏ. Điều mà đàn ông có thể làm mà không thay đổi bản chất anh ta. Để thay đổi, anh phải hiểu rằng phụ nữ thực sự cần sự đảm bảo đó, nhất là khi họ đang lo lắng. Nếu đàn ông không hiểu những khác biệt này, anh sẽ không thể hiểu được tại sao sự yên lặng đột ngột của mình lại là nguyên nhân
khiến cô lo lắng như thế. Nhưng nhờ sự đảm bảo của mình, anh có thể giải quyết được tình huống này. Mặt khác, nếu anh không hiểu những khác biệt đó, rồi lại muốn cô phiền muộn vì thói quen ẩn mình trong kén của anh, có khả năng anh sẽ từ bỏ thói quen đó để cố gắng thỏa mãn cô. Đây là một sai lầm lớn. Nếu anh từ bỏ chiếc kén của mình, nghĩa là phủ nhận bản chất tự nhiên của mình, anh sẽ trở nên cáu kỉnh, nhạy cảm quá mức, phòng thủ, yếu đuối, thụ động hoặc xấu tính hơn. Vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng khi anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại trở nên khó chịu. Khi phụ nữ muộn phiền vì việc nấu mình trong kén của đàn ông thay vì từ bỏ chiếc kén, nam giới có thể thay đổi nhỏ một chút và tình hình sẽ dịu đi. Anh không cần phải phủ nhận nhu cầu thực sự của mình hay từ bỏ bản chất đàn ông trong anh. Làm thế nào khiến người sao Kim cảm nhận được sự giúp đỡ? Như chúng ta đã thảo luận, khi đàn ông chui vào kén và yên lặng là lúc anh đang nói. Anh cần thời gian để suy nghĩ, làm ơn đừng nói gì cả, anh sẽ quay lại. Anh không nhận ra rằng phụ nữ có thể nghe thành anh không yêu em nữa, anh không thể đứng đây lắng nghe em được. Anh sẽ rời đi và không bao giờ quay trở lại nữa để dung hòa thông điệp này. Và để gửi tới cô thông điệp đúng, anh nên học cách nói bốn từ kỳ diệu này: anh sẽ quay lại. Khi đàn ông căng thẳng, phụ nữ sẽ đánh giá cao nếu anh nói to: anh cần thời gian để suy nghĩ, anh sẽ quay lại. Hoặc anh cần ở một mình, anh sẽ quay lại. Thật ngạc nhiên là chỉ vài từ đơn giản, anh sẽ quay lại có thể mang tới sự khác biệt hoàn toàn như thế. Phụ nữ rất hưởng ứng lời đảm bảo này. Khi đàn ông hiểu được điều này quan trọng với phụ nữ như thế nào, anh sẽ ghi nhớ để thực hiện sự đảm bảo đó. Nếu một người phụ nữ bị cha hoặc mẹ mình bỏ rơi, hoặc nếu bố cô bỏ mẹ cô, thì cô ấy, đứa trẻ, sẽ nhạy cảm với cảm giác bị bỏ rơi còn hơn thế. Vì lý do này, không bao giờ được đánh giá cô ấy vì nhu cầu được đảm bảo này. Tương tự, không nên đánh giá đàn ông khi họ có nhu cầu với chiếc kén của mình. Với phụ nữ ít bị tổn thương bởi những gì đã qua, và nếu cô hiểu được nhu cầu nấu mình trong kén của đàn ông, thì nhu cầu được đảm bảo của cô cũng ít đi. Tôi nhớ đã giảng điều này trong một cuộc hội thảo, và một người phụ nữ đã hỏi tôi: tôi quá nhạy cảm với sự yên lặng của chồng, nhưng khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi. Mẹ tôi chưa bao giờ cảm thấy bị cha tôi bỏ mặc, thậm chí ngay cả khi ly dị, họ vẫn thể hiện điều đó một cách đầy yêu thương. Rồi cô ấy cười, cô nhận ra mình đã bị lừa. Sau đó cô đã bắt đầu khóc. Tất nhiên là mẹ cô có cảm giác bị bỏ rơi. Tất nhiên là cô cũng có cảm giác đó, bởi bố mẹ cô đã ly dị. Giống như bố mẹ của cô cũng phủ nhận cảm giác bị tổn thương của họ. Trong một thời đại mà việc ly hôn đã quá thông thường, đàn ông thường nhạy cảm hơn để mang lại sự đảm bảo cho phụ nữ. Khi đàn ông có thể giúp đỡ phụ nữ bằng những thay đổi nhỏ đó, phụ nữ cũng cần làm điều tương tự. Làm cách nào để truyền đạt mà không khiển trách? Đàn ông thường hay cảm thấy bị phê bình, chỉ trích qua cảm xúc của phụ nữ, nhất là khi cô ấy đang phiền muộn và chia sẻ về vướng mắc của mình. Bởi anh không hiểu rằng họ khác nhau, anh không sẵn sàng hợp tác với nhu cầu chia sẻ cảm xúc của cô ấy. Anh lầm tưởng cô ấy chia sẻ như vậy vì cô ấy nghĩ anh phải chịu trách nhiệm hoặc đáng bị khiển trách vì những cảm xúc đó. Bởi cô ấy đang phiền muộn và cô ấy chia sẻ với anh, cho nên anh cho rằng cô thất vọng về anh. Khi cô phàn nàn, anh lại nghe như lời khiển trách. Nhiều người sao Hỏa không hiểu người sao Kim cần được chia sẻ cảm giác mệt mỏi này với người cô ấy yêu thương. Với việc thực hành và nhận thức về sự khác biệt này, phụ nữ có thể học cách thể hiện cảm xúc của mình mà không thể hiện ý trách móc, để giúp người đàn ông an tâm rằng anh ta không bị chỉ trích. Khi phụ nữ thể hiện cảm xúc,
cô có thể dừng lại sau một vài phút chia sẻ và nói với anh rằng cô đánh giá cao việc lắng nghe của anh nhiều như thế nào. Cô có thể nói một vài câu dưới đây. Em rất vui vì có thể nói ra được vấn đề này. Cảm giác thật vui khi nói về điều này. Em cảm thấy khuây khỏa vì có thể kể về điều này. Điều đó giúp em cảm thấy khá hơn. Ồ, nói ra được nên bây giờ em cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Sự thay đổi đơn giản này có thể tạo nên một thế giới hoàn toàn khác. Với tâm trạng tương tự, khi trình bày khó khăn của mình, cô có thể giúp anh bằng cách đánh giá cao những gì anh đã làm để giúp cuộc sống của cô dễ chịu hơn và mãn nguyện hơn. Ví dụ như, nếu cô phàn nàn về công việc, thỉnh thoảng cô có thể nói rằng thật là tuyệt vời khi có anh trong đời, rằng cô luôn cảm thấy vui mừng khi về nhà. Nếu cô phàn nàn về ngôi nhà thì nên cảm ơn anh vì đã sửa hàng rào. Hoặc nếu cô phàn nàn về tình hình tài chính thì nên tỏ lòng đánh giá cao việc anh đã làm việc thật chăm chỉ. Và nếu phàn nàn về con cái, cô có thể nói rằng mình rất sung sướng vì có sự giúp đỡ của anh. Chia sẻ trách nhiệm. Việc giao tiếp tốt đòi hỏi sự tham gia của cả hai phía. Đàn ông cần phải nhớ rằng phàn nàn về vấn đề nào đó không có nghĩa là khiển trách, và việc phàn nàn đó có nghĩa cô đang giải thoát mình khỏi sự thất vọng trong việc chia sẻ với anh. Hãy giúp anh hiểu rằng mặc dù cô đang phàn nàn nhưng cô cũng đánh giá cao anh. Ví dụ, vợ tôi vừa mới bước vào và hỏi tôi về tình hình chương viết này. Tôi nói, anh đã gần hoàn thành, ngày hôm nay của em như thế nào? Cô ấy nói, ôi có quá nhiều việc phải làm, chúng ta chẳng mấy khi có thời gian bên nhau. Trước đây, tôi sẽ đề phòng và sau đó nhắc nhở cô ấy về khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau. Hoặc tôi sẽ nói với cô ấy việc kịp tiến độ đối với tôi quan trọng như thế nào. Nhưng như thế chỉ làm mọi việc căng thẳng thêm. Khi đã nhận thức được điểm khác biệt giữa chúng tôi hiểu cô ấy đang mong chờ lời đảm bảo và cảm thông chứ không phải biện hộ hay phàn nàn. Tôi nói, em nói đúng, chúng ta thật sự bận rộn. Hãy lại đây với anh để anh ôm em nào, thật là một ngày dài. Sau đó cô ấy nói, anh thật sự thấy ổn chứ? Đây là sự đánh giá cao mà tôi cần để có thể dành nhiều thời gian hơn bên cô ấy. Rồi cô ấy bắt đầu phàn nàn về ngày hôm đó và rằng cô mệt mỏi như thế nào. Sau vài phút, cô ấy dừng lại. Sau đó tôi tình nguyện trông con để cô ấy ngủ một chút. Nhờ đó cô ấy có thể thư giãn và điềm tĩnh trước bữa tối. Cô ấy nói, thú thật, anh sẽ trông con à? Tuyệt vời, cảm ơn anh. Một lần nữa cô ấy giúp tôi cảm thấy mình được đánh giá cao, và việc được chấp nhận khiến tôi thấy mình là người bạn đời thành công, thậm chí ngay cả khi cô ấy mệt mỏi và kiệt sức. Phụ nữ không nghĩ đến việc đánh giá cao bởi họ cho rằng đàn ông hiểu cô ấy đánh giá cao anh ta nhiều như thế nào. Nhưng đàn ông lại không hề biết. Khi phụ nữ chia sẻ vướng mắc, đàn ông cần được đảm bảo rằng anh ấy vẫn được cô yêu và đánh giá cao. Đàn ông thường cảm thấy thất vọng cho đến khi họ giải quyết xong các vấn đề. Nhờ việc đánh giá cao anh, phụ nữ có thể giúp anh nhận ra rằng anh chỉ cần lắng nghe thôi cũng là giúp đỡ cô ấy rồi. Phụ nữ không cần phải kiềm chế những cảm xúc của mình, thậm chí thay đổi mình để phù hợp với đối phương. Mặc dù vậy, cô cần phải thể hiện theo một cách nào đó để không khiến anh cảm thấy bị công kích hoặc bị buộc tội, bị chê trách. Thay đổi nhỏ có thể mang lại những khác biệt lớn. Bốn từ khích lệ đầy ma lực. Bốn từ đầy ma lực để khích lệ đàn ông đó là: anh không có lỗi. Khi người phụ nữ đang bộc lộ những cảm xúc phiền muộn của mình, cô có thể ủng hộ anh bằng cách dừng lại đôi chút để khích lệ anh. Em thật sự biết ơn vì anh đã lắng nghe, và nếu những lời này có vẻ như lỗi của anh thì hãy nhớ là không phải như vậy. Đó không phải là những gì em nghĩ. Anh không có lỗi. Phụ nữ có thể nhạy cảm cảm nhận được cảm giác của người nghe. Cô có thể hiểu được tại sao mặc dù anh rất quan tâm
nhưng lại cảm thấy thất vọng khi vấn đề quá rắc rối. Một hôm, chị gái của tôi gọi điện để kể về một trải nghiệm khó khăn mà chị ấy đã trải qua. Khi nghe, tôi tự nhắc mình để ủng hộ chị, tôi đã không đưa ra bất kỳ giải pháp nào. Bởi đơn giản, chị chỉ cần ai đó để chia sẻ. Sau 10 phút lắng nghe và thỉnh thoảng thêm vào như ồ, à thế à, chị tôi nói, tốt rồi, cảm ơn em, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Việc lắng nghe chị trở nên dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tôi biết chị không chỉ trích tôi mà chị đang trách một ai đó. Mỗi khi vợ tôi không vui, tôi cũng cảm thấy khó khăn hơn, bởi tôi dễ cảm thấy mình bị chê trách. Tuy nhiên, khi cô ấy khích lệ tôi lắng nghe bằng cách đánh giá cao tôi, thì việc trở thành người chồng tốt biết lắng nghe dễ dàng hơn rất nhiều. Phải làm gì khi bạn cảm thấy bị phê phán? Khẳng định với chồng mình đó không phải là lỗi của anh ấy, hoặc anh không đáng bị chê trách, chỉ có hiệu quả nếu cô thật sự không chê trách, không phản đối hoặc chỉ trích anh. Nếu cô muốn công kích anh, cô nên chia sẻ những cảm xúc của mình với người khác. Hãy chờ cho tới khi bình tĩnh hơn để có thể nói chuyện với anh. Cô nên chia sẻ cảm giác bực bội với ai đó mà có thể khiến cô không cảm thấy buồn phiền. Người đó có thể sẽ đưa ra những lời động viên mà cô cần, để sau đó cô cảm thấy được yêu thương và tha thứ hơn. Từ đó cô sẽ thành công trong việc tiếp cận anh để chia sẻ cảm xúc của mình. Trong chương 11, chúng ta sẽ khám phá chi tiết hơn về việc làm như thế nào để trao đổi những cảm xúc khó khăn. Làm thế nào để lắng nghe mà không phê phán? Đàn ông thường phản ứng lại phụ nữ khi cô ấy phê phán mà không biết rõ là mình đang nói gì. Điều này rất có hại cho mối quan hệ, bởi vì nó có thể ngăn cản sự giao tiếp. Hãy tưởng tượng phụ nữ nói: tất cả những gì chúng ta làm là công việc, công việc, công việc. Chúng ta không có bất kỳ thú vui nào ngoài công việc. Anh quá nghiêm túc. Đàn ông sẽ có xu hướng cảm thấy cô ấy đang chê trách mình. Nếu anh cảm thấy bị phê phán, tốt nhất anh nên trách lại và nói: anh có cảm giác như em đang chỉ trích anh. Tôi cũng gợi ý nói: thật là khó để nghe em nói, anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói việc chúng ta không có bất kỳ thú vui nào hoàn toàn là lỗi của anh không? Hoặc anh có thể nói: thật là thất vọng khi nghe em nói rằng anh quá nghiêm túc. Có phải em đang nói rằng vì lỗi của anh mà chúng mình không có niềm vui nào hay không? Hoặc để cải thiện mối quan hệ, có thể anh sẽ bỏ qua sự vô lý của cô. Anh có thể nói: dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, rằng chúng ta làm việc quá nhiều, đó là sự thật sao? Hoặc anh nói: khi em nói chúng ta không có bất kỳ thú vui nào và rằng anh quá nghiêm túc, dường như em đang nói tất cả là lỗi của anh, đúng không? Tất cả những lời đáp này đều mang ý tôn trọng và cho cô một cơ hội để rút lại bất kỳ sự chỉ trích nào mà anh cảm nhận được. Khi cô đáp: ồ không, em không nói tất cả là lỗi của anh, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn ở một mức độ nào đó. Một cách tiếp cận khác mà tôi nhận thấy hữu hiệu nhất chính là hãy nhớ rằng phụ nữ luôn có lý do để buồn phiền. Khi thoát khỏi cảm giác đó, cô sẽ thấy tốt hơn. Nhờ hiểu sự thực này, tôi có thể thư giãn và tự nhủ mình có thể nghe mà không tự nhận lỗi về mình. Khi cần giải thích, cô ấy sẽ đánh giá cao tôi, và thậm chí nếu cô ấy đang trách mắng tôi, cô ấy sẽ ngừng lại. Nghệ thuật lắng nghe. Khi đàn ông học cách lắng nghe và cảm nhận chính xác cảm xúc của phụ nữ, việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn như bất kỳ môn nghệ thuật nào. Nghệ thuật lắng nghe cũng đòi hỏi phải thực hành. Mỗi ngày khi về nhà, tôi thường tìm vợ mình Bonnie và hỏi về ngày hôm đó của cô ấy. Đây chính là cách tôi thực hành nghệ thuật lắng nghe. Nếu cô ấy buồn phiền hoặc có một ngày căng thẳng, đầu tiên tôi cũng sẽ cho rằng mình phải chịu trách nhiệm ở một mức nào đó, và vì thế mà đáng chê trách. Thách thức lớn nhất đối với tôi là thôi không tự suy diễn và vơ vào mình để tránh hiểu lầm cô ấy. Tôi thường tập luyện bằng cách tự nhắc nhở mình
rằng chúng tôi sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Khi tôi tiếp tục hỏi chuyện gì đã xảy ra, tôi phát hiện ra có nhiều chuyện khác đã làm cô ấy buồn phiền. Dần dần tôi hiểu rằng mình không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm với nỗi buồn của cô ấy. Kể đến, cô ấy đánh giá cao sự lắng nghe của tôi. Thậm chí nếu tôi đã có một phần trách nhiệm trong sự bực bội của cô ấy, thì cô ấy cũng vẫn rất biết ơn, tin yêu và hài lòng hơn. Mặc dù thực hành lắng nghe là một kỹ năng quan trọng, nhưng có những ngày đàn ông quá nhạy cảm hoặc quá căng thẳng để hiểu được những gì phụ nữ nói. Mỗi lần như vậy, anh không nên cố lắng nghe. Thay vào đó, anh có thể nói: "Lúc này không phải là thời điểm tốt với anh, chúng ta nói chuyện sau nhé." Đôi khi, đàn ông không ý thức được rằng mình không thể lắng nghe cho tới khi cô bắt đầu nói chuyện. Nếu cảm thấy tức giận khi lắng nghe, anh không nên cố tiếp tục, vì như vậy sẽ càng chán nản hơn. Điều đó không tốt cho cả hai. Thay vào đó, hãy nói một cách tôn trọng là: "Anh thật sự muốn lắng nghe em, nhưng lúc này thì thật là khó cho anh. Anh nghĩ anh cần thời gian để suy nghĩ về những gì em vừa nói." Bonnie và tôi đã học được cách để giao tiếp với nhau. Đó là tôn trọng những điểm khác biệt giữa chúng tôi và hiểu được nhu cầu khác nhau của mỗi người. Tôi đã chứng kiến sự biến đổi giữa hàng ngàn cặp đôi cũng như những cá nhân. Mối quan hệ sẽ tốt đẹp khi sự giao tiếp thể hiện tâm ý sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng điểm khác biệt vốn có của mỗi người. Mỗi lúc hiểu lầm, hãy nhớ rằng chúng ta sử dụng ngôn ngữ khác nhau. Ta cần có thời gian để thấu hiểu những gì đối phương thực sự nghĩ và muốn nói. Chắc chắn rằng bạn cần phải dành nhiều tâm sức để thực hành. Chương 6. Đàn ông giống như sợi dây cao su. Đàn ông giống như sợi dây cao su. Khi giãn ra, họ có thể kéo dài cho đến khi bật trở lại. Dây cao su là một loại phép ẩn dụ tuyệt vời để hiểu được quy luật tình cảm của nam giới. Quy luật tình cảm này bao hàm cả một quá trình gần gũi, rời xa và sau đó lại gần gũi. Hầu hết phụ nữ đều ngạc nhiên khi nhận ra rằng, thậm chí ngay cả khi anh rất yêu cô, nhưng theo định kỳ, anh vẫn cần có khoảng thời gian xa cách trước khi anh có thể gần gũi cô hơn. Đàn ông đều có bản năng thôi thúc cảm giác muốn rời xa này. Đó không phải là một sự quyết định hay lựa chọn thực hiện hay không, chỉ đơn giản là nó sẽ xảy ra. Không phải là lỗi của anh, mà cũng chẳng phải lỗi của cô. Đó là một quy luật tự nhiên. Phụ nữ thường hiểu lầm về sự xa cách này, bởi đối với phụ nữ, họ thường có những lý do khác nhau cho mỗi lần xa cách. Cô sẽ trở nên xa cách khi không tin anh sẽ hiểu những cảm xúc của mình, khi cô bị tổn thương và lo sợ bị tổn thương lần nữa, hoặc khi anh làm sai chuyện gì đó khiến cô thất vọng. Chắc chắn rằng đàn ông có thể xa cách vì những lý do tương tự, nhưng anh cũng xa cách ngay cả khi cô không làm sai điều gì. Anh vẫn yêu và tin tưởng cô, nhưng rồi đột nhiên anh bắt đầu rời xa, giống như sự giãn ra của sợi dây cao su. Anh sẽ tự rời xa, nhưng rồi sẽ bật trở lại. Đàn ông giữ khoảng cách để đáp ứng sự độc lập hoặc tự do cá nhân. Có khi hoàn toàn tách biệt, rồi đột nhiên anh lại mong muốn nhu cầu về tình yêu và sự gần gũi, để rồi anh lại khao khát trao đi tình yêu của mình và nhận lại tình yêu mà anh cần. Khi người đàn ông bật trở lại, có nghĩa là anh muốn giữ mối quan hệ. Cho dù khi xa cách, mức độ thân tình giữa hai người có biến đổi như thế nào đi chăng nữa, anh cảm thấy không cần thiết phải có một quá trình để làm quen trở lại. Những điều phụ nữ nên biết về nam giới. Nếu hiểu được chu trình tình cảm của nam giới, thì mối quan hệ giữa hai phía sẽ trở nên thân thiết và sâu sắc hơn. Nhưng vì hiểu lầm nên một số vấn đề không cần thiết đã hình thành. Hãy xem ví dụ sau đây. Maggie đau khổ, lo âu và bối rối. Cô và bạn trai Jeff đã hẹn hò được 6 tháng. Mọi thứ thật tuyệt vời. Rồi bỗng nhiên anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt mà không có bất kỳ lý do gì. Cô không thể hiểu tại sao
anh lại như vậy. Cô tâm sự với tôi. Một phút trước anh ấy còn quan tâm đến tôi, nhưng rồi anh ấy không muốn nói chuyện nữa. Tôi đã cố gắng bằng mọi cách để kéo anh ấy trở lại, nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Dường như anh quá xa cách. Tôi không biết mình đã làm sai cái gì. Phải chăng tôi quá tồi? Khi Jeff rời xa, Mitchie đã tự buộc tội chính mình. Đây là một hiện tượng phổ biến. Cô nghĩ cô đã làm sai gì đó và tự trách mình. Cô muốn thay đổi tình hình, nhưng cô càng cố gắng để gần gũi Jeff thì anh lại càng giữ khoảng cách. Sau cuộc thảo luận với tôi, Mitchie đã nhẹ nhõm hơn. Sự lo âu và bối rối của cô lập tức biến mất. Điều quan trọng nhất là cô đã thôi tự trách mình. Cô nhận ra rằng việc Jeff rời xa không phải do lỗi của cô. Mặt khác, cô cũng hiểu lý do anh rời xa và làm thế nào để khéo léo giải quyết nó. Nhiều tháng sau, trong một cuộc thảo luận khác, Jeff đã cảm ơn tôi vì những gì Maggie đã học được. Anh nói với tôi, họ mới đính hôn, Maggie đã khám phá ra một bí mật rằng rất ít phụ nữ hiểu về đàn ông. Maggie nhận ra cô càng cố gắng gần gũi thì Jeff lại càng cố gắng giữ khoảng cách. Việc chạy theo anh chính là đang cản trở sự kéo dài khoảng cách để sau đó tự bật trở lại của anh. Cô nhận ra rằng mình cũng thực hiện điều này trong mọi mối quan hệ. Cô đã vô tình cản trở chu trình quan trọng này. Càng cố gắng duy trì sự thân thiết, cô càng cản trở nó. Đàn ông đột nhiên biến đổi như thế nào? Nếu đàn ông không có cơ hội giãn ra, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội cảm nhận được sức mạnh của sự gần gũi. Phụ nữ cần hiểu điều này. Nếu họ cứ khăng khăng muốn gần gũi hoặc chạy theo tình cảm của bạn trai, thì anh càng rời xa rồi cố gắng để thoát khỏi và xa lánh thật sự. Anh sẽ không có được cơ hội để cảm nhận lòng mong đợi, tình yêu của chính mình. Trong các cuộc thảo luận, tôi đã giải thích điều này bằng hình ảnh của một dây cao su lớn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang cần một sợi dây cao su. Giờ hãy làm giãn nó bằng cách kéo sang bên phải. Sợi dây cao su đặc biệt này có thể kéo dài 12 inch. Khi sợi dây kéo dài tới 12 inch, tôi sẽ giữ đầu bên trái. Khi đó nó bật trở lại, nó mang nhiều sức mạnh và sức bật hơn. Tương tự, khi đàn ông kéo giãn ra đến một mức độ nào đó, anh sẽ quay lại với nhiều sức mạnh và sức bật hơn. Một khi đi quá xa với giới hạn của mình, anh sẽ biến đổi hoàn toàn. Tất cả thái độ của anh bắt đầu thay đổi. Lúc này anh dường như không quan tâm hoặc không cảm thấy bạn gái mình thú vị nữa khi anh ta đang rời xa. Nhưng rồi đột nhiên anh cảm thấy không thể sống thiếu cô. Giờ anh mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm. Sức mạnh của anh quay trở lại bởi mơ ước yêu và được yêu của anh đã thức tỉnh. Đây lại là một vấn đề khó khăn đối với phụ nữ. Bởi với kinh nghiệm của cô, nếu đã giữ khoảng cách để trở nên thân mật lại, cô cần phải có thời gian làm quen lại. Nếu không hiểu điểm khác biệt này, cô dễ có xu hướng nghi ngờ sự khao khát thân tình đột ngột của anh và đẩy anh ra xa hơn. Đàn ông cũng cần hiểu điểm khác biệt này. Khi quay trở lại, nếu muốn phụ nữ đáp lại tình cảm của mình thì cần phải có thời gian, cần có thêm sự giao tiếp để nối lại tình cảm. Hiểu được điều đó thì sự chuyển biến sẽ dễ dàng hơn. Nhất là khi cô cảm thấy bị xúc phạm khi anh xa cách. Nếu không hiểu được sự khác biệt này, đàn ông có thể mất kiên nhẫn. Bởi khi anh đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm ở bất cứ cấp độ nào sau một thời gian xa cách, còn cô thì ngược lại. Tại sao đàn ông giữ khoảng cách? Đàn ông bắt đầu cảm thấy cần được tự do và độc lập sau khi họ đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về tình cảm. Khi anh giãn ra thì cô bắt đầu hoảng sợ một cách vô thức. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra một khi đã giữ khoảng cách và mãn nguyện với nhu cầu tự do cá nhân của mình rồi, thì đột nhiên anh sẽ lại muốn được thân mật như trước. Đàn ông thường tự động xen kẽ nhu cầu tình cảm và tự do cá nhân. Ví dụ, trong giai đoạn đầu, Jeff luôn đầy khao khát và sức mạnh.
sợi dây cao su của anh giãn ra hoàn toàn. Anh muốn gây ấn tượng, làm cô mãn nguyện, làm hài lòng cô cũng như gần gũi với cô. Khi anh thành công thì cô cũng muốn được gần gũi với anh hơn. Khi cô mở rộng trái tim mình, anh ngày càng gần gũi hơn. Và khi họ giành được tình cảm của nhau, anh cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng sau giai đoạn ngắn ngủi đó, một sự thay đổi đã diễn ra. Hãy hình dung về sợi dây cao su. Khi sợi dây cao su ủ rũ, toàn bộ sức mạnh và sự đàn hồi không còn nữa, không còn bất kỳ sự chuyển động nào. Cũng giống như sự khao khát gần gũi của đàn ông sau khi nhu cầu tình cảm của anh ta được đáp ứng. Ngay cả khi sự gần gũi này khiến anh thỏa mãn, thì một sự chuyển đổi vẫn sẽ diễn ra trong anh. Anh cảm thấy sự thôi thúc phải giữ khoảng cách. Những gì anh có đã hoàn toàn đáp ứng được thiếu thốn tình cảm trong anh. Giờ anh cảm thấy thiếu tự do để được là chính mình. Có thể anh cảm thấy mình quá phụ thuộc, hoặc nhiều khi không hiểu tại sao bản thân cảm thấy cần phải giữ khoảng cách. Lý do phụ nữ hoảng sợ. Khi Jeff theo bản năng giãn ra để giữ khoảng cách mà không có bất kỳ lời giải thích nào cho Mary hoặc cho chính anh, Mary đã phản ứng lại bằng nỗi sợ. Cô ấy hoảng sợ và chạy theo anh. Cô nghĩ mình đã làm sai điều gì đó và khiến anh thất vọng. Cô hình dung anh đang mong cô nối lại tình cảm. Cô sợ anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Càng muốn kéo anh trở lại, cô càng cảm thấy bất lực, bởi cô không biết lý do gì khiến anh thất vọng. Cô không biết đây là một phần quy luật tình cảm của đàn ông. Khi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh không có một câu trả lời rõ ràng và né tránh đề cập tới chuyện đó. Thậm chí anh càng giữ khoảng cách với cô nhiều hơn. Tại sao đàn ông và đàn bà hoài nghi tình yêu của họ? Vì không hiểu quy luật này nên phụ nữ bắt đầu nghi ngờ tình yêu của hai người. Vì không biết rằng mình đã cản trở Jeff tìm thấy lòng đam mê của anh, Mary dễ dàng lầm tưởng rằng Jeff không còn yêu cô. Không có cơ hội xa cách, Jeff sẽ không còn lòng đam mê và khao khát được gần gũi nữa. Như vậy, anh có thể dễ dàng nhận định mình không còn yêu Mary. Sau khi hiểu rằng hãy để cho Jeff có một khoảng cách hoặc một không gian riêng, Mary khám phá ra rằng anh ấy sẽ thực sự trở lại. Từ đó, cô không chạy theo anh mỗi khi anh khó gần nữa, mà tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thế nào rồi anh cũng sẽ quay trở lại. Khi niềm tin đó lớn dần, cô cảm thấy bớt lo sợ. Khi anh cần khoảng cách, cô không chạy theo nữa. Thậm chí cũng không còn cho rằng như vậy là bất thường. Cô đã chấp nhận điều này ở Jeff. Cô càng chấp nhận, anh càng sớm quay trở về. Khi Jeff bắt đầu hiểu những nhu cầu và cảm xúc đang thay đổi trong anh, anh trở nên tin tưởng vào tình yêu của mình hơn. Anh sẵn sàng gắn bó với mối quan hệ này. Bí quyết thành công của Jeff và Mary là họ đã hiểu và chấp nhận đàn ông giống như một sợi dây cao su. Phụ nữ đã hiểu sai về đàn ông như thế nào? Nếu không hiểu đàn ông giống như những sợi dây cao su, phụ nữ sẽ dễ lầm tưởng về phản ứng của đàn ông. Rắc rối nảy sinh khi cô nói chúng ta cần nói chuyện. Ngay lập tức anh né tránh tình cảm của mình. Khi cô muốn cởi mở và gần gũi thì anh lại giữ khoảng cách. Tôi thường thấy phụ nữ than phiền rằng cứ khi nào tôi muốn nói chuyện, anh ấy đều tránh xa. Tôi có cảm giác như anh ấy không còn quan tâm đến tôi nữa. Cô đã kết luận sai lầm rằng anh không hề muốn tâm sự với cô nữa. Sợi dây cao su này là hình ảnh minh chứng việc đàn ông có thể rất quan tâm tới bạn đời của mình, nhưng đột nhiên họ lại giãn ra như vậy. Anh giãn ra không phải vì không muốn nói chuyện, mà là cần có thời gian một mình, thời gian cho riêng mình, khi anh không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ một ai. Đó là thời gian để anh tự chăm sóc bản thân. Khi trở lại, anh sẽ sẵn sàng tâm sự. Để giữ khoảng cách này, đàn ông có thể đánh mất chính mình thông qua sự kết nối với bạn đời.
nhờ việc cảm nhận những nhu cầu, vấn đề, mong muốn và tình cảm của cô, anh có thể đánh mất cảm xúc của chính mình. Sự xa cách này giúp anh thiết lập lại đường biên giới cho chính mình và thỏa mãn nhu cầu tự do của bản thân. Tuy nhiên, nhiều người đàn ông lại biểu hiện việc giãn ra này theo một cách khác. Với họ, đó là cảm giác tôi cần có không gian hoặc tôi cần được ở một mình. Cho dù nó biểu hiện như thế nào, thì khi họ rời xa, chính là lúc họ đang tự chăm sóc mình. Giống như chúng ta không chịu để mình bị đói, đàn ông cũng không tự quyết định rời xa. Đó là sự hối thúc bản năng. Có thể anh quá tù túng hoặc đánh mất chính mình. Lúc đó anh cảm thấy cần tự lập và bắt đầu giãn ra. Nhờ việc hiểu quy trình trên, phụ nữ có thể giải thích chính xác sự giãn ra này. Tại sao đàn ông rời xa khi phụ nữ gần gũi? Với nhiều cô gái, vào thời điểm cô muốn thân mật và muốn được cảm thông, thì đàn ông lại có xu hướng giãn ra. Có hai lý do để giải thích cho điều này. Một, phụ nữ không ý thức được thời điểm người đàn ông giãn ra. Bởi vậy, cô cố gắng thiết lập mối quan hệ liên kết tình cảm lại và nói, chúng ta cần nói chuyện. Khi anh càng giãn ra, thì cô càng lầm tưởng anh không còn quan tâm đến mình. Hai, đàn ông có thể sẽ bắt đầu xa lánh khi phụ nữ cởi mở, chia sẻ những điều thầm kín hơn và những tình cảm thân mật hơn. Anh ta có thể đắm chìm trong những tình cảm thân mật như vậy trước khi có một hồi chuông thức tỉnh nhắc nhở anh đã đến lúc cần rời xa để tìm lại sự cân bằng. Đàn ông có thể đột nhiên chuyển nhu cầu tình cảm sang sự tự do và rời xa. Khi đàn ông giãn ra, phụ nữ rất bối rối bởi cho rằng những gì cô nói hoặc làm là nguyên nhân khiến anh trở nên xa cách. Thông thường, đàn ông bắt đầu cảm thấy hối thúc phải giãn ra khi phụ nữ bắt đầu chia sẻ những vấn đề nhạy cảm. Bởi cảm xúc này khiến cho đàn ông cảm thấy gò bó. Khi thấy quá gò bó, anh ta sẽ tự động giãn ra. Đó không phải là vì anh không muốn lắng nghe những cảm xúc của cô. Vào thời điểm khác trong chu trình tình cảm của anh, khi anh cần được gần gũi, thì chính những nguyên nhân đó lại kéo anh gần với cô. Những cảm xúc lúc này của anh có thể khơi nguồn tình cảm và khiến anh trở nên thân thiết hơn. Điều khiến anh giãn ra không phải những gì cô chia sẻ, mà là thời điểm cô chia sẻ. Thời điểm trò chuyện với đàn ông. Khi đàn ông đang giãn ra, đó là thời điểm không hề thích hợp để nói chuyện hoặc gần gũi. Hãy để anh rời xa, sau đó quay trở lại. Anh sẽ quay trở lại cùng với tình yêu, sự ủng hộ và thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Tại thời điểm quý báu này, phụ nữ lại không có hứng thú trò chuyện, trong khi anh lại mong muốn tình cảm và sẵn sàng để tâm sự. Có 3 lý do để giải thích cho điều này. 1. Phụ nữ e ngại trò chuyện, bởi lần cuối cùng khi cô nói chuyện thì anh lại lạnh lùng xa cách. Cô đã lầm tưởng anh không quan tâm và không muốn lắng nghe cô nữa. 2. Phụ nữ lo anh sẽ bối rối. Cô chờ anh quay về với những cảm xúc của mình. Cô biết nếu đột nhiên cô rời xa anh trước khi nối lại mối quan hệ, cô sẽ nói chuyện về điều gì đã xảy ra. Cô chờ anh bắt đầu nói về những gì khiến anh buồn phiền. Tuy nhiên, anh không thể vì anh đâu có buồn. 3. Phụ nữ có quá nhiều thứ để nói nhưng lại không muốn trở nên thô lỗ và lan man. Để tỏ ra lịch sự, thay vì nói về những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình, cô lại sai lầm khi hỏi anh về cảm xúc và suy nghĩ của anh. Khi anh không có gì để nói, thì cô cho rằng anh không muốn trò chuyện với mình. Với tất cả những suy đoán không chính xác về lý do tại sao đàn ông không muốn nói chuyện như vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi phụ nữ cảm thấy vỡ mộng với đàn ông. Làm thế nào để đàn ông nói chuyện?
Khi phụ nữ muốn nói chuyện hoặc cảm thấy muốn gần gũi, cô nên cảm động thay vì chờ đàn ông bắt đầu trước. Trước hết, hãy chia sẻ cho dù đối phương không có gì để nói. Đó là cách để bắt đầu trò chuyện. Dần dần, anh sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn khi việc anh lắng nghe được ghi nhận. Đàn ông có thể nói chuyện rất cởi mở với phụ nữ, nhưng khi bắt đầu cuộc đối thoại, anh không có gì để nói. Phụ nữ lại không biết người sao Hỏa cần có lý do để trò chuyện. Họ không nói chuyện chỉ để cho vui. Nhưng khi cô nói được một lúc, thì anh sẽ cởi mở hơn và chia sẻ những gì liên quan tới chủ đề mà cô đang nói. Ví dụ, nếu cô chia sẻ những khó khăn của mình trong ngày, thì anh cũng có thể chia sẻ những khó khăn của anh để họ có thể hiểu nhau hơn. Nếu cô kể về tình cảm của mình đối với con trẻ, có thể anh cũng nói về tình cảm của mình đối với chúng. Anh sẽ không cảm thấy bị phê phán hay áp lực khi cô cởi mở, rồi dần dần anh cũng sẽ cởi mở như vậy. Phụ nữ làm thế nào để thuyết phục người đàn ông nói chuyện? Phụ nữ chia sẻ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên. Điều đó sẽ thúc đẩy đàn ông nói chuyện. Khi bị ép buộc, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh không có gì để nói. Thậm chí nếu có thì anh cũng sẽ kiềm chế, bởi anh cảm nhận được sự đòi hỏi của cô. Thật là làm khó cho đàn ông khi bị phụ nữ yêu cầu nói chuyện. Việc chất vấn của cô đã vô tình khiến anh mất hứng, đặc biệt là khi anh cảm thấy không cần thiết phải nói chuyện. Nhưng phụ nữ lại lầm tưởng rằng anh cũng có nhu cầu trò chuyện và vì thế nên nói chuyện. Cô quên mất rằng anh đến từ sao Hỏa và lúc này anh cảm thấy không cần thiết phải trò chuyện nhiều như thế. Thậm chí, cô còn cảm thấy nếu anh không nói chuyện, có nghĩa là anh không yêu mình. Khi gặp tình huống đàn ông không nói chuyện, bạn có thể chắc rằng anh ta không có gì để nói. Anh sẽ dần cởi mở khi anh cảm thấy được chấp nhận đúng với bản chất của mình. Anh cảm thấy không được chấp nhận khi cô cứ muốn anh nói nhiều hơn hoặc bức xúc vì anh giãn ra. Đàn ông cần giãn ra trước khi học được cách chia sẻ và cởi mở, vì anh cần lắng nghe nhiều hơn. Anh sẽ nói nhiều hơn khi sự lắng nghe của anh được ghi nhận.